Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, từ một công dân gương mẫu, nay đùng một phát trở thành lão tổ ma đầu khiến bao người khiếp sợ. Từ một ông lão già khú đế sắp hẹo, biến thành một hot boy tà tưa vạn người mê, tuy rằng tu vi có chút thấp tẻ, nhưng được cái có hệ thống hay trô, ủa cứ gì ta ma giáo lão tổ lại bắt làm toàn chuyện tốt. Kể từ đây mà vô vàn chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra, với lời thề lấy lại tất cả những gì đã mất, bước lên tới đỉnh cao. Liệu lão tổ ma đầu sẽ phải gặp những thử thách trời đánh gì? Cùng Pikapi đến với video tóm tắt review đầy thú vị của bộ truyện này ngay thôi nào. Đời này của ta từng được vô số người tôn kính, cũng như bị người đời oán hận. Nhưng ta không thể ngờ được mình lại bị đẩy xuống vực thẳm bởi chín đệ tử mà ta tin tưởng nhất. Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá. Anh là Lâm Thiên, một công dân hết sức bình thường, với châm ngôn sống giúp người giúp đời. Hôm nay, vì để cứu một cô bé đuổi theo một quả bóng bay trên đường mà anh đã bị xe tải tông trúng. Mắt anh dần nhắm lại, trước mắt anh là hình ảnh cô bé đó đang khóc nức nở và rất nhiều người đứng trước mặt anh. May mắn thay, anh đã chết khi giúp người vì niềm vui đúng như ý nguyện. Nhưng cũng có điều không may mắn xảy ra, Lâm Thiên giật mình mở to mắt. Trước mặt anh là một tên khí thế hùng hổ đang chĩa kiếm vào người anh. Họ gọi anh là ma đầu Lăng Thiên. Lăng Thiên ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô. Trước khi chết anh còn là một công dân tuân thủ pháp luật, nay lại trở thành một đại phản đồ người người căm ghét. Tên thanh niên đó cầm kiếm nhảy đến trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên tối sầm mặt mày, dù sao bây giờ anh là một người không ai địch nổi. Một nguồn năng lượng bắn vào người Lăng Thiên, Lăng Thiên tái mặt, phun ra ngụm máu tươi. Ngay lúc máu tươi phun ra từ người anh, ký ức cứ như ngọn thủy triều chảy vào tâm trí. Lăng Thiên là một võ đế đỉnh cao, khiến người đời phải kính nể kèm theo kinh sợ. Chính Lăng Thiên cũng là người thành lập Huyền Minh giáo, lừng lẫy thiên hạ. Nghìn năm trôi qua, Lăng Thiên công lực giảm sút cũng đến lúc gần đất xa trời. Thế mà chín đứa đệ tử đáng tin nhất lại cấu kết phản bội. Danh môn chính phái khắp nơi nắm bắt thời cơ, muốn mượn hôm nay diệt cỏ tận gốc. Một hệ thống được kích hoạt, tạo một lớp lá chắn bao quanh Lăng Thiên, bảo vệ anh khỏi nhát chém của tên thanh niên. Tên thanh niên sợ hãi quỳ xuống đất, không tin vào mắt mình. Nếu trời đã không tiệt đường sống, vậy kiếp này Lăng Thiên chỉ muốn sống cho bình dị. Anh lập tức tạo ra một thanh kiếm khổng lồ, uy áp từ tỏa ra từ thanh kiếm khiến người ta run sợ. Tên thanh niên đó sợ đến tái mặt, không ngừng run rẩy cầu xin Lăng Thiên tha mạng. Nhát kiếm của Lăng Thiên giáng xuống lập tức tiễn tên này về trời. Tất cả những người phản bội anh sẽ đích thân trừng trị. Tất cả những gì đã bị cướp mất, anh sẽ lấy lại tất cả. Mở đầu là cảnh tại đại bản doanh Huyền Minh giáo Tuyệt Tình Sơn. Đám người vừa nãy hùng hùng hổ hổ muốn lấy mạng Lăng Thiên, bây giờ đã bỏ chạy tán loạn khi thấy sức mạnh của anh. Anh là Lâm Thiên, nửa tiếng trước đã xuyên không đến đại lục Thương Nguyên này, nhập hồn vào ma đạo. Tổ sư Lăng Thiên nghe danh đã khiếp sợ. Đám danh môn chính đạo đó biết được công lực của anh đã suy giảm nên muốn nhân lúc này diệt trừ anh. Cũng may hệ thống khu vực tuyệt đối kịp thời xuất hiện giải nguy cho anh. Hệ thống thưởng cho anh 100 DIMVI nương tay với chính đạo, không lạm sát người vô tội. Lăng Thiên chán trường, đường đường là một ma đạo tổ sư mà bây giờ phải làm việc thiện kiếm điểm. Hệ thống gì lạ lùng hết sức, hệ thống hiện lên tất tần tật thông tin của anh. Lăng Thiên như chết lặng, không những công lực suy giảm mà anh còn sắp chết. Anh tự hỏi lẽ nào đây là mở đầu cho địa ngục trong truyền thuyết. Lăng Thiên bóp chặt thẻ bài trong tay, hệ thống chúc mừng anh sử dụng thành công thẻ hoàng phẩm đặc cấp giữ mạng, tăng tuổi thọ thêm 15 ngày. Lăng Thiên tức đến mức thổ huyết, một tấm thẻ như vậy mà cho thêm được 15 ngày tuổi thọ, hệ thống cho má gì vậy, đang giỡn mặt với anh sao? Lăng Thiên muốn xem hệ trang bị hệ thống tăng anh, hệ thống liền trang bị Hoàng Thiên Túc Nghiêm Y cho anh. Ngay lập tức, anh từ một lão già đã biến thành một chàng trai trẻ đẹp, nhìn cực kỳ soái và khí chất luôn nha, dẫu trẻ lại nhưng anh cảm thấy linh lực chẳng tăng lên tí nào. Hệ thống nhắc anh, Hoàn Thần Túc Nghiêm Y chỉ giúp anh trẻ lại, không làm biến đổi linh lực. Lăng Thiên thở dài, quà tặng tân thủ chẳng ngon tí nào. Bất chợt, giọng một thiếu nữ truyền đến cầu xin cứu mạng. Thiếu nữ chạy đến trước mặt Lâm Thiên rồi ôm chấm lấy anh. Lăng Thiên bị ôm bất ngờ nên có chút đỏ mặt. Cô gái ngước mặt lên, cầu xin Lăng Thiên ra tay cứu mình. Cô gái vừa nói xong thì đã có một tên mặt sẹo, mặt mũi bặm trợn đến trước mặt Lâm Thiên. Hắn ta tên là Cát Long Tuyền, đường chủ U Lan Đường U Lan Đường. Y cung kính, xin hỏi tiền bối có phải là chủ nhân Tuyệt Tình Sơn giáo chủ Huyền Minh giáo? Lăng Thiên nét mặt không chút thay đổi, cô gái nghe đến Lăng Thiên thì mặt cũng biến sắc, toát mồ hôi hột. Lăng Thiên có chút bất an, dựa vào linh lực thì tên này cũng ít nhất cảnh giới võ hồn mắc. Với trạng thái người thường của anh bây giờ, khó mà thắng được. Hệ thống yêu cầu anh phải cứu cô gái này để tích đức về sau. Lăng Thiên đập tay lên mặt, chán chẳng buồn nói. Cát Long Tuyền cùng hai tên đệ tử của mình quỳ xuống. Hắn kể tội nữ tử đó canh me giáo đồ u hồn, còn trộm thuốc quý và phá hoại nhiều bảo vật trong môn giáo, vậy nên mới truy bắt đến cùng. Cô gái vẫn ôm chặt Lăng Thiên, luôn miệng nói không phải cô làm. Ngữ khí Lăng Thiên sắc lạnh,
hỏi Cát Long Tuyền có phải là người của U Minh Giáo. U Minh Giáo, Cát Long Tuyền mừng thầm trong đầu. U Minh Giáo là ma giáo đứng đầu trong thiên hạ, chắc Lăng Thiên sẽ không đắc tội chỉ vì một nữ tử. Bất ngờ, một lưỡi kiếm xoẹt qua đầu hắn, hệ thống yêu cầu Lăng Thiên giết chết kẻ có mưu đồ làm hại đệ tử Tuyệt Tình Sơn, thưởng 50 điểm. Lăng Thiên lạnh lùng, anh không đội trời chung với U Hồn Giáo. Tên đệ tử sau lưng Cát Long Tuyền bị Lăng Thiên đâm một nhát vào trán. Lăng Thiên rút kiếm ra, tên đó ngã ra đằng sau, máu từ trán tên đó túa ra ngoài. Lăng Thiên vung kiếm định xử luôn tên đệ tử còn lại, bộ dạng anh tựa như hung thần ác sát. Hễ là người của U Hồn Giáo thì anh giết chết không tha. Nhưng cũng may cho tên đệ tử còn lại là Cát Long Tuyền đã kịp kéo hắn đi khỏi đường kiếm của Lăng Thiên. Lăng Thiên có chút tiếc nuối, chỉ cần anh nhanh hơn một chút nữa là đâm chết tên kia rồi. Cát Long Tuyền nghiến răng, hỏi Lăng Thiên sao lại vì một nữ tử mà làm vậy. Lăng Thiên lạnh giọng, anh cho phép hắn hỗn láo như vậy bao giờ? Lăng Thiên thầm nghĩ trong đầu, bây giờ anh chỉ có thể dùng khí thế dọa chúng rút lui thôi. Cát Long Tuyền đứng dậy, ngữ điệu có phần tức giận. Chẳng qua Lăng Thiên là sư phụ của giáo chủ U Hồn Giáo, cũng chính là ma đạo tổ sư nên hắn mới kính nể ba phần chứ không phải sợ. Lăng Thiên cắm thanh kiếm xuống đất, anh cho hắn một cơ hội cuối cùng, mau đưa đệ tử của hắn cút. Tên đệ tử đó run rẩy, sợ hãi liền kêu Cát Long Tuyền rút lui. Cát Long Tuyền cười ngân một tiếng. Hắn cao ngạo nói Lăng Thiên đừng kích động, dù sao anh cũng chỉ là một tên hết thời. Hắn đưa thanh đao của mình ra, nhấn mạnh từng chữ mau giao nữ tử đó ra cho hắn. Lăng Thiên khó chịu, tên nà đang ảo tưởng muốn giết anh sao? Cát Long Tuyền không nói nữa mà lập tức xông lên, hắn lập tức vung đao xuống. Lăng Thiên được một phen bất ngờ, cô gái kia hốt hoảng bảo anh cẩn thận. Cát Long Tuyền cười một cách nham hiểm, lưỡi đao của hắn cũng sắp chạm vào cổ anh. Lăng Thiên nhìn lưỡi đao của hắn một cái, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Cát Long Tuyền vẻ mặt lộ sự ngơ ngác, tay hắn run lên, lưỡi đao của hắn dừng lại trước khi chạm vào cổ Lăng Thiên. Lăng Thiên thì mặt mũi tối sầm lại, Cát Long Tuyền bỗng nhiên không cử động được, hắn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Hệ thống khu vực tuyệt đối chính là sản phẩm khu vực tuyệt đối trong một phạm vi nhất định. Trong phạm vi này, Lăng Thiên có thể kiểm soát tất cả. Mặc dù trước mắt chỉ có 10cm nhưng chỉ cần lọt vào khu vực này thì anh chính là thần. Thanh đao của Cát Long Tuyền bất ngờ vỡ ra nhiều mảnh. Cát Long Tuyền dùng mình, đao đỉnh thương phong tuyết của hắn là thiên phẩm cao cấp, sao có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy? Lăng Thiên gương mặt đầy sát khí nhìn Cát Long Tuyền, ngữ điệu lạnh lùng khiến người ta phải run sợ. Những thứ này đối với anh chỉ là đồ bỏ, công phu thượng cấp cũng chỉ là mấy môn võ mèo quào. Cát Long Tuyền run sợ, lời đồn là thật, Lăng Thiên có sức mạnh xoay chuyển càn khôn. Hắn lùi lại, nhất định phải rời khỏi đây, nếu không hắn nhất định sẽ bị giết chết. Tên đệ tử kia của hắn bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Lăng Thiên cảnh cáo hắn, nếu còn dám chạy thì anh sẽ khiến hắn mây khói tan ngay trong chớp mắt. Anh từ từ bước lại trước mặt Cát Long Tuyền, U Hồn Giáo là do tam đệ tử Lâm Mộc Huyền của anh lập ra. Từ trên xuống dưới đều từ người của Huyền Minh Giáo mà ra. Hôm nay, Cát Long Tuyền không có phép tắc, dĩ hạ phạm thượng là tội thứ nhất. Tâm dạ bất chính, lòng lang dạ sói, mưu đồ giết chết anh lập chiến công là tội thứ hai. Ỷ mạnh hiếp yếu, làm nhiều điều ác, mưu đồ giết chết nữ tử trước mặt anh là tội thứ ba. Ba tội gộp lại theo giáo pháp, đáng chịu 1000 dao đâm xuyên, móc hết nội tạng. Cát Long Tuyền quỳ xuống, dập đầu xin Lăng Thiên tha tội. Lăng Thiên nhìn Cát Long Tuyền với ánh mắt đỏ rực. Cát Long Tuyền sinh thời lần đầu nhìn thấy ánh mắt như vậy. Hắn cảm thấy bản thân như một con kiến nhỏ bé dưới chân Lăng Thiên. Cát Long Tuyền run rẩy cầm lấy thanh đao nát của hắn lên, bất ngờ đâm mạnh vào tim mình. Hắn khẩn khoản cầu xin Lăng Thiên tha cho hắn toàn thây rồi gục mặt xuống phun ra ngụm máu. Lăng Thiên đồng ý lời thỉnh cầu này của hắn. Cát Long Tuyền cố gắng nở một nụ cười, nói lời cảm ơn anh, rồi ngã xuống nhắm mắt xuôi tay. Tên đệ tử của hắn bị dọa cho khiếp đảm. Lăng Thiên bảo tên đệ tử đó mau đem thi thể của Cát Long Tuyền về đi. Anh cũng có lời nhắn gửi yêu thương đến giáo chủ U Hồn Giáo, sau này kiểu gì bản tọa cũng tìm đến nó, bảo nó ngoan ngoãn trở đi. Nếu không giết không tha, tên đệ tử đó vác theo thi thể của Cát Long Tuyền rời đi, hắn vẫn không quên cảm ơn Lăng Thiên vì đã tha mạng cho hắn. Hệ thống thưởng cho anh 200 điểm vì giết chết kẻ mưu đồ giết sư, dĩ hạ phạm thượng. Nhìn thấu mưu đồ thật sự của kẻ mạo phạm, thưởng 100 điểm, cứu một mạng người thưởng 100 điểm. Một ngày hành thiện, tích đức, tha mạng người khác đồng thời cũng không hủy đi thi thể của người khác thưởng 500 điểm. Lăng Thiên nhìn điểm thưởng mà cười tít mắt, lần này đúng là thắng đậm. Lúc này cô gái kia gọi anh, cô quỳ xuống, nói mình tên là Trần Tuyết. Giọng điệu cô kính cẩn, cảm ơn Lăng Thiên đã cứu mạng mình, ơn này cô trả cả đời cũng không hết. Trần Tuyết lúc này ngước mặt lên, cô cầu xin Lăng Thiên thu nhận mình. Cả đời này nhất định sẽ hầu hạ Lăng Thiên, làm trâu làm ngựa. Trần Tuyết phô ra thân hình đầy đặn, quỳ trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng đã nổi sóng. Anh bây giờ đang là ma đạo tổ sư, đâu thể dễ dãi được, danh dự rất là quan trọng. Lăng Thiên ho một tiếng trầm giọng xuống hỏi Trần Tuyết có biết đây là đâu,
anh là ai không? Trần Tuyết kính cẩn đáp, đây chính là địa bàn của Huyền Minh giáo. Tiền bối là giáo chủ Huyền Minh giáo, cũng chính là ma đạo tổ sư đứng đầu ma đạo thiên bảng, Lăng Thiên. Lăng Thiên phảng phất sát khí, nếu đã biết, sao còn quỳ dưới chân anh, xin anh giữ lại. Chẳng lẽ không sợ anh tức giận, rút xương ra đốt lò à? Trần Tuyết giật mình, toàn thân cô run rẩy, cô thừa nhận bản thân mình rất sợ. Trần Tuyết bất ngờ đặt tay lên ngực mình, nói mình từ nhỏ đã được dạy phải ghi nhớ công ơn, nhất định báo đáp. Huống hồ chi, anh vừa cứu cô một mạng, mạng này của cô cũng chính là của anh. Trần Tuyết cúi đầu xuống, khẩn khoản cầu xin Lăng Thiên thu nhận mình. Chuyển cảnh, phải nói bên trong Huyền Minh giáo cực kỳ hoa lệ, rộng lớn. Không hổ danh là môn phái một thời khiến cho mọi người trong thiên hạ phải khiếp sợ khi nghe danh. Lăng Thiên đóng cửa điện lại, Trần Tuyết cũng phải bất ngờ trước khung cảnh trong đại điện. Tuy đại điện nguy nga, sang trọng, nhưng mọi thứ trong điện đều đã bám bụi, còn có mạng nhện. Trần Tuyết cảm thán, nơi này chính là Huyền Minh giáo một thời đứng đầu thiên hạ sao, cảm giác đã rất lâu rồi chưa có người quét dọn. Lăng Thiên ngữ điệu nhàn nhạt, đây chính là ma đạo thánh vực mà Trần Tuyết nói, chắc hẳn là khác xa với tưởng tượng của cô. Trần Tuyết chăm chú nhìn Lăng Thiên, cô nghe nói năm đó Lăng Thiên công lực sụt giảm vì đại hạn nghìn năm, Huyền Minh giáo từ đó phân tán. Không ngờ lại hoang tàn đến mức này, Trần Tuyết nhớ lại, vừa rồi Lăng Thiên có thể khống chế không gian xung quanh. Sức mạnh cỡ này cũng phải võ đế đại viên mắc mới có thể làm được. Đại hạn nghìn năm lẽ ra phải đứng không vững mới đúng chứ. Lăng Thiên bất giác dừng lại, lạnh lùng nói với Trần Tuyết, đây chính là thực trạng sơ lược của cả chủ điện, còn về những điện khác có rảnh tự xem đi. Anh đi nghỉ ngơi một lát, nấu cơm xong thì gọi anh. Trần Tuyết cúi đầu, nhận lệnh của Lăng Thiên. Lăng Thiên đi vào trong phòng, cuối cùng anh cũng cắt đuôi được Trần Tuyết. Anh mở giao diện cá nhân trên hệ thống lên. Giao diện cá nhân của anh hiện lên, điểm đổi hiện tại của anh là 1950 điểm. Lăng Thiên thấy mình có nhiều điểm đổi như vậy thì liền mở cửa hàng ra xem thử. Cửa hàng mở ra, tăng tuổi thọ là quan trọng nhất nên anh quyết định mua một ít thẻ giữ mạng. Nhìn giá thẻ giữ mạng mà Lăng Thiên muốn bật ngửa, giá đắt cắt cổ, nên anh lấy một tấm huyền cẩm sơ cấp xem sao. Tấm huyền phẩm sơ cấp liền xuất hiện, anh ngay lập tức bóp nát nó. Tuổi thọ của anh liền được tăng thêm lên 45 ngày. Lăng Thiên chề môi, thẻ loại tấn công mà bán giá đắt như vậy, hay là mua một thẻ phạm vi khu vực cho rồi. Thẻ phạm vi khu vực hiện lên cho anh lựa chọn. Lăng Thiên chọn lấy một thẻ, phạm vi của An tăng từ 10cm lên 22cm. Lăng Thiên đập tay lên trán, thẻ đắt như vậy mà tăng có một chút xíu. Như vậy thì biết bao giờ anh mới làm chủ trời đất đây. Anh bất chợt thấy thông báo, mỗi lần tiêu hao 50 điểm đổi mỗi lần rút thưởng, tăng 7 điểm may mắn. Tích 10 điểm may mắn hoặc bội số của nó nhất định, có được một gói quà lớn bí mật. Lăng Thiên mắt trở nên sáng rỡ, trên đời này anh chính là ông hoàng may mắn. Anh run rẩy đưa ngón tay ra, bây giờ anh trông cậy hết vào nó. Anh nhấn vào phần quà bí mật trên màn hình hệ thống. Nhưng Sukana là không có gì, điểm may mắn tích lũy của anh là 1. Lăng Thiên thử lại một lần nữa nhưng cũng kết quả vẫn là su. Anh quyết định thử tiếp, cuối cùng, điểm tích lũy may mắn của anh lên 10. Lăng Thiên như hồn bay phách lạc, rút đến 10 lần mà không có cái gì hết. Hệ thống thông báo điểm đổi còn lại là 50, có tiếp tục rút thưởng không? Lăng Thiên bất giác chửi thề một tiếng, anh không do dự mà cược hết vào lần rút thưởng này, Lăng Thiên cuối cùng cũng trúng thưởng. Anh vui sướng như lên mây, 550 điểm rút được nhiều đồ như vậy, còn có một bộ công pháp đặc cấp thiên phẩm. Hệ thống hỏi anh có tiêu hao 10 điểm để mở phần quà bí mật không? Lăng Thiên đồng ý, phần thưởng anh nhận được là con mắt thẩm phán dùng để đoán định, phân biệt, giám sát độ trung thành của người khác với anh, có hiệu quả vĩnh cửu, hệ thống hỏi anh có kích hoạt nó không? Lăng Thiên đồng ý kích hoạt, hệ thống nhắc nhở, lúc thực thi hình phạt, đối phương phải nhìn vào mắt anh từ 3 giây trở lên, trừng phạt nặng nhẹ dựa theo mức độ trung thành. Lăng Thiên thấy cái này cũng hay đó, nên liền muốn xem thử năng lực này. Chuyển cảnh, một bàn đồ ăn ngon miệng được dọn lên. Lăng Thiên thầm nghĩ, Trần Tuyết cũng tháo vát đấy chứ. Trần Tuyết bước ra, trên tay cô cầm một tô canh, cô mỉm cười mời Lăng Thiên dùng bữa. Lăng Thiên dùng con mắt thẩm phán kiểm tra Trần Tuyết, tất tần tật thông tin về Trần Tuyết hiện lên, độ trung thành của Trần Tuyết chỉ có 10%. Lăng Thiên có chút bất ngờ khi thấy độ trung thành của Trần Tuyết quá thấp, anh cho một miếng thức ăn vào miệng. Mùi vị thức ăn này đúng là ngon tuyệt dù nó không phải sơn hào hải vị. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ, vạch trần ý đồ thật sự của Trần Tuyết, phải dùng cách vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc để tăng độ trung thành của Trần Tuyết. Lăng Thiên nhăn mặt, cái hệ thống này chắc muốn gây sự với anh mà. Trần Tuyết nhìn biểu cảm của anh mà sợ hãi. Cô run rẩy hỏi anh thức ăn không hợp khẩu vị sao, để cô đi làm lại. Lăng Thiên nghiêm giọng bảo Trần Tuyết ngồi xuống, Trần Tuyết sợ sệt ngồi xuống theo ý anh, Lăng Thiên bảo cô ăn. Trần Tuyết mặt mũi xanh chành, không lẽ thức ăn khó ăn đến vậy sao, vừa nãy cô nếm rất vừa miệng mà. Lăng Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, lẽ nào bắt anh đút cho cô ăn. Trần Tuyết bị dọa sắp khóc đến nơi, cô nhận sai, nói mình tình nguyện chịu phạt. Lăng Thiên hỏi cô nếu đã biết sai thì mau nói sai ở đâu.
Trần Tuyết Như sắp khóc, cô nói nếu Lăng Thiên ăn không ngon thì sau này cô sẽ cố gắng cải thiện tay nghề. Lăng Thiên đặt đôi đũa xuống, giọng cũng dịu đi, chỉ vậy thôi sao? Trần Tuyết không ngừng run rẩy, nói bản thân không biết, xin anh chỉ dạy. Lăng Thiên cho Trần Tuyết hai gợi ý, đó là Tịnh Nguyệt Môn và Thanh Liên Tâm Pháp. Trần Tuyết quỳ xuống, cô run như cầy sấy nói mình đã biết tội. Cô biết rõ che giấu anh là việc không thể tha, nhưng hãy nghe cô giải thích. Lăng Thiên ngồi trước mặt Trần Tuyết, anh cho cô một cơ hội, nói rõ mục đích của cô khi đến Huyền Minh Giáo. Nếu có dối trá nữa lời, giết không tha, Trần Tuyết phảng phất buồn. Cô khai mình là đại đệ tử của môn chủ Cát Hiểu Mộc, Tịnh Nguyệt Môn. Một năm trước, lúc môn chủ ra ngoài đã bị U Hồn Giáo tính kế. Sau khi quay về chưa tới mấy tháng bị nội thương mà qua đời. Sau đó, U Hồn Giáo tiến hành thâu tóm Tịnh Nguyệt Môn. Tịnh Nguyệt Môn bị sát nhập vào U Lan Đường của U Hồn Giáo. Giáo đường đó là do Cát Long Tuyền lúc nãy đã mạo phạm anh nắm giữ. Hắn giam lỏng cô trong Tịnh Nguyệt Môn, ép cô phải sinh con trai cho hắn. Cô lúc đó chỉ muốn tự sát chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ đến sư phụ chết thảm, môn phái bị diệt cô không cam tâm. Vậy nên chịu khổ nhục, trải qua một năm chủ tính, định ngày hôm nay sẽ trả hết thù này, nhưng không ngờ sức mọn. Lăng Thiên hiểu ra Trần Tuyết cố ý dụ Cát Long Tuyền đến Tuyệt Tình Sơn, lợi dụng anh để giải quyết hắn, dựng nên vở kịch anh cứu cô. Lấy cớ báo đáp để giữ cô ở lại Tuyệt Tình Sơn, Trần Tuyết thừa nhận. Lăng Thiên sắc lạnh hỏi, ngươi hầu hạ bên cạnh ta cốt là để tìm cuốn hạ của kiếm pháp và tâm pháp Thanh Liên, muốn sau khi học xong thì sẽ về U Lan Đường báo thù. Đây mới chính là mục đích thật sự ngươi tiếp cận bổn tọa, đúng chứ? Trần Tuyết bị nói trúng, cô cúi đầu xuống khẩn cầu Lăng Thiên ra tay, được chết dưới tay anh là phước phần ba đời của cô. Lăng Thiên đứng dậy, đôi mắt cũng rực đỏ, gương mặt tràn đầy sát khí. Anh đưa tay ra, nếu Trần Tuyết đã nhận hết lỗi của mình thì hôm nay anh sẽ trừng phạt cô thật nghiêm khắc. Trần Tuyết nhắm chặt mắt lại, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô mở mắt, ngước nhìn Lăng Thiên đang xoa đầu cô. Anh tuyên bố Trần Tuyết hôm nay sẽ là sệ tử đầu tiên trong nghìn năm nay của anh, Trần Tuyết được phen bất ngờ. Lăng Thiên cũng phân phó công việc cho cô, Trần Tuyết mếu máo nhìn anh. Lăng Thiên hỏi cô sao thế, chẳng lẽ có ý kiến gì với quyết định của anh? Trần Tuyết nắm chặt lấy tay anh mà khóc nức nở. Cô nào dám có ý kiến gì và cảm ơn anh đã thu nhận cô. Hệ thống thông báo, độ trung thành của Trần Tuyết đã tăng lên 60%, thưởng 500 điểm. Lăng Thiên mỉm cười, hệ thống nói anh thành nhiệm vụ vạch trần mục đích của Trần Tuyết, thưởng 1.000 điểm. Lăng Thiên lại vui sướng. Hệ thống lại tiếp tục thông báo anh hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa Trần Tuyết, thu nhận Trần Tuyết làm đệ tử, thưởng 1.000 điểm. Lăng Thiên lại càng trở nên bất ngờ, hệ thống cấp phát cho anh hai nhiệm vụ phụ. Một là bồi dưỡng Trần Tuyết để cô trở thành một nữ anh hùng đội trời đạp đất. Hai là tăng mức độ trung thành của Trần Tuyết lên 80% trong 10 ngày, nếu không hoàn thành sẽ phạt nặng. Lăng Thiên vui sướng, không ngờ lại có nhiệm vụ lẹ vậy, tha hồ kiếm điểm. Trần Tuyết thì cứ mãi khóc, chuyển cảnh, tại đại bản doanh U Hồn Giáo, Thanh Long Phong. Tên giáo chủ cao ngạo đang ngồi hắn cất tiếng hỏi tên thuộc hạ tất cả những tin tức có được đều xác thực chứ. Tên thuộc hạ bẩm báo, tất cả đều do hắn tận mắt chứng kiến. Hắn nói Lăng Thiên không biết có được thần lực gì mà chỉ với sức mạnh của một người mà nhẹ nhàng trấn áp tông chủ trưởng môn các môn phái. Hắn còn nói tận mắt chứng kiến Lăng Thiên lấy ngón tay làm kiếm, thi triển tại chỗ tuyệt kỹ Thương Vân Nhất Kiếm của Thương Vân Phái. Chỉ trong tức khắc trưởng môn của Thương Vân Phái Lý Vân Thiên tan thành khói bụi ngay tại chỗ. Có hai tên thắc mắc, Lăng Thiên đã trải qua đại hạn nghìn năm, sao lại có sức mạnh kinh tâm động phách, trấn áp các môn chủ, lại còn có linh lực lớn thế kia. Một tên nữa cũng lên tiếng, Lý Vân Thiên cũng là cao thủ cảnh giới võ đế, vậy mà một chiêu chết ngay tan thành khói bụi. Tên đứng cạnh cũng thắc mắc, lẽ nào thực lực của Lăng Thiên vẫn ở đỉnh cao? Nguy Thiên Thừa Nhị đương ra U Hồn Giáo lên tiếng, Lăng Thiên chính là đại ma đầu thì sao lại không thể? Bất chợt, một tên đệ tử hớt hãi chạy vào bẩm báo. Hắn bẩm với tên giáo chủ, Cát Long Tuyền hôm nay đã chết ở Tuyệt Tình Sơn. Những người có mặt trong đại điện nhao nhao lên như một cái chợ. Hắn nói Cát Long Tuyền đã bị Lăng Thiên giết chết, đồng thời Lăng Thiên cũng nói sẽ sớm ngày đến U Hồn Giáo, ngoan ngoãn ở đó đợi đi. Tên giáo chủ đưa chén rượu lên nhàn nhạt hỏi nếu không thì sao? Tên đệ tử đó run lẩy bẩy nói, nếu không thì giết không tha. Tên giáo chủ lập tức bóp nát chén rượu, hắn chính là Lâm Mộc Huyền, tam đệ tử của Lăng Thiên. Mộc Huyền đưa tay lên miệng liếm vết rượu còn dính trên tay. Hắn ngữ khí cao ngạo, xem ra đến lúc hắn quay về gặp Lăng Thiên rồi. Chuyển cảnh, Lăng Thiên bỗng hắt xì một tiếng, Trần Tuyết hỏi anh có cần đốt than cho ấm không? Hệ thống thông báo lời của anh đã đến tai phản đồ Lâm Mộc Huyền. Cùng với chuyện anh một mình đầy lùi chính đạo và giết chết Long Cát Tuyền khiến Lâm Mộc Huyền dè chừng hơn. Lăng Thiên kích hoạt con mắt thẩm phán xem thông tin của Lâm Mộc Huyền, độ trung thành của hắn âm 80%. Lăng Thiên nhìn mà dùng mình, Lâm Mộc Huyền đang muốn băm vằm anh thành trăm mảnh hay sao? Trần Tuyết thấy sắc mặt anh không tốt lắm nên muốn đấm bóp cho anh. Độ trung thành của Trần Tuyết lên 65%, Lăng Thiên chợt thấy có thứ gì đó bay đến.
thì ra đó là một con chim bồ câu. Trần Tuyết liền nhảy lên bắt con chim bồ câu. Cô nhận ra con chim này là chim đưa thư chuyên dụng của U Lan Đường. U Lan Đường, Trần Tuyết mở lá thư ra mà tái mặt, run rẩy. Nội dung trong thư viết, đường chủ U Lan Đường, U Lan Đường đã chết, U Lan giáo cam phẫn. Hai ngày nữa sẽ lôi tất cả các tỷ muội ra tử hình. Lăng Thiên bước lên, nhàn nhạt hỏi cô có muốn anh ra tay không? Trần Tuyết trầm mặt xuống, cô biết Huyền Minh giáo và U Hồn giáo đều là ma giáo. Lăng Thiên mà ra tay sẽ khiến người khác hiểu lầm, tăng thêm tiếng xấu. Các tỷ muội Tịnh Nguyệt môn đều là người thân của cô nhất định phải cứu họ. Trần Tuyết khẩn cầu Lăng Thiên cho cô xuất môn, để cô cứu họ. Lăng Thiên lạnh lùng hỏi Trần Tuyết lại một lần nữa, đây chính là quyết định của cô sao? Trần Tuyết ý đã quyết sẽ không thay đổi. Lăng Thiên nhàn nhạt, anh đặt tay lên vai Trần Tuyết. Nếu đã như vậy thì hai ngày sau anh nhất định để cô cứu người, diệt trừ U Lan Đường, U Lan Đường. Lăng Thiên nhàn nhạt, Trần Tuyết bây giờ là người của Huyền Minh giáo, còn là đồ nhi của anh. Chuyện này, anh nhất định phải lo. Trần Tuyết sắc mặt ửng đỏ. Cô quỳ xuống, khấu đầu cảm tạ anh, thề nguyện sống chết vì anh. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ phụ, hai ngày sau giải cứu Tịnh Nguyệt môn, san bằng U Lan Đường, U Lan Đường. Hệ thống cũng thông báo độ trung thành của Trần Tuyết đã tăng lên 75%, thưởng 200 điểm đổi. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết tối nay nấu món bồ câu chiên tỏ lòng nhé. Trần Tuyết dạ một tiếng. Trong phòng của Lăng Thiên, Lăng Thiên thấy điểm đổi này dễ kiếm hơn anh nghĩ nhiều. Anh muốn thử thẻ khu vực sơ cấp huyền phẩm này xem sao. Lăng Thiên bóp nát cái thẻ, khoảng cách điều khiển của anh tăng từ 22cm lên 522cm. Lăng Thiên không ngờ thẻ này tăng vù một phát lên những 5m. Đúng là bá cháy, một con bọ đang bò trên cột nhà. Lăng Thiên liếc mắt nhìn con bọ ngay lập tức không di chuyển được. Anh điều khiển con bọ lại trước mặt mình, tất cả các vật trong khu vực tuyệt đối đều bị anh thao túng. Cho dù là cử động hay sống chết, Lăng Thiên ngồi xuống ghế, năng lực này vô cùng hao tốn linh lực. Chưa đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không được sử dụng. U Lan Đường nhất định sẽ là một trận ác chiến. Ngoài tên tam đệ tử Lâm Mộc Huyền của anh ra, thì e rằng những đứa đệ tử hay qua lại với Lâm Mộc Huyền nhất định cũng sẽ đến trợ giúp hắn. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai ngờ được những tên ác đồ này lại gây ra chuyện gì. Suy cho cùng vẫn nên chuẩn bị trước, Lăng Thiên mở cửa hàng ra. Anh thấy có vật phẩm đang ưu đãi giá đặc biệt nên xem thử. Ba tấm thẻ hiện lên trên màn hình hệ thống. Thẻ thứ nhất là thiên phẩm cao cấp, thẻ hai là thẻ hải nạp bách xuyên, thẻ ba là ngạo thi quân hùng. Ba thẻ này đều là bản thử nghiệm và là thẻ tấn công. Lăng Thiên quyết định chọn mua vài thẻ. Lăng Thiên suy nghĩ, những đạo cụ này tuy thời gian sử dụng ít so với những đạo cụ trước, nhưng hiệu quả thì không hề thay đổi. Hơn nữa giá còn rẻ gấp 10 lần so với giá gốc. Đáng tiếc là anh đã hết điểm đổi, nếu không anh sẽ mua thêm vài tấm. Lăng Thiên dùng số điểm còn dư đi rút thưởng. Hệ thống thông báo anh nhận được một địa phẩm sơ cấp đàn chỉ huy nhất giai, một huyền phẩm trung cấp thẻ chú nhân. Điểm may mắn tích lũy là 2, Lăng Thiên thấy lần này mình đã gặp may nên thử thêm lần nữa. Nhưng lần thứ 3 này của anh có cái nịt. Chiều tà buông xuống, điểm may mắn tích lũy của anh là 10, tổng số lần rút là 20. Lăng Thiên chán trường khi không rút được cái gì hết. Anh quyết định dùng 10 điểm may mắn kích hoạt phần quà bí mật. Hệ thống chúc mừng anh nhận được siêu thiên phẩm đặc cấp. Lăng Thiên thấy phần quà này cũng hơi bất ngờ. Chuyển cảnh, Trần Tuyết đang ở nhà bếp nấu ăn. Bất chợt, cô nhìn thấy phía cửa sổ có một luồng sáng chiếu vào. Trần Tuyết mở cửa ra xem thì thấy một con phượng hoàng to lớn đang bay trên trời. Cô thấy trên người con phượng hoàng có bóng người, đó chính là Lăng Thiên. Mấy tên trinh thám rời chân núi nhìn thấy Lăng Thiên đang cưỡi phượng hoàng thì tức tốc thả bồ câu báo tin đi. Lăng Thiên hướng mắt nhìn xuống đám trinh thám này. Anh ra lệnh cho Trọng Minh Điểu mau lôi mấy con bồ câu đó về. Trọng Minh Điểu kêu lên một tiếng, đám chim bồ câu đó liền nghe theo lệnh của Trọng Minh Điểu mà bay theo. Đám trinh thám được một phen cả kinh, hệ thống chúc mừng Lăng Thiên ngăn được 50 mật báo truyền tin, thưởng 500 điểm. Lăng Thiên cao ngạo cảnh cáo mấy tên trinh thám, từ nay về sau, nếu để bản tọa gặp lại các ngươi, chết, hệ thống chúc mừng anh đuổi hết 50 mật thám của các môn phái dưới Tuyệt Tình Sơn, thưởng 500 điểm. Lăng Thiên về lại núi Tuyệt Tình, anh bước xuống xoa đầu Trọng Minh Điểu, nói nó đã vất vả rồi. Lăng Thiên vui sướng, không ngờ anh có thể mở được thần thú siêu phẩm đặc cấp từ túi quà bí mật. Trần Tuyết bưng dĩa bồ câu ra mà run rẩy. Hóa ra người ngồi trói lọi, rực rỡ trên người Trọng Minh Điểu chính là Lăng Thiên. Trần Tuyết không khỏi kinh ngạc, tu vi này có khi là cảnh giới võ thần đại nguyên mắc luôn rồi. Mà cũng không đúng, phải là siêu thần nhập sơn mới phải. Trần Tuyết toàn thân run lên, cô không ngờ người lại hại như vậy lại nhận cô làm đệ tử. Rốt cuộc cô đã tu bao nhiêu kiếp mới đổi lấy được phúc phần này. Độ trung thành của Trần Tuyết tăng lên 80%, hệ thống liền chúc mừng Lâm Thiên, thưởng cho anh 100 điểm. Lăng Thiên xoay mặt lại nhìn Trần Tuyết, Trần Tuyết liền đưa dĩa bồ câu chiên ra mời anh thưởng thức. Lăng Thiên nhàn nhạt chỉ tay về một bê, chỗ này anh giao lại cho cô. Trần Tuyết nhìn theo hướng chỉ của Lăng Thiên thì thấy nguyên một bầy bồ câu.
Trời cũng đã khuya, Trần Tuyết xoay lưng lại ngủ say sưa trên giường, trên lưng của cô bỗng có một dấu ấn kỳ lạ. Dấu ấn bất ngờ lan ra, Trần Tuyết phút chốc đã cảm thấy khó chịu. Mắt cô bỗng mắt tở ra, đồng tử mắt cô hoàn toàn thay đổi. Lăng Thiên đang ngủ say trên giường, Trần Tuyết rón rén bước lại. Lăng Thiên nghe thấy tiếng bước chân thì giật mình tỉnh giấc. Trần Tuyết đang nhìn anh với dáng vẻ đầy đáng sợ, sát khí tỏa ra đằng đằng. Lăng Thiên có chút bất ngờ, gọi cô, Trần Tuyết không nói gì cả mà vung tay tấn công anh. Lăng Thiên thân thủ nhanh nhẹn đã né được đòn tấn công của Trần Tuyết. Anh hỏi Trần Tuyết muốn làm gì, Trần Tuyết từ từ xoay mặt lại, gương mặt cô lộ vẻ đáng sợ. Lăng Thiên bất ngờ, anh nhìn vào ký hiệu trên lưng Trần Tuyết, ký hiệu đó là thực hồn khí độc đơn. Thực hồn khí độc đơn người sử dụng có thể biến độc hỏa công tâm mất đi lý tính, kích hoạt tiềm năng bên trong người dùng và thực lực tăng mạnh, trở thành một ác ma sát thủ. Lăng Thiên thầm nghĩ, độc đan này là tác phẩm của tên tứ đồ đệ Trang Cao Hàn, nhưng sao Trần Tuyết lại trúng loại độc này? Trần Tuyết bất ngờ vung tay tấn công, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Thiên. Cô lại tiếp tục ra đòn, Lăng Thiên liền hụp đầu xuống. Anh cảm thán trước tốc độ cực kỳ nhanh của cô. Nhưng lúc này, Trần Tuyết bất ngờ biến mất trước mặt anh. Cô từ trên lao xuống, định lao đòn kết liễu anh. Lăng Thiên cắn răng, đòn này anh không thể né được, Trần Tuyết đột ngột dừng lại. Cũng may là Lăng Thiên kịp kích hoạt khu vực tuyệt đối. Lăng Thiên liếc nhìn tay của Trần Tuyết, lực khống chế đang giảm dần, xem ra hôm nay thời gian sử dụng khu vực tuyệt đối sắp hết hạn. Anh liền mở cửa hàng hệ thống, Lăng Thiên ấn vào mục linh dược. Nhìn số điểm đổi linh dược mà lòng anh chua xót, tận 2.000 điểm. Anh ấn mua nó, rồi nhét chỗ linh dược vào miệng Trần Tuyết. Mắt Trần Tuyết dần trở lại bình thường, tiếp sau đó cô cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, một tiếng hét gà bay chó sủa của Trần Tuyết vang vọng ra ngoài. Cô ngơ ngác khi thấy mình đang ở trong phòng của Lăng Thiên, chỉ nhớ là tối qua cô trúng độc tẩu hỏa nhập ma. Trần Tuyết mặc lại quần áo, những chuyện đêm qua cô chẳng nhớ gì cả. Lúc này, Lăng Thiên mở cửa bước vào, mặt của anh như dính cái gì đó mà đen như nhọ nồi. Trần Tuyết lo lắng, hỏi anh mặt làm sao thế? Lăng Thiên nói mình chỉ là luyện đan xong đói bụng nên nướng một con bồ câu lót bụng. Trần Tuyết còn tưởng đêm qua mình tẩu hỏa nhập ma làm chứ. Lăng Thiên khổ sở, bị Trần Tuyết quần cả đêm khiến anh giờ rất mệt. Trần Tuyết nghe vậy thì sợ điếng người. Lăng Thiên đưa cho Trần Tuyết quyển Thanh Liên Tâm Pháp, bảo cô tu luyện đàng hoàng cùng với viên địa phẩm sơ cấp Thiên Linh Nguyên Khí. Trần Tuyết đón nhận lấy, Lăng Thiên nhàn nhạt nói tối qua vì cứu cô nên đã dùng một viên, còn hai viên còn lại thấy lúc nào không ổn thì dùng ngay. Trần Tuyết bật khóc nức nở, từ sau khi trưởng môn các hiểu mộc của Tịnh Nguyệt môn mất, trái tim của Trần Tuyết cũng bị đóng băng theo, nhưng sự ấm áp của Lăng Thiên đã làm tan chảy băng tuyết trong tim cô. Từ ngày hôm đó, Trần Tuyết đã thề rằng không bao giờ phụ lòng sư phụ, một lòng đi theo sư phụ đến chết, quyết không hai lời. Sau khi cô có được Thanh Liên Tâm Pháp thì chuyên tâm tu luyện. Trần Tuyết muốn bản thân nhanh chóng mạnh lên để không làm liên lụy Lăng Thiên. Cô đang tu luyện thì nghe bên ngoài có tiếng động. Một tên lạ mặt xuất hiện bên ngoài sảnh điện, Trần Tuyết lập tức chạy ra, nghiêm giọng hỏi hắn là ai, sao lại xông vào Huyền Minh giáo. Tên này tỏa ra đầy sắc khí nhìn cô, hắn trầm giọng cuống bảo Trần Tuyết nếu không muốn chết thì cút. Võ tu bao gồm 10 cấp, mỗi cấp lại có 5 cảnh giới. Cấp cao cấp có thể phán đoán cảnh giới của kẻ cấp thấp từ linh lực phát ra người họ. Nhưng cấp thấp vì chưa từng cảm nhận được cường độ linh lực cấp cao hơn, vậy nên không thể phán đoán chính xác của đối thủ. Linh lực mà bây giờ Trần Tuyết thấy đã vượt xa sự hiểu biết của cô ấy. Tên này thấy Trần Tuyết không tránh đường nên chuẩn bị tấn công cô, Trần Tuyết cũng lập tức xông lên. Cô vung một nhát chém xuống, nhưng không ngờ hắn đã di chuyển ra phía sau cô từ bao giờ. Hắn rút kiếm ra, chuẩn bị cho Trần Tuyết về chầu trời. Nhưng bất ngờ thay, một lưỡi kiếm đã chặn đòn tấn công của hắn. Trần Tuyết liếc mắt ra sau nhìn, ra là Lăng Thiên ra tay cứu cô. Tên này ngữ khí sắc lạnh, nói, đã lâu không gặp, sư phụ. Trần Tuyết có chút hoang mang. Tên này chính là Câu Văn Diệu, là đại đệ tử của Lăng Thiên, độ trung thành của hắn là -60%. Lăng Thiên thầm nghĩ, nhân cơ hội này anh cũng muốn thử uy lực của con mắt thẩm phán. Lăng Thiên nói lên từ giáng, Văn Diệu liền nghe có tiếng sét, hắn cảm thấy vô lý, rõ ràng là trời đang nắng. Văn Diệu lùi lại, hắn ngước mặt nhìn lên thì thấy thiên lôi giáng xuống. Trần Tuyết thầm nghĩ, thiên lôi lẽ nào là do sư phụ gọi đến. Lăng Thiên đắc chí, năng lực này cũng ngon quá đi, trừng trị mấy tên phản đồ nghiệt xúc này thì phải thế này mới sướng. Văn Diệu khuỵu người xuống, lưỡi kiếm hắn cắm xuống đất. Trên lưỡi kiếm của hắn còn vương cả tia sét. Hắn kiêu ngạo nói vũ khí Thương Long Tước Đao đặc cấp thiên phẩm của hắn có thể hấp thụ sát thương. Lời hắn chưa nói xong thì hắn đã bất ngờ phun máu ra ngoài. Văn Diệu đưa tay lên ngực mình, mặt lộ vẻ đau đớn. Hắn không ngờ sức mạnh này lại vượt xa giới hạn hấp thụ của Thương Long Hổ Tước, thầm nghĩ trong đầu lẽ nào Lăng Thiên đã nghịch chuyển càn khôn phá giải đại hạn nghìn năm. Hệ thống chúc mừng Lăng Thiên đã thành công trừng trị Văn Diệu, gây nội thương cho hắn, thưởng 200 điểm. Lăng Thiên mặt đầy sát khí, nghiêm giọng hỏi hắn biết sợ chưa. Văn Diệu không khỏi kinh sợ, hắn rút kiếm lên rồi bỏ chạy như bán mạng.
Trần Tuyết thấy vậy thì bảo Lăng Thiên dùng thiên lôi giáng xuống người hắn, nhưng Lăng Thiên không đáp một lời. Lăng Thiên xoay người, bảo Trần Tuyết theo mình. Trần Tuyết thắc mắc sao sư phụ không đuổi theo Văn Diệu, hắn chính là một ác đồ mà. Lăng Thiên ngồi xuống ghế, bảo Trần Tuyết tu luyện Thanh Liên Tâm Pháp trước mặt mình. Trần Tuyết cúi đầu vâng lời. Lăng Thiên chống tay lên mặt ngẫm nghĩ, câu Văn Diệu đến đây như để xác nhận điều gì đó. Có lẽ hắn biết tin anh đánh đuổi danh môn chính đạo nên đến đây để thăm dò. Lăng Thiên vừa nhìn Trần Tuyết tu luyện vừa suy nghĩ, câu Văn Diệu không phải người thích thu thập tin tức, chắc chắn có người giật dây. Lăng Thiên mỉm cười đắc ý, mồi anh đã thả xong, tiếp theo chỉ chờ cá dính câu. Chuyển cảnh, câu Văn Diệu vẫn không ngừng run rẩy. Nhị đệ tử các chủ trường Thanh các Thẩm Uyên Thanh lên tiếng, huynh nói sư phụ chỉ đứng yên mà gọi được thiên lôi à? Cho dù là ông ấy của trước đây cũng chưa chắc làm được. Bát đệ tử Kiếm Ma Lang Nhân Trúc Hưng Tu cũng tiếp lời, hắn biết tính của câu Văn Diệu có gì nói đấy, chắc chắn Lăng Thiên đã đả thương câu Văn Diệu. Câu Văn Diệu đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, hắn không ngờ tu vi của Lăng Thiên còn cao thâm khó đoán hơn lúc trước. Lúc đó, Lăng Thiên không khác gì người thường cả. Hơn nữa, giữa trời đất không có báo hiệu gì, ngay cả tiềm thức cũng không nhận được sự hiện diện của Thiên Lôi, Uyên Thanh và Hưng Tu chăm chú lắng nghe. Câu Văn Diệu như cắn nát móng tay mình, nếu không phải hắn khổ công tranh đấu với nhiều cao thủ, có được trực giác siêu phàm thì e rằng hắn đã chết ở Tuyệt Tình Sơn rồi. Uyên Thanh đứng dậy, mọi chuyện đã quá rõ, Lăng Thiên đã nắm bắt được công pháp xoay chuyển càn khôn, còn về thực lực đã hồi phục bao nhiêu vẫn chưa chắc. Hưng Tu bước lại chỗ Uyên Thanh, xem ra muốn làm rõ chuyện này, U Lan Đường bắt buộc phải đi rồi. Câu Văn Diệu lắp bắp nói bản thân vẫn còn đang bị thương, ngày mai sẽ không đến U Lan Đường nữa đâu. Hưng Tu hỏi Uyên Thanh thì sao, không lẽ bỏ rơi hắn một mình. Uyên Thanh xoay người lại nói mình có việc cần làm. Cô khuyên Hưng Tu một câu, đứng chuốc họa vào thân, đứng xa nhìn là được rồi. Uyên Thanh và Văn Diệu rời đi, giờ chỉ còn một mình Hưng Tu trong phòng. Hưng Tu suy nghĩ, nếu thật sự như lời câu Văn Diệu nói thì thực lực của Lăng Thiên không giảm mà còn tăng. Xem ra chỉ có một con đường vạch ra trước mắt hắn. Chuyển cảnh, Trần Tuyết tiến vào sâu trong trạng thái tĩnh tọa, trên trán cô cũng xuất hiện dấu ấn hoa sen. Lăng Thiên bước lại gần Trần Tuyết. Mới hoàn một nén hương mà Trần Tuyết đã hoàn thành tu luyện Thanh Liên Tâm Pháp, xem ra Trần Tuyết cũng là một thiên tài. Hệ thống thông báo Thẩm Uyên Thanh và Trúc Hưng Tu đã nghe câu Diệu Văn kể lại, kích hoạt con mắt thẩm phán, thưởng 400 điểm. Ngay lập tức, thông tin về hai tên phản đồ này hiện ra. Lăng Thiên mỉm cười một cách đắc chí, ta sắp cắn câu rồi. Câu Văn Diệu và Thẩm Uyên Thanh quả nhiên là đi cùng nhau, chỉ là không biết tên Trúc Hưng Tu này đi đâu. Lúc này, hệ thống thông báo một qua hệ sư đồ mới đã ghi danh. Đó là giữa Lăng Thiên và Trúc Hưng Tu, Lăng Thiên hừng một tiếng, đúng là rắc rối mà. Trúc Hưng Tu đột nhiên xuất hiện trong danh sách sư đồ khiến Lăng Thiên cảm thấy hơi bất an. Dù trong 9 đệ tử thì hắn có tâm tư sâu xa nhất, ứng phó với hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Thiên mở cửa hàng lên, anh quyết định rút vận may, Lăng Thiên quyết định rút 10 lần liên tục. Thẻ bài được rút ra, Lăng Thiên nhìn số phần quà mình trúng được mà cười một cách âm hiểm, vận may cũng đúng là khá. Anh cũng quyết định dùng 10 điểm may mắn tích lũy để mở gói quà bí mật. Hệ thống chúc mừng anh nhận được một viên Thái Hoàng Đơn. Viên đơn này rất tốt cho thân thể, kinh mạch, thậm chí còn có thể giúp người sử dụng hồi phục 1 phần 10.000 thời kỳ đỉnh phong. Lăng Thiên lấy viên Thái Hoàng Đơn cho vào miệng. Ngay lập tức, anh cảm nhận như cơ thể mình được đổi mới, linh khí thiên địa cứ tuôn trào trong anh, toàn thân cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Lăng Thiên nhìn cái tháp đá, anh búng tay một cái. Một luồng linh lực được bắn ra, lập tức làm tháp đá vỡ tan tành. Lúc này, anh cảm nhận có người tới, ra là Trúc Hưng Tu, hắn ngay lập tức hành lễ với Lăng Thiên. Lăng Thiên không biết hắn đến đây từ khi nào, sao anh không nhận ra. Hưng Tu hoang mang khi thấy Lăng Thiên không nói gì. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào Lăng Thiên đang muốn xem thái độ của hắn, hay là thẳng thừng không để ý. Lăng Thiên đằng đằng sát khí hỏi Hưng Tu đã biết tội chưa. Hưng Tu kinh sợ mà đổ mồ hôi hột, hắn nhớ lại biểu cảm sợ hãi của Văn Diệu khi Văn Diệu kể lại việc hắn bị Lăng Thiên giáng cho một đạo thiên lôi. Hưng Tu nghĩ tới mà trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn lập tức lùi lại. Hưng Tu nhìn lên trời nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng sét nào. Gương mặt Hưng Tu lộ vẻ hoang mang, nhưng lẽ nào Lăng Thiên vì muốn giết hắn mà che luôn cả tiếng sét? Lăng Thiên trầm giọng xuống, hỏi hắn dám ra tay với sư phụ của mình luôn sao? Hưng Tu toàn thân run lên, hắn ngay lập tức quỳ xuống, nói bản thân đã biết tội, chỉ sợ Lăng Thiên giáng thiên lôi. Lăng Thiên chỉ hai ngón tay lên trời, nếu đã biết thiên lôi thì đã gặp Văn Diệu, vậy anh cũng không muốn nhiều lời. Hưng Tu tái mặt, xin Lăng Thiên khoan đã, hắn nói lần này hắn quay về là muốn làm lại từ đầu, lấy công chuộc tội. Hắn dập đầu xuống đất xin Lăng Thiên cho hắn một cơ hội. Lăng Thiên nhìn Hưng Tu với ánh mắt khinh thường, anh thầm nghĩ chắc Hưng Tu đã nghe anh một mình đánh bại danh môn chính đạo nên mới tìm đường sống. Lăng Thiên lạnh lùng, tội lỗi của tên Trúc Hưng Tu phạm phải cả đời cũng không thể bù đắp, muốn làm lại từ đầu, lấy công chuộc tội là thế nào đây? Hưng Tu chấp tay lại khẩn khoản, hắn biết mình mang trọng tội, nhưng hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Giọng Hưng Tu run lên, không nghe theo sự căn dặn của người thần bí đó thì mấy chục nghìn người trên dưới Huyền Minh giáo, ngay cả sư phụ và các sư huynh sư tỷ cũng khó bảo toàn mạng sống. Lăng Thiên hét lên, bảo hắn hàm hồ, anh bảo hắn đừng than khóc kể khổ. Anh chỉ biết ban đầu mấy tên phản đồ đã làm những gì khiến người đời tin lấy tin để. Hưng Tu giải thích, mấy năm nay luôn nghe ngóng khắp nơi, phát hiện người chia rẽ Huyền Minh giáo, hãm hại sư phụ và cả chuyện gây chia rẽ 9 người chúng con rời khỏi sư phụ. Toàn bộ một tay đều do người thần bí đó đứng sau dắt mũi. Hưng Tu xin Lăng Thiên cho mình một cơ hội, vì anh, vì Huyền Minh giáo, hắn sẽ điều tra rõ ràng chân tướng, lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Những lời của Trúc Hưng Tu giúp Lăng Thiên nhận ra, Huyền Minh giáo cớ sao lại chia 5 xẻ 7, 9 đệ tử vì sao lại phản bội rời đi. Những chuyện này đều không nhớ được, dường như phần ký ức này giống như bị người ta cố ý phong ấn hoặc xóa sạch lúc xuyên không. Nhưng anh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Hưng Tu. Lăng Thiên cho Hưng Tu một cơ hội, anh bảo hắn đứng lên đi, Hưng Tu đứng lên đa tạ Lăng Thiên. Hắn nhìn theo dáng người của Lăng Thiên, hắn cảm thấy khí thế tỏa ra trên người Lăng Thiên luôn có cảm giác cao thâm khó đoán, nhất định là uy lực của nghịch chuyển càn khôn. Hắn cảm thấy việc quay về Tuyệt Tình Sơn là một việc đúng đắn. Đang suy nghĩ thì Hưng Tu nghe thấy có âm thanh lạ. Lăng Thiên ngữ điệu sắc bén nói, tội của Hưng Tu đó là tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Hôm nay, anh sẽ ban cho hắn một đường thiên lôi, từ từ tận hưởng. Hưng Tu vội xin Lăng Thiên tha mạng, thiên lôi của anh hắn không đỡ nổi. Lăng Thiên nói với hắn, thiên lôi cũng không đỡ nổi thì anh giữ lại làm gì. Ngay lập tức, một đạo thiên lôi liền từ trên trời đánh xuống. Hệ thống chúc mừng Lăng Thiên thành công trừng phạt phản đồ Trúc Hưng Tu, thưởng 200 điểm đổi. Dấu ấn hoa sen trên trán Trần Tuyết đã xuất hiện rõ ràng. Cô mở mắt ra, cảm thán mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được Thanh Liên Tâm Pháp. Thế này thì ngày mai cô có thể trợ giúp Lăng Thiên một tay ở U Lan Đường. Cô đứng dậy thì không thấy Lăng Thiên đâu, chuyển cảnh, Trần Tuyết ra ngoài tìm Lăng Thiên. Cô bất giác lo lắng, lẽ nào sư phụ sợ cô liên lụy nên một mình đến U Lan Đường rồi. Trần Tuyết bất ngờ thấy phía trước có một bóng người đen sì, thì ra đó là Hưng Tu. Trần Tuyết dùng mình, cô cầm cây chọt chọt vào người hắn, lẽ nào hắn đã chết rồi, trông cứ như bị sét đánh. Trần Tuyết nhìn xuống người Hưng Tu thì thấy thanh kiếm Thiên Hồng Thương Vân Kiếm là một vũ khí thiên phẩm đặc cấp. Trần Tuyết cầm thanh kiếm lên, cô biết chủ nhân của thanh kiếm này là kiếm Ma Lăng Nhân mà người đời đồn đại Trúc Hưng Tu, bát đệ tử của sư phụ. Cô thắc mắc sao Hưng Tu lại ở đây, lẽ nào đến ám sát sư phụ nhưng bị sư phụ cho ăn một vố. Hai mắt Trần Tuyết trở nên sáng rỡ, nếu Hưng Tu đã chết rồi thì thanh kiếm này là của cô. Hưng Tu tỉnh dậy, lắp bắp hỏi Trần Tuyết giang làm gì thế. Trần Tuyết ngay lập tức lùi lại, cô không ngờ hắn vẫn chưa chết. Hưng Tu run lên, nói mình vẫn còn cấp cứu được. Trần Tuyết rút thanh kiếm của Hưng Tu ra. Nếu Hưng Tu chưa chết vậy thì cô sẽ tiễn hắn một đoạn cuối. Trần Tuyết hướng mũi kiếm về phía mặt Hưng Tu, nhưng Hưng Tu lại đột nhiên biến mất. Trần Tuyết còn đang hoang mang thì Hưng Tu đã đứng sau lưng cô. Trần Tuyết liền xoay người lại, nhưng thanh kiếm của Hưng Tu trên tay cô đã biến mất. Hưng Tu mỉm cười một cách nham hiểm, ngữ điệu của hắn sắc lạnh, kề kiếm vào cổ Trần Tuyết. Trần Tuyết bất ngờ, hóa ra nãy giờ hắn giả chết sao, ngay cả Lăng Thiên cũng không phát hiện ra. Hưng Tu làm cho thanh kiếm của mình biến mất. Thần sắc hắn lộ vẻ khó coi, đã vậy còn ho ra máu. Hắn nói với Trần Tuyết nếu cô từng ăn đòn thiên lôi của Lăng Thiên thì sẽ không nói thế đâu. Nếu không phải hắn kịp thời dùng tuyệt kỹ hộ thể của Thiên Linh Hoàng Kiếm thì e là đã thành cái xác khô rồi. Trần Tuyết có chút kinh ngạc, không lý nào Lăng Thiên không nhìn ra được Hưng Tu chết hay sống, tức là Lăng Thiên đã thủ hạ lưu tình với hắn. Hưng Tu dùng khăn lau vết máu trên miệng, hỏi Trần Tuyết sư phụ bây giờ ở đâu, còn gọi cô là tiểu sư muội. Trần Tuyết nổi cáu, ai mà là tiểu sư muội với hắn. Hưng Tu nhàn nhạt bảo Trần Tuyết đúng là hung dữ quá đi, cũng có chút dáng vẻ của Huyền Minh giáo rồi đó. Trần Tuyết nghe hắn nói thế thì tràn đầy tức giận nhìn hắn. Hưng Tu chỉ một ngón tay lên, hắn nhớ năm xưa Huyền Minh giáo là bá chủ giang hồ. Lăng Thiên sư phụ năm đó là một tên khát máu, hung hiểm. Trần Tuyết không thể nhịn những lời Hưng Tu nói nên đá vào giữa hai chân hắn. Hưng Tu bị dính đòn này đau đến mức muốn siêu thoát. Chuyển cảnh, Lăng Thiên hoàn toàn suy sụp, hoài nghi nhân sinh khi anh rút thưởng nãy giờ mà chẳng trúng gì. Hệ thống thông báo Trần Tuyết giữ vững lòng tin, liền thưởng cho anh 200 điểm đổi. Lăng Thiên thấy vậy có chút bất ngờ, chuyển cảnh, Trần Tuyết cùng Hưng Tu vào trong sảnh điện. Hắn đưa ngón tay che mũi, chê trách nơi chính điện sao khắp nơi đều là bụi thế này. Lăng Thiên mở cửa phòng bước ra, Trần Tuyết và Hưng Tu liền hành lễ với anh. Lăng Thiên lạnh lùng hỏi Hưng Tu có phải đang nói xấu sau lưng anh không. Hưng Tu vội nói mình chỉ là đang tán gẫu với Trần Tuyết thôi. Lăng Thiên cảnh cáo Hưng Tu đừng có ỷ thế lộng hành, thiên lôi lần sau sẽ không tha đâu. Hưng Tu vì muốn thể hiện lòng trung thành mà bằng lòng san bằng U Lan Đường. Hắn đề nghị để chuyện này cho mình giải quyết, chẳng những không làm xấu đi quan hệ đôi bên mà còn hiển nhiên làm nổi trội địa vị và sức mạnh của anh. Hắn hỏi Lăng Thiên, thấy kế sách của hắn như thế nào? Lăng Thiên thấy kế sách của hắn chẳng ra làm sao cả,
Hưng Tu nghe thế được phen sốc nặng. Lăng Thiên nói chuyện này anh tự có sắp xếp, bảo Hưng Tu ngoan ngoãn ở lại Tuyệt Tình Sơn đi. Hưng Tu hoang mang, trước đây Lăng Thiên toàn bảo hắn nghĩ kế. Lăng Thiên gọi Trần Tuyết, ngày mai trận chiến ở U Lan Đường nhất định tràn ngập nguy hiểm, nên tặng cô một thanh kiếm để phòng thân. Trần Tuyết thấy thanh kiếm đó thì rất bất ngờ, đó là Linh Nguyệt Truy Phong kiếm. Hưng Tu thấy đây đúng là kiếm sơ cấp địa phẩm tốt, nhưng Trần Tuyết mới võ vương sơ kỳ cảnh, tặng thanh kiếm này có phải là hơi sớm rồi không? Trần Tuyết nghe vậy có chút bực mình. Lăng Thiên nói Trần Tuyết đã hoàn toàn đột phá cảnh giới võ vương sơ cấp, hơn nữa vừa dùng liên tiếp hai viên địa phẩm sơ cấp thiên linh nguyên khí, linh lực nội thể đã dày dặn hơn trước không ít, hoàn toàn có thể sử dụng thanh Linh Nguyệt Truy Phong kiếm này rồi. Hưng Tu được một phen sét đánh ngang tai, Trần Tuyết vậy mà được dùng hai viên địa phẩm sơ cấp thiên linh nguyên khí. Hắn nhớ lại lúc trước cũng chưa từng được Lăng Thiên cho hưởng đã ngộ này. Lúc nào cũng hoang mang, lo sợ sắp bị đánh khi tu luyện không thành. Lúc đó không bị đánh cho mắt xương máu chảy thì cũng chết đi sống lại. Không phải đang bị đánh cũng là chuẩn bị đánh. Hưng Tu nghĩ đến đây thì dùng mình, những ngày tháng kinh hoàng đó thật chẳng muốn nhớ lại. Lăng Thiên thấy Hưng Tu biết nghĩ cho Trần Tuyết nên bảo hắn ngày mai cũng theo anh đến U Lan Đường đi, an nguy của Trần Tuyết sẽ do hắn phụ trách. Hưng Tu chấp tay nhận lệnh, nếu như Trần Tuyết rơi mất nửa cọng tóc thì hắn sẽ dùng cái chết để tạ tội. Lăng Thiên nói mình hơi đói bụng, bảo Hưng Tu mau ra trấn mua một số đồ dùng về. Hưng Tu liền lập tức xoay người ra ngoài, hắn thầm nghĩ, sư phụ đang tính đường gì vậy? Kiếm cớ đuổi hắn đi thì e là có chuyện cần làm không thể nói cho người khác biết. Hưng Tu ra ngoài, Trần Tuyết bẩm báo miệng lưỡi của Hưng Tu quá xảo trá, tâm cơ thì nặng. Cô hỏi Lăng Thiên sao vẫn muốn giữ hắn ở lại, sau này e là vô cùng bất lợi. Lăng Thiên đứng dậy, nói anh tự có tính toán. Lăng Thiên bước xuống, thanh kiếm anh tặng cho cô vừa bén để giết người, cũng là vũ khí cứu người, sử dụng linh hoạt, ứng biến tùy cơ. Anh đưa thanh kiếm đến trước mặt Trần Tuyết, dặn cô ranh giới thiện ác một đường mỏng manh, nhất định phải cẩn trọng. Trần Tuyết nhận kiếm, cô đã ghi nhớ lời Lăng Thiên dặn. Chuyển cảnh, Lăng Thiên nằm dài trên giường thở ra một hơi, đúng là mệt chết đi được. Muốn diễn vai ác ma tổ sư này cho hay đúng là hơi khó. Hệ thống tính điểm nhiệm vụ cho anh, chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ dạy bảo Trần Tuyết hoàn thành thanh liên tâm pháp, thưởng 1.000 điểm. Trần Tuyết nhận kiếm của Na thì lòng đầy cảm kích, tình cảm sư đồ tăng lên nên thưởng thêm 200 điểm. Lăng Thiên vui sướng, bây giờ anh đã có thêm 1.200 điểm vào tài khoản, lần này nhất định anh phải trúng thưởng. Lăng Thiên chuẩn bị ấn vào rút thưởng thì hệ thống thông báo Hưng Tu ác độc đã bại hoại thanh danh Huyền Minh giáo, trừ 1.000 điểm đổi. Lăng Thiên liền tức giận đùng đùng, anh nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ trong tên của Hưng Tu. Hưng Tu khiên đống hàng về, hắn nghĩ lần này nhất định là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chưa biết chừng sư phụ sẽ thưởng cho hắn một viên đan dược thiên phẩm. Hưng Tu vừa đến trước cổng sảnh điện thì thấy Trần Tuyết đang đứng đó, Trần Tuyết nói sư phụ đang tìm hắn. Hưng Tu bỏ đống đồ xuống, nhờ Trần Tuyết cất số đồ này hộ mình, bản thân phải đi bái kiến sư phụ. Chuyển cảnh, Hưng Tu đến bái kiến Lăng Thiên, hắn cung kính nói mình đã làm xong việc Lăng Thiên giao phó. Lời hắn chưa nói xong thì hắn đã nghe có âm thanh lạ. Hưng Tu ngẫm một lúc thì nhận ra đây là Thiên Lôi thì mặt liền biến sắc. Hắn run rẩy nói mình đã hoàn thành lời giao phó, sao lại trừng phạt hắn? Lăng Thiên tối sầm mặt mày, anh hỏi Hưng Tu, số vật tư đó làm sao mà có được? Hưng Tu ấp úng chẳng nói được câu gì. Lăng Thiên chỉ hai ngón tay lên, ngữ điệu sắc lạnh, Huyền Minh giáo không còn như lúc trước, làm chuyện ác thì không thể tha. Hưng Tu liền quỳ xuống dập đầu xin Lăng Thiên tha tội, Lăng Thiên im lặng rồi giáng Thiên Lôi xuống. Ngay lập tức, một đạo Thiên Lôi liền giáng vào chỗ Hưng Tu. Trần Tuyết bước lại, cô bất ngờ khi thấy Hưng Tu bị Thiên Lôi đánh cho bốc khói. Cô ngơ ngác, hỏi Lăng Thiên, Hưng Tu đã chết rồi sao? Lăng Thiên trầm giọng, anh sai hắn xuống núi mua đồ vậy mà hắn lại dùng cách không chính đáng, anh bảo Trần Tuyết đem chôn hắn đi. Hệ thống chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ chính, anh đã thành công thực hiện bước đầu tiên, làm sạch nhà cửa, chấn chỉnh nha môn, thưởng 5.000 điểm đổi. Lăng Thiên thấy số điểm đổi mà bất ngờ, phần thưởng nhiệm vụ chính đúng là hậu hĩnh. Trần Tuyết quỳ xuống kiểm tra Hưng Tu thì thấy hắn còn thoi thóp, cô hỏi Lăng Thiên có chôn hắn nữa không? Lăng Thiên thầm nghĩ, ý nghĩa việc làm sạch nhà cửa không phải là giết chết người phản bội sao? Nhưng rõ ràng chúc Hưng Tu chưa chết, tại sao nhiệm vụ đã hoàn thành rồi? Lăng Thiên nhàn nhạt, bảo Trần Tuyết lấy thiên linh nguyên khí đan lúc trước anh đưa cho để Hưng Tu dùng đi. Trần Tuyết nghe thế liền lấy thiên linh nguyên khí đan ra cho Hưng Tu dùng. Cô chỉ cảm thấy khó hiểu, Lăng Thiên đã hạ lòng ra tay, sao cuối cùng lại cứu Hưng Tu? Lăng Thiên nhìn Hưng Tu, anh ra tay vì hắn làm sai, theo lý phải chịu trừng phạt. Còn cứu hắn là vì hắn liên quan đến chuyện Huyền Minh giáo bị rạn nứt. Trần Tuyết bất ngờ, cô ngẫm lại thì thấy cũng đúng, Huyền Minh giáo có thế lực lớn mạnh như vậy, thực lực sư phụ cũng bá đạo như thế. Nếu không có người đứng sau bày mưu hãm hại thì sao chia rẽ được Huyền Minh giáo? Lăng Thiên muốn Trần Tuyết âm thầm nghe ngóng Hưng Tu những chuyện đã xảy ra năm đó. Trần Tuyết nhận lệnh, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Xong việc, anh bảo Trần Tuyết mau làm việc của mình đi.
cả hai cũng xoay người rời đi, để mặc Hưng Tu nằm ở ngoài. Hưng Tu dần mở mắt ra, hắn không ngờ thiên lôi lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Nhưng càng khiến hắn bất ngờ chính là viên thiên linh nguyên khí đan của Lăng Thiên. Bất luận là dược tính hay hiệu quả trị liệu, thậm chí là linh lực ẩn trong đó đều tuyệt thế vô song. Hưng Tu cảm nhận được một dòng linh lực của tiên thể đang chảy trong người. Hắn thầm nghĩ, nếu đây thực sự là đan dược do Lăng Thiên luyện thành, vậy tu vi của Lăng Thiên e là đã đạt tới cảnh giới võ tiên chí cao. Chuyển cảnh, Lăng Thiên đang rảo bước trong hoa viên thì hệ thống hiện lên. Hệ thống thông báo độ trung thành của Hưng Tu tăng từ âm 70 điểm lên âm 40 điểm, thưởng 500 điểm đổi. Lăng Thiên có chút thắc mắc, độ trung thành của Hưng Tu vẫn là âm, xem ra hắn chỉ thuần phục anh vì sức mạnh của anh. Lăng Thiên mở cửa hàng ra, mua ít đồ chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Cửa hàng đang có giá ưu đã, Lăng Thiên thấy thế thì hai mắt sáng rỡ. Cái này đến đúng lúc lắm, nhưng nhìn giá của mấy tấm thẻ khiến anh chết lặng. Lăng Thiên mặc kệ, cũng đỡ hơn là mua thẻ khu vực giá gốc. Anh lập tức sử dụng thẻ khu vực của anh tăng từ 522cm lên 1322cm. Lăng Thiên mỉm cười, khoảng cách tăng lên đến 13m, chắc là đủ để đối phó với cục diện trận đấu. Lăng Thiên nhìn tảng đá trước mặt, anh lập tức đưa tay ra về phía tảng đá. Tảng đá liền rung chuyển rồi bay lên, Lăng Thiên nắm tay lại, tảng đá liền vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Anh liền điều khiển những mảnh vụn của tảng đá bay lên rồi cho nó rơi xuống hồ. Lăng Thiên nhếch mép, ngày mai anh sẽ cho đám U Lan Đường biết thế nào là sự lợi hại của khu vực tuyệt đối. Đêm đã khuya, Hưng Tu nằm suy tư trên mái nhà. Hắn lên tiếng, ngày mai quyết chiến U Lan Đường là cơ hội rất tốt cho chúng ta, nhất định phải chuyển thông tin này đến cho bạn của chúng ta trước khi mặt trời mọc. Không thành công, số phải chết, một cô gái thần bí, bịt mặt, cung chấp tay lại nhận lệnh của Hưng Tu. Cô ta chính là tỳ nữ của hắn tên là Vận Nhi. Trời cũng đã sáng, Trần Tuyết giật mình tỉnh giấc. Cô lăn qua lộn lại trên giường, cứ nghĩ đến việc phải đến U Lan Đường là cô lo lắng không ngủ được. Trần Tuyết quyết định uống trà cho tỉnh táo, đây là trà có nồng độ rất đậm đặc do chính tay cô làm. Hưng Tu mở cửa đại điện ra, bộ điệu cực kỳ hồ hởi. Hắn cất tiếng chào Lăng Thiên và Trần Tuyết, bây giờ cùng đi san bằng U Lan Đường thôi. Nhưng trong sảnh điện lại chẳng có ai cả, Hưng Tu được một phen suy sụp, quả nhiên ngay từ đầu đã không tính hắn vào. Trần Tuyết lúc này bước vào, Hưng Tu bất ngờ khi thấy Trần Tuyết vẫn chưa đi. Hắn lên tiếng cảm ơn Trần Tuyết đã cho hắn dùng thiên linh nguyên khí đan, ơn này hắn đã ghi nhớ, có gì cần hắn thì cứ việc nói. Trần Tuyết bảo hắn ngậm miệng lại, như vậy là giúp được nhiều lắm rồi đó. Lăng Thiên bước ra, anh nhàn nhạt, cũng đã đến lúc xuất phát đến U Lan Đường rồi. Hưng Tu hỏi Lăng Thiên nên đến U Lan Đường như thế nào, Trần Tuyết tu vi cũng chỉ mới cảnh giới sơ kỳ võ vương, hoàn toàn không thể theo kịp. Trần Tuyết nghe Hưng Tu nói vậy thì lộ vẻ bực mình. Hưng Tu đề nghị để hắn đi trước xử lý, dù gì cứu người quan trọng. Lăng Thiên bảo không cần, Trần Tuyết sẽ đi cùng với anh, chưa uống được nửa chén trà đã có thể đến U Lan Đường rồi. Hưng Tu nghe thế thì được một phen cả kinh, chưa uống được nửa chén trà mà đã đến được U Lan Đường sao? Hưng Tu nghe bên ngoài có âm thanh lạ, hắn đi ra ngoài xem thì thấy Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu đáp xuống, Lăng Thiên và Trần Tuyết tiến lại phía nó. Hưng Tu được một phen bất ngờ đến mức muốn rớt con mắt ra ngoài. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết ngồi Trọng Minh Điểu với mình. Hưng Tu liền xông xáo chạy lại xin Lăng Thiên cho mình theo cùng. Nhưng khi hắn vừa chạy tới thì Lăng Thiên và Hưng Tu đã ngồi trên Trọng Minh Điểu bay đi mất. Để lại Hưng Tu một mình trơ trội làm hắn tổn thương khóc không thành tiếng. Trọng Minh Điểu bay trên bầu trời, Trần Tuyết thích thú ngắm nhìn mây nước xung quanh. Cô chợt nghe tiếng cả Hưng Tu truyền đến, Hưng Tu đang dùng ngự kiếm phi thiên. Giọng điệu hắn có chút châm chọc, hắn thấy Trọng Minh Điểu tuy là thần thú thiên phẩm nhưng tốc độ không nhanh mấy. Trọng Minh Điểu cảm giác bị coi thường liền tỏ thái độ tức giận. Lăng Thiên nhàn nhạt bảo Trần Tuyết bám chắc vào. Ngay lập tức, Trọng Minh Điểu phóng bay đi một cái vù để lại Hưng Tu ngơ ngác đứng nhìn. Chẳng mấy chốc, Lăng Thiên và Trần Tuyết đã đến trước cổng U Lan Đường. Trần Tuyết ngay lập tức dùng kiếm phá cửa, ngay lúc này đã có một đám quân bên trong đợi sẵn. Đám quân này lập tức xông lên, một tên lính định cho Trần Tuyết một nhát kiếm thì hắn đột nhiên thấy toàn thân chấn động. Hắn dù cố sức cũng không thể nào cử động được khiến hắn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên chậm rãi đi vào, chỉ là một đám tép diêu, vô danh tiểu tốt mà cũng dám ngáng đường anh. Mấy tên lính đứng phía trước bổng dưng quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Lăng Thiên nhàn nhạt bảo Trần Tuyết mau đi thôi. Lăng Thiên bước tới đâu thì đám người này liền quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với anh. Trần Tuyết cũng được một phen bất ngờ, chỉ dựa vào khí thế mà sư phụ đã khiến tất cả sợ chết khiếp thế này. Trống được gõ liên hồi, Trần Tuyết giật mình khi nghe thấy tiếng trống, lẽ nào đã bắt đầu hành hình rồi. Chuyển cảnh, những đệ tử của Tịnh Nguyệt Môn đều bị trói lại, họ chuẩn bị chém đầu. Tên ngồi trên ghế cười lớn một cách mỉa mai. Hắn ta chính là tân đường chủ của U Lan Đường Viên Long. Viên Long cầm lệnh bài lên, giở giọng khinh thường, tính mạng của bản thân mà lại trông chờ vào kẻ khác sao. Ngay lập tức,
hắn ném lệnh bài ra để cho các lính canh chuẩn bị hành hình đệ tử Tịnh Nguyệt Môn. Lệnh bài được ném ra, nhưng khí lệnh bài sắp chạm đất thì đột ngột dừng lại rồi biến thành vô số mảnh nhỏ, bay đến dưới chân Lăng Thiên. Lăng Thiên và Trần Tuyết xuất hiện một cách hiên ngang, Viên Long lên tiếng tiếp đón Lăng Thiên. Hắn tươi cười giới thiệu tên mình và chức vụ của mình tại đây cũng như là phụng mệnh có mặt đón tiếp anh. Lăng Thiên thầm đánh giá Viên Long, hắn là cảnh giới võ vương hậu kỳ, thực lực mạnh hơn anh nhiều, chả trách lại trưng ra bộ dáng ngông cuồng như thế. Viên Long thấy từ hơi thở đến đan điền của Lăng Thiên cũng chỉ là cảnh giới võ tướng, chênh lệch khá xa so với cảnh giới của hắn. Hắn thầm nghĩ cái gì mà giết chết Lý Vân Thiên chỉ với một chiêu, liếc mắt diệt ngay Cát Long Tuyền, đều chỉ là tin đồn nhảm. Viên Long mỉm cười một cách nham hiểm, chỉ cần giết chết Lăng Thiên, nhất định sẽ được giáo chủ trọng thưởng hậu hĩnh. Viên Long cao ngạo đứng trước mặt Lăng Thiên, hắn hỏi Lăng Thiên lần này đến U Lan Đường có việc gì? Nếu là vì chuyện của Cát Long Tuyền thì giáo chủ vừa hay đã chuẩn bị một phần quà để bày tỏ thành ý. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết mau đi cởi trói cho các tỷ muội đi. Trần Tuyết lập tức xoay người đi cởi trói cho các tỷ muội. Viên Long tức đến run người, Lăng Thiên vậy mà dám bơ hắn. Hắn tối sầm mặt, ánh mắt dấy lên hận ý, ra lệnh kẻ nào dám động vào giết chết tại chỗ. Ngay lập tức đã có hai tên lính canh chìa nỏ vào Lăng Thiên và Trần Tuyết. Viên Long ném một lệnh bài xuống đến trước chân Lăng Thiên, ra lệnh hành hình. Tên lính canh vung đao lên chuẩn bị chém đầu một môn đồ của Tịnh Nguyệt Môn. Lưỡi đao sắp chạm vào cổ cô gái, Lăng Thiên lạnh giọng nói quỳ xuống. Ngay lập tức, đao của mấy tên lính hành hình liền rơi xuống đất phát lên tiếng leng keng chói tai. Những tên lính đó đồng loạt quỳ xuống, Lăng Thiên bảo chúng vả miệng. Chúng ngay lập tức tự vả vào miệng mình thật mạnh. Mấy tên lính cầm nỏ liền hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra. Viên Long ngơ ngác, chỉ dựa vào khí thế mà làm được như thế ư? Hắn nghĩ Lăng Thiên đã dùng yêu thuật, pháp bảo gì rồi. Viên Long chỉ tay ra, hét lớn bảo các tướng đừng sợ, bắn cho bọn chúng thành tổ ong hết đi. Một tiếng nói vang lên, ai dám động vào một cọng lông của sư phụ ta, giết không tha. Viên Long ngước mặt lên, người nói không ai xa lạ chính là Trúc Hương Tù. Viên Long kinh hoàng nhưng vẫn mạnh miệng bảo các tướng lĩnh xông lên, lấy được thủ cấp của Lăng Thiên sẽ thưởng nghìn vàng. Đám tướng lĩnh của hắn đồng loạt xông lên, khí thế của chúng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Thiên. Hương Tu đứng chắn trước mặt Lăng Thiên và Trần Tuyết. Hắn hỏi ý Lăng Thiên có thể giao đám phế vật này cho một mình hắn xử lý được không? Lăng Thiên lạnh lùng, bảo hắn tùy ý. Hương Tu bay lên, sau lưng hắn xuất hiện một vòng tròn kiếm. Hắn nhếch môi một cách khinh bỉ, cái đám phế vật chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám làm loạn. Vậy thì để ông đây dạy các con cách làm người. Hương Tu lập tức xuất chiêu, đám tướng lĩnh của Viên Long liền bị mấy thanh kiếm của Hương Tu đâm xuyên người mà chết thảm. Hương Tu đáp xuống, chẳng mấy chốc mà toàn bộ đám tướng lĩnh của Viên Long bị hắn giết sạch. Hương Tu mỉm cười một cách đắc chí, kết thúc hoàn mỹ như vậy thì Lăng Thiên sư phụ sẽ nhìn hắn với một con mắt khác. Trần Tuyết chỉ tay về phía trước, nói không thấy Viên Long nữa, Hương Tu liền xoay mặt lại nhìn. Hắn tức điên người, màn trình diễn hoàn hảo của hắn sao có thể đổ sông đổ biển được chứ? Thế là, hắn liền chấp tay xin Lăng Thiên để hắn truy sát Viên Long, trong một nén hương nhất định xách đầu hắn về. Lăng Thiên lạnh lùng bước qua Hương Tu, bảo hắn ở lại để bảo vệ Trần Tuyết. Gương mặt Lăng Thiên hầm hầm, tên đó cứ để anh giải quyết, chuyển cảnh, Viên Long đang đi trong rừng. Điệu bộ của hắn vô cùng bực tức, đáng lẽ là có thể giết chết Lăng Thiên sau đó san bằng Thanh Vân nhưng cuối cùng lại bị Trúc Hương Tu xuất hiện phá nát. Hắn thắc mắc không phải Lăng Thiên và đám đệ tử đã cạch mặt nhau rồi sao, tại sao Hương Tu lại còn đến giúp Lăng Thiên? Viên Long suy nghĩ, mặc dù công lực của Lăng Thiên suy giảm do đại hạn nghìn năm, nhưng đệ tử của Lăng Thiên là đối tượng mà hắn không chống lại được, vẫn nên quay về bẩm báo giáo chủ. Hắn đang đi thì đằng sau hắn phát ra tiếng động, Viên Long liền phóng ra một cây dao về hướng đó. Máu từ thứ đó liền bắn ra, thì ra đó chỉ là một con lợn rừng. Viên Long nhìn thấy mà chép miệng một cái, lúc này, Lăng Thiên từ trên cao lao xuống tấn công hắn. Viên Long cũng được một phen bất ngờ, ngay lập tức, một cột khói xuất hiện bắn lên cao. Khói dần tan đi, lộ ra Lăng Thiên nhưng lại không thấy Viên Long đi. Viên Long nhàn nhã xuất hiện sau lưng Lăng Thiên, ngữ điệu khinh thường anh, đây chính là tốc độ của ngươi sao. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Lăng Thiên quay mặt lại thì không thấy Viên Long đâu. Viên Long xuất hiện từ phía bên kia của Lăng Thiên, hắn vung tay chuẩn bị đấm anh một cái. Lăng Thiên nhất thời không kịp phản ứng nên bị Viên Long đấm cho một cái. Anh bị hắn đấm văng vào gốc cây, chim trong rừng cũng bị một trận cả kinh nên hoảng sợ bay đi. Viên Long cười một cách đắc chí, nói, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là một ma đạo tổ sư uy phong lừng lẫy của trước đây sao? Hắn nhìn Lăng Thiên với ánh mắt chế giễu, nói Lăng Thiên bây giờ chỉ là một tên phế vật. Lăng Thiên liền mở mắt nhìn Viên Long, mắt anh chứa đầy sát khí. Lăng Thiên bị Viên Long đánh cho trọng thương, máu từ miệng anh chảy xuống đất. Lăng Thiên bực tức, cứ ngay vào thời khắc quan trọng thì anh lại hết linh lực. Anh thầm nghĩ, lúc nãy nên khống chế một chút thì bây giờ đâu tới nông mỗi này. Viên Long cao ngạo nhìn Lăng Thiên, nói anh không biết trời cao đất dày, dựa vào tu vi hiện giờ mà cũng dám một mình đuổi theo hắn. Hắn gằn giọng xuống,
hôm nay hắn sẽ đạp đổ tất cả sự tôn nghiêm của Lăng Thiên. Hắn đưa tay lên, rồi tụ linh lực vào trong nắm đấm, Viên Long vùng đấm đến trước mặt Lăng Thiên. Nhưng khi nắm đấm của hắn sắp chạm vào trán Lăng Thiên thì đột ngột mất hết sức mạnh, cả hai rơi vào khoảng lặng trong phút chốc. Viên Long ngơ ngác, rõ ràng hắn đã đấm trúng Lăng Thiên nhưng sao Lăng Thiên chẳng hề hấn gì. Sắc mặt hắn tái đi, lẽ nào kim cương quyền hắn khổ luyện cả đời, không đã thương được Lăng Thiên. Viên Long tuyệt đối không tin, hắn một lần nữa tụ linh lực vào nắm đấm, nhưng khi nắm đấm đến trước mặt Lăng Thiên thì lại mất hết sức mạnh. Lăng Thiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Viên Long. Viên Long sợ hãi, xin Lăng Thiên đừng nhìn hắn với ánh mắt như thế. Lần đầu tiên, Viên Long nhìn thấy ánh mắt đó là lúc hắn 10 tuổi. Thi xếp hạng hai bảng thiếu nhi, nhìn thấy được sự tức giận và thất vọng trong mắt cha hắn. Thân là con trưởng Viên gia, sở hữu đôi mắt kim ngân, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào hắn. Nhưng cho dù Viên Long có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn chặn ánh mắt như vậy ngày càng nhiều. Nếu bản thân hắn không được SNH ra trong gia đình này, nếu bản thân hắn không có đôi mắt ấy thì liệu hắn có nhận được một lời khen? Viên Long nước mắt chảy dài, ra lệnh cho Lăng Thiên không được dùng đôi mắt đó nhìn hắn. Hắn dốc toàn bộ linh lực vào nắm đấm dùng toàn lực đấm Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên chỉ cần dùng hai ngón tay là chặn được cú đấm của hắn. Viên Long cả kinh, chiêu thức mạnh nhất của hắn dùng toàn bộ linh lực vậy mà Lăng Thiên chỉ cần dùng hai ngón tay đã có thể chặn lấy. Hắn bây giờ mới biết sợ, cảnh giới của Lăng Thiên bây giờ vượt xa hắn rồi. Viên Long định bỏ chạy nhưng cả cơ thể không thể cử động được, cứ như bị kiềm chặt. Hắn biết đây là năng lực điều khiển không gian, chỉ có cảnh giới võ tiên mới có thể. Lăng Thiên đứng dậy, anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Viên Long. Vừa nãy, anh đã dùng thẻ bách nạp hải xuyên. Sau khi sử dụng thẻ này trong 10 phút có thể tránh tất cả các mức độ tấn công, biến sức mạnh và sát thương đòn tấn công của đối phương thành sức mạnh bản thân, đồng thời tùy ý sử dụng. Lăng Thiên nâng Viên Long lên, anh sắc lạnh hỏi hắn có muốn sống không. Viên Long hốt hoảng, hắn nói rất muốn sống, hắn cầu xin Lăng Thiên tha cho mình. Lăng Thiên bảo hắn không muốn chết thì câm mồm. Anh từ tốn, bây giờ anh hỏi một câu thì hắn đáp một câu. Nếu nhiều lời hay nói dối thì anh tiễn về Tây Thiên ngay. Lăng Thiên hỏi Viên Long, Lâm Mộc Huyền bây giờ đang ở đâu? Viên Long lắp bắp nói Lâm Mộc Huyền bây giờ đang ở đỉnh Thanh Long, đại bản doanh U Hồn giáo. Cũng chính Lâm Mộc Huyền bảo hắn đến tiếp quản U Lan Đường, cũng chính Lâm Mộc Huyền bảo hắn thử lòng Lăng Thiên. Lăng Thiên tha cho hắn cũng được, nhưng anh đưa cho hắn hai sự lựa chọn. Một là làm nội gián cho anh, chỉ trung thành với anh, làm việc cho anh. Hai là quay về làm giáo đồ của U Hồn giáo, tiếp tục bán mạng cho Lâm Mộc Huyền. Viên Long nghe thế thì biến sắc. Bắt hắn lựa chọn như vậy thì khác nào bảo hắn phản bội Lâm Mộc Huyền, như vậy thì hắn chết chắc. Lăng Thiên cho Viên Long 3 giây suy nghĩ, không trả lời thì về chầu trời. Viên Long dứt khoát chọn cái thứ nhất, hắn thầm nghĩ, nếu chọn một hay hai đều phải chết, chi bằng giả vờ trước. Nhưng Lăng Thiên nào phải con nít lên ba mà dễ dụ. Anh ngay lập tức, dốc đầu Viên Long xuống cho hắn đập mặt xuống đất. Anh lại nâng Viên Long lên, bảo hắn chọn lại. Viên Long thầm nghĩ lẽ nào Lăng Thiên biết đọc tiếng lòng, nhưng rồi hắn phủ nhận chắc là do Lăng Thiên phán đoán hắn qua thời gian trả lời. Viên Long vẫn nói chọn một, cho dù chết thì hắn vẫn chọn một. Lăng Thiên mỉm cười hài lòng, Viên Long như mở cờ trong bụng vì nghĩ Lăng Thiên tin hắn. Nhưng Lăng Thiên bỗng nhìn Viên Long với ánh mắt đầy sát khí. Đã vậy thì anh cho hắn tọa nguyện, tiễn hắn chầu trời, anh liền cho Viên Long bay tuốt lên cao. Viên Long bay tuốt lên cao rồi thì Lăng Thiên điều khiển cho hắn rơi cắm đầu xuống đất. Viên Long sợ đến mức bật khóc. Hắn biết mình đã sai rồi. Lăng Thiên đưa tay ra, điều khiển cho Viên Long dừng lại. Giọng điệu anh chậm rãi, nếu Viên Long đã biết sai thì anh cho hắn một cơ hội. Viên Long liền tạ ơn anh, nói nhất định sẽ không phụ lòng anh. Lăng Thiên xoay người đi bảo hắn bây giờ có thể về U Hồn giáo rồi. Viên Long nghe thế thì có hơi bất ngờ. Lăng Thiên ngữ điệu sắc lạnh, nói Viên Long sau này chính là nội gián do anh cài vào U Hồn giáo. Viên Long nghe thế thì run lẩy bẩy. Lăng Thiên xoay người đi, anh hỏi hắn không muốn sao. Viên Long vội cúi đầu chấp tay nói sẽ không phụ kỳ vọng của anh. Lăng Thiên quay lại dùng gương mặt đáng sợ nhìn Viên Long, anh và hắn sẽ diễn một vở kịch không thể thật hơn. Lăng Thiên vung tay đấm cho Viên Long một cái, Viên Long liền bị đấm văng đi. Lăng Thiên thấy mình ra đòn cũng hơi mạnh tay, nhưng thế này thì có thể lừa được Lâm Mộc Huyền rồi. Viên Long liều siêu đứng dậy. Lăng Thiên bảo hắn sau khi về U Hồn giáo đừng vội liên lạc với anh, cứ im lặng chờ tin anh là được. Lăng Thiên lấy ra một viên đan dược trị liệu huyền phẩm đặc cấp tặng cho Viên Long rồi bảo hắn đi đi. Viên Long đưa hai tay ra nhận lấy viên đan, rồi hắn cũng xoay người rời đi. Lăng Thiên thầm nghĩ, Lâm Mộc Huyền có lẽ đã đoán trước anh sẽ đến U Lan Đường cứu người. Nhưng chỉ phái một tên gà như vậy đến trấn thủ, rốt cuộc Lâm Mộc Huyền có âm mưu gì? Hệ thống hiện lên, chúc mừng anh đã thành công giải cứu các đệ tử Tịnh Nguyệt Môn, san bằng U Lan Đường, thưởng 1.000 điểm đổi. Thành công xúi dục Viên Long làm việc cho mình, thưởng 500 điểm. Nhận được sự cảm kích, súng bái của 50 nữ đệ tử Tịnh Nguyệt Môn thưởng 500 điểm. Lăng Thiên vui sướng,
không ngờ bây giờ anh đã có 2.000 điểm bỏ túi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài thì hệ thống đã thông báo Hưng Tu làm điều ác, giết chết người vô tội, trừ 1.000 điểm. Điều này khiến Lăng Thiên tức hộc máu, cái tên Trúc Hưng Tu này anh nhất định phải giết hắn. Chuyển cảnh, Lăng Thiên sắc mặt hầm hầm quay trở về. Trần Tuyết lên tiếng hỏi Lăng Thiên, tên Viên Long đó sao rồi? Hưng Tu đáp lời, sư phụ mà không ra tay thì thôi chứ đã ra tay thì tên đó chết không có đất chôn. Lăng Thiên trầm mặt xuống, tỏa ra đầy sát khí, anh bước lên đứng trước mặt Hưng Tu. Sắc mặt của Lăng Thiên làm cho Hưng Tu mặt mũi tái mét. Lăng Thiên dùng gương mặt hung thần hỏi Hưng Tu đã biết tội chưa? Hưng Tu lắp bắp nói không biết, Lăng Thiên liền đưa hai ngón tay lên. Hưng Tu vội vàng quỳ xuống cúi đầu nói bản thân thật sự không biết đã phạm tội gì. Lăng Thiên quát hắn đã lạm sát người vô tội. Hưng Tu cả kinh, hắn nói những người mà hắn giết hôm nay đều là người muốn lấy mạng Lăng Thiên, chỉ trừ một người. Lăng Thiên sắc lạnh hỏi đó là ai? Hưng Tu nói đó chính là con trai Cát Long Tuyền. Hắn sợ hãi giải thích là do con trai của Cát Long Tuyền đã buông lời thoá mạ đến Trần Tuyết, còn giở trò trước bao nhiêu người. Hắn nhất thời nóng giận nên ra tay giáo huấn. Ai ngờ hắn ngủm luôn, Lăng Thiên hỏi Trần Tuyết có đúng như vậy không? Trần Tuyết lập tức khẳng định, cô xin Lăng Thiên đừng trách phạt Hưng Tu. Lăng Thiên nể tình lần này hắn vì danh dự của Trần Tuyết nên bỏ qua. Hệ thống chúc mừng anh thành công giáo huấn Hưng Tu, thưởng 200 điểm. Lăng Thiên xoay người, bảo Hưng Tu đứng dậy, theo anh về chính điện. Nét mặt Hưng Tu trở nên âm trầm, hắn còn tưởng Lăng Thiên phát hiện ra chuyện đó, xém tí thì toang. Lăng Thiên trước đây đừng nói là giết người vô tội, còn hám máu thành tính. Đối với đệ tử như hắn cũng vô cùng cay nghiệt. Nhưng Lăng Thiên hiện tại hoàn thành biến thành người khác. Lăng Thiên cùng Trần Tuyết và Hưng Tu trở về. Các đệ tử Tịnh Nguyệt Môn đã đợi sẵn ở đây, khi thấy Lăng Thiên trở về liền quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Họ tạ ơn cứu mạng của Lăng Thiên, Lăng Thiên bảo dậy hết đi. Các nữ đệ tử của Tịnh Nguyệt Môn nhìn Lăng Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Lăng Thiên ho một tiếng rồi gọi Trần Tuyết, anh từ tốn nói ác đồ chiếm Tịnh Nguyệt Môn đã bị diệt trừ. Trần Tuyết tươi cười, cảm ơn sự tương trợ của Lăng Thiên. Lăng Thiên nói sau này mọi người nhất định thật cố gắng gây dựng lại Tịnh Nguyệt Môn. Trần Tuyết nghe vậy thì giật mình, Lăng Thiên nhàn nhạt, bây giờ Tịnh Nguyệt Môn đã được lấy lại. Nhưng với sức của các tỷ muội con thì không thể nào vệ tốt nơi này. Điểm này ta nghĩ con rõ hơn ta nhiều, Trần Tuyết im lặng. Lăng Thiên tiếp tục nói, con là đại tử của môn chủ Cát Hiểu Mộc của Tịnh Nguyệt Môn, cũng là người có tu vi cao nhất hiện giờ. Nếu muốn Tịnh Nguyệt Môn tồn tại tiếp, bắt buộc phải dựa vào con và các vị tỷ muội đồng tâm hiệp lực mới nói. Trần Tuyết bỗng dừng lại, cô lạnh giọng hỏi Lăng Thiên muốn cô ở lại. Lăng Thiên trả lời, muốn cô ở lại không phải anh mà là các tỷ muội của cô. Họ thật sự đang rất Trần Tuyết, các tỷ muội của Trần Tuyết cầu xin cô đừng đi, đừng bỏ rơi họ. Trần Tuyết tối sầm mặt, cắn chặt răng, không đáp một lời. Cô nhớ lại lời của Cát Hiểu Mộc môn chủ. Nếu như bà không còn nữa thì cô phải chăm sóc thật tốt cho mọi người. Cô cũng nhớ lại lời của Lăng Thiên. Lăng Thiên đã giúp cô san bằng U Lan Đường, giải cứu tỷ muội cô. Trần Tuyết rơi vào thế khó, bây giờ cô phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Cả người Trần Tuyết không ngừng run lên, Lăng Thiên lên tiếng bảo cô đừng do dự, Tịnh Nguyệt Môn cần có cô. Trần Tuyết nghiêm giọng, cô đã từng thề với trời. Đời này kiếp này nhất định đi theo chăm sóc Lăng Thiên, không rời nửa bước. Chính vì vậy cô không thể làm theo lời Lăng Thiên. Các tỷ muội của cô rơi vào khoảng lặng, Hưng Tu có vài lời muốn nói. Hắn cảm thấy chi bằng sát nhập Tịnh Nguyệt Môn vào Huyền Minh Giáo. Thứ nhất, chẳng những không vi phạm lời thề của Trần Tuyết mà Tịnh Nguyệt Môn còn được Huyền Minh Giáo che chở. Thứ hai, Tịnh Nguyệt Môn vẫn duy trì phát triển như ban đầu. Môn chủ vẫn sẽ do Trần Tuyết đảm nhận, Huyền Minh Giáo sẽ không nhúng tay vào. Những chuyện trọng yếu của môn phái thì cứ giao cho các sư tỷ sư muội có năng lực giải quyết. Lăng Thiên thấy cách này khá hay nhưng sát nhập vào Huyền Minh Giáo có nghĩa là đối đầu với cả võ lâm. Trần Tuyết hiểu rất rõ, chỉ đối đầu với mỗi U Hồn Giáo đã có thể khiến Tịnh Nguyệt Môn diệt môn bất cứ lúc nào chứ đừng nói gì đến đối đầu với cả võ lâm. Cô tuyệt đối không thể để các tỷ muội rơi vào tình thế nguy hiểm được. Nhưng bất ngờ thay, các tỷ muội của cô nhất thể đồng lòng quỳ xuống, bằng lòng gia nhập Huyền Minh Giáo, Trần Tuyết cũng được một phen bất ngờ. Các tỷ muội của Trần Tuyết rất cảm kích Lăng Thiên, nếu hôm nay không có sự giúp đỡ của Huyền Minh Giáo thì bây giờ họ đã tận số tận mạng. Họ bằng lòng gia nhập Huyền Minh Giáo, báo đáp ơn cứu mạng của Lăng Thiên. Các tỷ muội của Trần Tuyết xin Trần Tuyết hãy đồng ý, Trần Tuyết cảm động muốn rơi nước mắt. Cô quay lại cúi người chắp tay nói với Lăng Thiên, cả Tịnh Nguyệt Môn bằng lòng gia nhập Huyền Minh Giáo, xin anh ân chuẩn. Lăng Thiên đồng ý, kể từ hôm nay Tịnh Nguyệt Minh chính thức sát nhập vào Huyền Minh Giáo, sống chết có nhau. Hệ thống chúc mừng Lăng Thiên thành công phát triển Huyền Minh Giáo, thưởng 500 điểm đổi. Độ trung thành của Trần Tuyết cũng tăng từ 80% lên 90%, thưởng 500 điểm đổi. Chuyển cảnh tại U Hồn Giáo, Viên Long bẩm báo với Lâm Mộc Huyền chuyện Lăng Thiên đã san bằng U Lan Đường. Lời đồn đại hạn nghìn năm đều do Lăng Thiên giả vờ. Đang nói thì Viên Long đột ngột phun máu ra ngoài.
Hắn run rẩy lau vết máu trên miệng, nói, tu vi của Lăng Thiên e là vẫn duy trì ở cảnh giới võ thần trung kỳ. Chỉ cần một chiêu đã khiến tôi bị thương thế này. Viên Long kính cẩn, nếu không có sự quan tâm của giáo chủ, phái thêm 300 quân tinh nhuệ đến thì e là tôi đã sớm chết dưới tay Lăng Thiên. Mộc Huyền từ tốn, hỏi Long Viên chỉ có chút tin tức này thôi sao? Viên Long lập tức đáp lời, Lăng Thiên lần này đến U Lan Đường không chỉ một mình mà còn có cả Trúc Hưng Tu, 300 quân tinh nhuệ phần lớn chết dưới tay hắn. Có hai tên trong sảnh điện nghe vậy thì bất ngờ, chẳng phải Lăng Thiên đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tất cả đệ tử sao? Sao bây giờ lại làm hòa với Trúc Hưng Tu, lẽ nào Lăng Thiên muốn vực lại từ đầu? Viên Long đưa viên đan dược mà Lăng Thiên cho hắn ra, nói đây là viên đan do chính Lăng Thiên chế luyện, mời Mộc Huyền xem qua. Viên đan từ tay Viên Long bay lên, Mộc Huyền chăm chú nhìn viên đan. Hắn mỉm cười một cách tà mị, Viên Long lúc nào đã chịu không nổi mà khuỵu xuống, phun máu ra ngoài. Cả người hắn cũng không ngừng run lên, Mộc Huyền nhàn nhạt, bảo người đưa Viên Long đi nghỉ ngơi. Ngay lập tức, có hai tên liền dìu Viên Long dậy. Viên Long nói còn có chuyện muốn bẩm báo, nhưng hắn chưa kịp nói thì đã ngất đi. Mộc Huyền tuyên bố hôm nay đến đây thôi, bảo mọi người giải tán. Sảnh điện bây giờ hoàn toàn im ắng, Ngụy Thiên Thừa lên tiếng, tên Trúc Hưng Tu xuất hiện cũng đúng lúc đấy. Phải chăng đây là kết quả mà giáo chủ đã âm thầm nhúng tay vào? Mộc Huyền nhã nhặn nói mình lần này chỉ là mối ân tình mà thôi. Hắn đưa một bức thư ra, nhàn nhã nói đây đều là màn kịch do sư đệ hắn bày ra. Thiên Thừa mở thư ra đọc, nội dung trong thư viết tam sư huynh nên trả ân tình. Đừng đến U Lan Đường, sắp xếp một số người đến diễn kịch là được rồi, giúp sư đệ lấy được sự tín nhiệm của sư phụ. Thiên Thừa không biết Hưng Tu làm vậy là có ý gì. Mộc Huyền lạnh giọng, nếu muốn hỏi số huynh đệ bọn hắn ai là người khiến hắn khó lường nhất thì chẳng ai khác ngoài Trúc Hưng Tu. Mộc Huyền cũng rất muốn biết rốt cuộc trong bụng hồ lô bán thuốc gì đây. Sau trận chiến ở U Lan Đường, tin tức Trúc Hưng Tu quay về Huyền Minh giáo không đồn mà lan khắp nơi, khiến cả giới giang hồ nhất thời kinh ngạc. Tứ đệ tử Thực Hồn Điện Nguyên Lão Trang Cao Hàn có chút bất ngờ khi nghe tin Hưng Tu về Huyền Minh giáo. Thất đệ tử điện chủ Thực Hồn Điện Cừu Chính Hợp đáp lời, hắn nghe nói Hưng Tu đi theo Lăng Thiên giết chết vô số người ở địa bàn Tam Sư huynh Lâm Mộc Huyền. Ngũ đệ tử cung chủ Thiên Chu cung Mạc Diệu Ly nhàn nhã hỏi tin này có xác thực không. Thẩm Uyên Thanh thấy Trúc Hưng Tu thật sự đã đến U Lan Đường, nhưng Hưng Tu rốt cuộc nghĩ gì mà lại làm vậy? Câu Văn Diệu tức giận xé nát bức thư trong tay, hắn nhất định phải tìm Hưng Tu nói cho rõ. Chuyển cảnh, Hưng Tu bỗng hắt xì một tiếng, Vận Nhi hỏi hắn có sao không. Hưng Tu dùng ngón tay lau mũi, nói chỉ là gió trong rừng hơi lạnh. Sát khí mà Hưng Tu cảm nhận được là một luồng sát khí từ tứ phương tám hướng lan đến. Có điều chuyện này hắn cũng đã lường trước, Hưng Tu nhún vai hỏi Vận Nhi, chuyện lúc trước hắn bảo cô điều tra đã có kết quả chưa? Vận Nhi đáp lời, đã có kết quả nhưng chưa tường tận. Cô đưa một tờ giấy ra, nói chỉ có vài ghi chép sơ sài, mời Hưng Tu xem qua. Hưng Tu nhìn tờ giấy, hắn nghiêm mặt, ghi chép này vẫn còn quá nhiều chỗ chưa thể lý giải. Rốt cuộc là ai đang cố ý che giấu chuyện liên quan đến Lăng Thiên sư phụ chứ? Lăng Thiên và Trần Tuyết bay về Huyền Minh giáo. Lăng Thiên hỏi Trần Tuyết thấy biểu hiện của Hưng Tu như thế nào? Trần Tuyết trả lời, Hưng Tu không chỉ ra tay giết địch dứt khoát, còn nhiều lần giúp đỡ Lăng Thiên. Quan trọng nhất là Hưng Tu có thể nghĩ được việc mà Lăng Thiên đang nghĩ. Lăng Thiên bất ngờ lườm Trần Tuyết một cái, Trần Tuyết có chút sợ hãi, hỏi Lăng Thiên cô nói gì sai sao. Lăng Thiên biết lời của Trần Tuyết nói không sai, chỉ là lời cô nói làm anh nhớ đến vài chuyện quan trọng. Trần Tuyết thắc mắc chuyện quan trọng mà Lăng Thiên nói là gì. Lăng Thiên khen biểu hiện hôm nay của Trần Tuyết rất tốt, quay về anh sẽ luyện cho cô vài viên đơn. Trần Tuyết cúi đầu, đa tạ Lăng Thiên. Lăng Thiên hy vọng Trần Tuyết sớm ngày đạt đến cảnh giới võ đế, như vậy thì anh có thể tặng cô công pháp thiên cấp thiên phẩm. Trần Tuyết nghe đến công pháp thiên phẩm thì mắt sáng như sao, vui mừng khôn xiết. Chuyển cảnh, Lăng Thiên và Trần Tuyết trở về Huyền Minh giáo. Anh nói mình đi nghỉ ngơi, bảo Trần Tuyết cũng về nghỉ ngơi đi, Lăng Thiên trở về phòng mình. Hệ thống thông báo nhiệt độ Trương Cao Hàn, Cừu Chính Hợp, Mạc Diệu Ly xuất hiện, kích hoạt con mắt thẩm phán, thưởng 600 điểm đổi. Ngay lập tức, toàn bộ thông tin của mấy tên nhiệt độ này liền hiện ra. Độ trung thành của mấy tên này đúng là thấp tận cùng. Lăng Thiên chăm chú, tay sai vừa rời khỏi U Lan Đường thì đám nghiệt xúc này đã nhận được tin báo. Anh ngẫm nghĩ, đám nghiệt đồ này biết Trúc Hưng Tu quay về Huyền Minh giáo, chắc hẳn sẽ không nhất thời manh động. Lần này, nhờ Trần Tuyết và Trúc Hưng Tu nên không cần hao phí quá nhiều thẻ đạo cụ cũng bắt thóp được U Lan Đường, nên thưởng hậu hĩnh cho chúng mới được. Lăng Thiên mở cửa hàng, mua đan dược đã hứa cho Trần Tuyết trước. Anh thấy với tình hình hiện tại thì tốc độ tu luyện của Trần Tuyết phải nhanh hơn một người chịu đại hạn nghìn năm như anh. Lăng Thiên cảm thấy để đề phòng tình huống khẩn cấp thì không thể sử dụng khu vực tuyệt đối như lần này. Bên cạnh, cần có một người giỏi võ bảo vệ mới được. Lăng Thiên suy tính, mặc dù thực lực của Hưng Tu hơn xa Trần Tuyết nhưng độ trung thành của hắn chẳng đáng tin tí nào. Trước mắt, cần bảo Trần Tuyết nâng cao thực lực mới được. Lăng Thiên nhìn ba viên nạp khí linh nội hóa đơn,
đây là địa phẩm trung cấp. Anh chăm chú đọc công dụng và cách sử dụng của nó rồi mỉm cười ấn mua nó. Chuyển cảnh, Hưng Tu hồ hởi nói mình đã trở về, nhưng trong đại điện lại chẳng có ai. Hắn suy nghĩ, sư phụ và Trần Tuyết ngồi trên trọng minh điểu đáng lẽ phải về trước hắn mới đúng. Hưng Tu bỗng ngửi được một mùi đồ ăn thơm nứt mũi. Trên bàn toàn là thức ăn ngon khiến hắn thèm nhỏ dãi. Hưng Tu chợt nghĩ, nhất định là sư phụ hôm nay rất hài lòng với sự thể hiện xuất sắc hôm nay của hắn, nhưng lại không trực tiếp khen hắn, nên đã bảo Trần Tuyết làm cho hắn một bàn đồ ăn ngon. Hưng Tu đưa đũa ra, vừa hay hắn cũng đang đói. Hắn muốn thử xem tay nghề nấu nướng của Trần Tuyết như thế nào. Nhưng Hưng Tu chưa kịp gắp thì Trần Tuyết đã xuất hiện, giọng điệu tức giận, bảo hắn buông đũa xuống. Hưng Tu toát mồ hôi mà bỏ đũa xuống, hắn nhẹ giọng bảo Trần Tuyết có gì từ từ nói. Trần Tuyết gương mặt đáng sợ nhìn hắn, Hưng Tu tưởng mấy món này là chuẩn bị cho hắn. Chỉ là hiểu nhầm thôi, Lăng Thiên bước ra hỏi cả hai đang ồn ào gì đó. Hưng Tu run rẩy, nói mình và Trần Tuyết chỉ đang đùa nhau tí thôi, Trần Tuyết mời Lăng Thiên dùng bữa. Lăng Thiên mỉm cười, hôm nay là ngày vui đáng chúc mừng trong trăm năm nay của Huyền Minh giáo. Anh bảo Trần Tuyết và Hưng Tu cùng ngồi xuống ăn đi. Lăng Thiên từ tốn, hôm nay có thể trấn áp được U Hồn giáo không thể thiếu công lao của Hưng Tu và Trần Tuyết. Huyền Minh giáo xưa nay thưởng phạt phân minh, nếu hôm nay có công ắt sẽ được thưởng. Trần Tuyết nghe có thưởng thì mừng tít mắt, còn Hưng Tu thì cảm thấy nặng nề, hắn không biết Lăng Thiên đang suy tính điều gì. Lăng Thiên lấy một cái hộp ra, anh nói với Trần Tuyết đây là đơn dược địa phẩm trung cấp mà trước đó anh đã hứa luyện cho cô. Trần Tuyết mừng tít mắt, Thiên Linh Nguyên Khí đơn địa phẩm sơ cấp lúc trước đã có công hiệu cao siêu đến thế rồi, nay lại là trung cấp thì phải nói là rất lợi hại. Lăng Thiên cũng lấy một quyển bí tịch ra, đây là cuốn công pháp huyền phẩm đặc cấp Liên Tâm Hoa Vũ Đồ, đây là bản nâng cấp của Thanh Kiên Tâm Pháp, là phần thưởng thêm cho Trần Tuyết. Trần Tuyết vui vẻ nhận quà, cô hứa nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày bứt phá cảnh giới võ vương trung kỳ. Hưng Tu mỉm cười, hắn thấy Lăng Thiên thưởng hào phóng như vậy thì xem ra là có thưởng thật. Lăng Thiên gọi Hưng Tu, anh nhàn nhã nói hôm nay Hưng Tu không chỉ có công bảo vệ Trần Tuyết, còn nhiều lần chủ động nghĩ kế giúp anh, thay anh giải quyết phiền muộn. Muốn được thưởng gì thì cứ nói thẳng, anh sẽ cố gắng đáp ứng. Hưng Tu nghe vậy thì rất bất ngờ, mặt mày hắn tái mét, hắn nghĩ đây đúng là cái bẫy. Để hắn tự nói, cố gắng đáp ứng hắn thì chẳng phải đang đào hố để hắn nhảy vào sao? Lăng Thiên hỏi Hưng Tu muốn gì? Hưng Tu chấp tay tạ lỗi, hắn biết hôm nay đã phạm tội nên không dám nhận thưởng, chỉ dám lấy công chuộc tội. Lăng Thiên đoán trước được Hưng Tu sẽ nói như vậy, chắc là sợ đưa ra yêu cầu thì bị anh dùng thiên lôi đánh đây mà. Lăng Thiên nói sai lầm, hôm nay anh sẽ không truy cứu nữa, cứ việc nói ra phần thưởng, anh sẽ cố gắng đáp ứng. Hưng Tu ngơ ngác, hỏi Lăng Thiên thật sự có thể sao? Lăng Thiên đáp lời, làm gì có chuyện anh lật lọng. Hưng Tu liền nói hắn muốn trọng minh điểu. Lăng Thiên ngay lập tức lộ ra bộ mặt khó coi như khỉ ăn ớt. Hưng Tu phân trần, ý hắn nói là có thể cho hắn cưỡi trọng minh điểu một lần không? Lăng Thiên đặt tay lên trán, cái tên Hưng Tu này làm anh suýt nữa nổi điên lên dùng thiên lôi đánh hắn rồi. Bên ngoài có tiếng trọng minh điểu, Lăng Thiên nói mình đã gọi trọng minh điểu đến, hôm nay tùy ý cho Hưng Tu sử dụng. Hưng Tu nghe thế thì ngay lập tức chạy ra ngoài để cưỡi trọng minh điểu. Lăng Thiên tức đến mức làm gãy luôn đôi đũa, anh đã cho hắn mượn trọng minh điểu nhưng độ trung thành của hắn chẳng nhích lên tí nào. Hệ thống chúc mừng anh đã gài tai mắt viên long vào U Hồn Giáo, thưởng 200 điểm. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ phụ, đó là phát triển tai mắt khắp nơi để thu thập tin tức có ích. Hệ thống cũng nhắc nhở anh, phát triển tai mắt bắt buộc phải chọn người có ích và phù hợp, không được phát triển lung tung. Nếu không sẽ bị phạt, Lăng Thiên ngẫm nghĩ, xem ra viên long đã thật sự quy phục rồi, hệ thống lại xuất hiện thêm nhiệm vụ nữa. Lăng Thiên thấy mà cũng bất ngờ, con mắt thẩm phán phát hiện Câu Văn Diệu đang ở gần đây. Lăng Thiên suy nghĩ, nếu con mắt phán đoán đã phát hiện Câu Văn Diệu gần đây thì bây giờ hắn nhất định đang ở trong Tuyệt Tình Sơn. Đáng tiếc là con mắt phán đoán không thể xác định chính xác vị trí. Mạo hiểm xuất đầu lộ diện chi bằng im lặng quan sát. Nhưng cảm giác này đúng là khó chịu thật, hệ thống lại phát nhiệm vụ. Nhưng lần này không chỉ một cái mà là ba cái. Con mắt thẩm phán phát hiện Thẩm Uyên Thanh, Mạc Diệu Ly và Trang Cao Hàn đang ở gần đây. Mấy cái tên này đúng là nghiệt xúc mà, Lăng Thiên ngữ khí tức giận. Đám nghiệt xúc này, anh hôm nay phải tóm gọn một mẻ, sao cho xứng với danh xưng Ma Đạo Tổ Sư. Hưng Tu không ngừng cảm thán tốc độ của trọng minh điểu, chớp mắt một cái đã bay xa vạn dặm. Hắn thắc mắc muốn thuần phục thần thú thiên phẩm như này thật sự rất khó, rốt cuộc sư phụ dùng cách nào. Bỗng nhiên, trọng minh điểu có phản ứng lạ, nó bất ngờ tăng tốc quay về, Hưng Tu cũng được một phen thất kinh, vội nắm chặt lấy lông trên người nó. Trọng minh điểu bay càng lúc càng nhanh, Hưng Tu sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà ói ra mật xanh, mật vàng. Đầu óc quay cuồng rồi từ từ ngất đi, Hưng Tu ngất được một lúc rồi tỉnh dậy. Hắn thấy mình đã ở trước Huyền Minh giáo, Lăng Thiên lạnh lùng bước đến trước mặt Hưng Tu. Trọng minh điểu theo lời của Lăng Thiên mà bay lên. Hưng Tu thắc mắc sao Lăng Thiên sư phụ lại vội vàng gọi trọng minh điểu về như thế.
Lăng Thiên sắc lạnh hỏi Hưng Tu làm sao để tìm được vị trí của Câu Văn Diệu. Hưng Tu không hiểu ý Lăng Thiên muốn gì, Lăng Thiên nói Văn Diệu đến rồi. Hưng Tu nghe vậy thì bất ngờ, Lăng Thiên sắc lạnh nhìn Hưng Tu, hỏi hắn có phải do hắn sắp đặt không. Hưng Tu ngơ ngác sau câu hỏi của Lăng Thiên. Lăng Thiên tiếp tục nói, lần này không chỉ có Câu Văn Diệu mà còn có Trang Cao Hàn, Mạc Diệu Ly. Hưng Tu vội phân minh, hắn thật sự không biết chuyện này. Hắn nghĩ lần này bọn họ đến không phải tìm Lăng Thiên. Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi, vậy thì tìm ai? Hưng Tu trả lời chính là tìm mình. Lăng Thiên có chút thắc mắc. Hưng Tu nghiêm nghị, nhất định họ đã nghe tin hắn quay về Huyền Minh giáo giúp đỡ sư phụ dẹp sạch U Lan Đường nên muốn đến tìm hắn hỏi cho rõ. Lăng Thiên thấy Hưng Tu nói cũng có lý nên tạm thời tin hắn. Hưng Tu thấy có lẽ bọn họ không biết Lăng Thiên đã biết bọn họ đến. Hắn đề nghị lợi dụng cơ hội này tóm gọn bọn họ. Lăng Thiên nghĩ thầm, không ngờ Hưng Tu lại cùng suy nghĩ với anh. Lăng Thiên từ tốn, lần này là nhất tiễn tam điêu, một mình anh thì không thể làm được. Dù gì đám sư huynh tỷ của Hưng Tu cũng không ngốc, nếu đoán biết nguy hiểm sẽ rời đi ngay. Lăng Thiên hỏi ý Hưng Tu nên bắt ai trước. Hưng Tu nghĩ nên bắt tứ sư huynh Trang Cao Hàn hoặc ngũ sư tỷ Mạc Diệu Ly. Lăng Thiên hỏi tại sao, Hưng Tu đáp lời, trong ba người thì Trang Cao Hàn là hiểm ác nhất. Để thực hồn điện có thể đứng vững mà hắn đã dùng kịch độc tiêu diệt vô số môn phái, thậm chí là dùng người sống luyện độc, phải nói là thất đức vô lượng. Về Mạc Diệu Ly, Thiên Chu Cung của cô ta từ khi thành lập đến nay, ngoại trừ thôn tính các thế lực khác, còn âm thầm cấu kết với Vu tộc Tây Vực và Ma tộc Bắc Hoàng. Thậm chí mấy trận chiến ở biên giới Trung Châu trước đây từ đầu đến cuối đều có sự nhúng tay của Thiên Chu Cung. Hưng Tu thấy Mạc Diệu Ly có khả năng dính dáng thông Vu Liên Ma, sau này nhất định sẽ gây ra chiến sự đẫm máu. Lăng Thiên gật đầu một cái, Hưng Tu tiếp tục nói, Thực Hồn Điện và Thiên Chu Cung đều có quan hệ mật thiết với U Hồn Giáo. Hôm nay Thực Hồn Điện ngày càng lớn mạnh, cộng thêm cánh tay đắc lực là Thiên Chu Cung. Đây chính là chướng ngại lớn nhất sau này để diệt trừ U Hồn Giáo. Anh hỏi hắn nếu đã suy nghĩ chu toàn như vậy thì hắn có diệu kế gì? Hưng Tu nói với sức mạnh hiện tại của Lăng Thiên nhất định có thể ngăn chặn được Trang Cao Hàn và Mạc Diệu Ly, còn về Câu Văn Diệu cứ để hắn xử ký. Lăng Thiên thầm rủa Hưng Tu trong đầu, phần khó thì đẩy cho anh, đúng là nghiệt xúc. Hưng Tu dùng ngự kiếm phi thiên bay đi, nói mình sẽ dụ họ đến. Có gì sẽ thông báo với anh, chuyển cảnh, Hưng Tu đang ngồi huýt sáo trên cây một cách nhàn nhã. Nhưng cỏ dưới chân bất ngờ héo úa đi, Hưng Tu liếc mắt một cái. Thì ra là Trang Cao Hàn đã đến, Hưng Tu mỉm cười một cách chào phúng. Trang Cao Hàn quả nhiên là còn u ám hơn trước. Cao Hàn nói đến đây để hỏi Hưng Tu hai chuyện, cảnh cáo Hưng Tu muốn sống thì khôn hồn trả lời thật lòng. Hưng Tu cười một cách cao ngạo, vẫn là dáng vẻ đó, chẳng biết đối nhân xử thế. Hưng Tu bỗng xoay mặt lại thì thấy một con rắn to đang lao đến. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị con rắn cắn vào cổ khiến bản thân trúng độc. Hưng Tu liền cảm thấy cảnh vật trước mặt quay cuồng, cứ thế mà ngã xuống. Mạc Diệu Ly xuất hiện, nói cả nhóm đến đây không phải nghe Hưng Tu lẻo mồm lẻo mép. Hưng Tu gượng cười chào Diệu Ly, lúc này, một lưỡi kiếm đâm xuống trước mặt Hưng Tu. Câu Văn Diệu ngữ điệu tức giận, nói Hưng Tu tiếp theo mà trả lời sai một chữ thì thanh kiếm của hắn sẽ không kiêng nể mà đâm vào não Hưng Tu. Lăng Thiên vẫn còn ở trên người Trọng Minh Điểu, anh vào cửa hàng mua một số thứ. Lăng Thiên quyết định mua Long Dương Bách chuyên giải độc đơn. Viên đơn này có tác dụng giải bách độc trong nhân gian, nhưng dược tính cực độc, cực mạnh. Lăng Thiên ngẫm nghĩ, độc tính của Cao Hàn là đứng đầu thiên hạ, chỉ có viên đan này mới có thể bảo vệ anh. Lăng Thiên ngán ngẫm, giá của viên đan này chẳng rẻ tí nào, điểm đổi hiện tại của anh còn 3.232 điểm. Lăng Thiên quyết định ấn mua, cứ xem như là của đi thay người. Hệ thống thông báo anh thành công mua 2 viên Dương Bách chuyên giải độc đơn, điểm đổi hiện tại còn 832. Lăng Thiên quyết tâm vì 2.400 điểm đổi này, hôm nay anh nhất định phải tóm gọn mấy tên nhiệt đồ này, nhất là Trương Cao Hàn. Chuyển cảnh, Cao Hàn hỏi Hưng Tu đã thật sự quay về Huyền Minh giáo rồi sao? Hưng Tu ngước mặt lên, trên mặt lộ ra ý cười, thừa nhận mình đã về Huyền Minh giáo. Diệu Ly hỏi vì sao Hưng Tu lại làm vậy? Hưng Tu từ tốn đáp lời, phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy nên muốn quay về Tuyệt Tình Sơn xem thử thế nào, sẵn tiện ở bên sư phụ thôi. Văn Diệu rút thanh kiếm lên, hắn thấy muốn lấy thông tin từ miệng Hưng Tu chỉ là lãng phí thời gian, chi bằng giết Quách Hưng Tu cho rồi. Hưng Tu châm biếm, nếu đầu óc của Văn Diệu mà nhạy bén như kiếm của hắn thì tốt biết mấy. Văn Diệu bị lời nói của Hưng Tu chọc tức, hắn lập tức hướng mũi kiếm vào mặt Hưng Tu, mong sau khi Hưng Tu chết thì miệng lưỡi không còn đanh đá như vậy nữa. Lưỡi kiếm của Văn Diệu hướng đến mắt của Hưng Tu. Văn Diệu mỉm cười bảo Hưng Tu đi đường bình an nhé. Nhưng Hưng Tu nào có dễ ăn, hắn bỗng hóa thành một vũng nước. Văn Diệu thấy cảnh tượng này mà bất ngờ. Hưng Tu mỉm cười một cách trào phúng, nói mình đã dùng chiêu thứ 9 Thiên Linh Hoàn Kiếm quyết bảo ảnh hoàn hình. Văn Diệu vội xoay mặt lại, Hưng Tu ung dung bước ra, giọng điệu lộ vẻ châm biếm. Hưng Tu lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, nhưng đó chỉ là giọt nước mắt châm chọc thôi. Diệu Ly lên tiếng,
bọn ta đến đây không phải để diễn kịch ngươi. Văn Diệu cũng tiếp lời, nếu bọn ta cùng xông lên thì chút kỹ xảo của ngươi cũng vô phương cứu chữa. Hưng Tu ra vẻ vô tội, từ đầu hắn đã muốn nói rõ mọi chuyện. Diệu Ly nói hôm qua nhận được tin của Hưng Tu, bảo bọn ta đừng đến U Lan Đường. Vốn tưởng rằng Hưng Tu có diệu kế diệt trừ Lăng Thiên, ai ngờ Hưng Tu lại mượn cơ hội này lấy lòng tin của Lăng Thiên. Diệu Ly trầm giọng xuống, hỏi Hưng Tu rốt cuộc đang toan tính điều gì. Hưng Tu mỉm cười, hắn đang định nói thì Lăng Thiên xuất hiện. Văn Diệu, Diệu Ly và Cao Hàn nhìn thấy Lăng Thiên thì rất bất ngờ. Cao Hàn nhìn tướng mạo của Lăng Thiên mà đánh giá, quả nhiên nghịch chuyển càn khôn là sự thật. Văn Diệu run lên bần bật, Diệu Ly hỏi hắn làm sao thế. Thân sắc Văn Diệu hiện rõ sự sợ hãi, hắn răng đánh cầm cập, cả người cũng run lên. Lăng Thiên hỏi Văn Diệu quà gặp mặt có vừa ý không. Cao Hàn nghe vậy thì có chút thắc mắc, Văn Diệu lắp bắp nói nhớ ra chuyện quan trọng. Trong nhà còn có củi chưa trẻ nên xin cáo lui. Ngay lập tức, hắn phóng cái vù bay đi, Diệu Ly và Cao Hàn thì được một phen ngơ ngác. Cao Hàn thấy bề ngoài Lăng Thiên đã hồi xuân nhưng đan điền, linh lực bình thường, tu vi suy nhược cả khí thế đại ma đầu trên người cũng thay đổi. Hắn thầm nghĩ, bình thường không sợ trời sợ đất như Văn Diệu, nay lại linh hãi như vậy, nhất định có nguyên do gì đó. Lăng Thiên hỏi Cao Hàn và Diệu Ly không chạy sao, Diệu Ly liền hỏi ý Cao Hàn giờ sao. Cao Hàn lạnh giọng, hắn nghe nói Lăng Thiên đã hồi phục sức mạnh lúc trước. Hưng Tu nhẹ nhàng đáp trả, nếu không sao Văn Diệu lại sợ hãi bỏ chạy chứ. Hưng Tu mỉm cười nói nhân lúc sư phụ chưa tức giận thì nên rời khỏi đây đi. Cao Hàn nhếch mép một cái, hắn lấy một cái lư đồng ra. Hắn nói sức mạnh bây giờ của hắn đã vượt xa Lăng Thiên trước đây rồi. Lăng Thiên lấy một cây kiếm ra, nói Cao Hàn đúng là không biết trời cao đất dày. Cao Hàn cũng đâu vừa, đề nghị Lăng Thiên đấu với hắn, Cao Hàn và Diệu Ly cùng lúc xông lên. Lăng Thiên thầm nghĩ, phải bắt buộc nắm bắt thời cơ sử dụng khu vực tuyệt đối. Lăng Thiên liếc mắt ra đằng sau, mục tiêu Cao Hàn và Diệu Ly nhắm tới là Hưng Tu. Hưng Tu hỏi Cao Hàn và Diệu Ly sao lại nhắm vào mình. Lăng Thiên thầm đánh giá, hai tên nghiệt xúc này cho rằng tiêu diệt Hưng Tu trước thì sẽ đánh bại được anh sao. Lăng Thiên xoa cằm, như vậy cũng tốt, anh sẽ xem thử chúc Hưng Tu có thực lực như thế nào. Cao Hàn và Diệu Ly xông đến phía Hưng Tu, Hưng Tu liên tục lùi lại. Hắn nói với Cao Hàn, tứ sư huynh, không phải độc công của huynh tiến bộ rất nhiều sao, huynh tìm sư phụ thử tay nghề xem. Lăng Thiên bực tức, thầm mắng Hưng Tu đúng là chó chết. Cao Hàn đáp lời, hắn thấy Hưng Tu thích hợp để hắn sử dụng độc hơn Lăng Thiên. Hưng Tu hốt hoảng, bảo Cao Hàn và Hưng Tu có ngon thì từng người lên đi, đấu từng người một thì hắn không sợ ai. Diệu Ly chiều theo ý của Hưng Tu, cô ta vung chiếc roi trên tay mình. Dây roi lập tức hóa thành một con rắn, Hưng Tu đưa thanh kiếm lên, thi triển chiêu thứ 10 của Thiên Linh Hoàn Kiếm. Linh lực của Hưng Tu tạo ra một con chim hạc. Chim hạc của Hưng Tu lao đến phía con rắn của Diệu Ly. Chiêu thức của cả hai va vào nhau tạo ra một vụ va chạm linh lực cực lớn. Lăng Thiên đánh giá, cường độ linh lực của đôi bên đều bất phân thắng bại. Linh lực của ai tiêu hao hết trước thì thất bại. Linh lực của Diệu Ly và Hưng Tu va chạm mạnh mẽ. Diệu Ly mỉa mai, cô ta thấy Hưng Tu mấy năm nay không hề rảnh rỗi sinh nông nổi như lời đồn. Hưng Tu cắn răng, đương nhiên là ai rảnh rỗi để sinh nông nổi. Diệu Ly tuyên bố trận này mình thắng rồi, Hưng Tu cũng được một phen bất ngờ. Linh lực của Hưng Tu suy yếu dần, Lăng Thiên được một phen bất ngờ. Linh lực của Hưng Tu càng lúc càng yếu, Diệu Ly đắc thắng, vĩnh biệt nhé, tên ngốc. Linh lực của Diệu Ly hoàn toàn áp đảo Hưng Tu. Tiếp sau đó, chỉ thấy một vệt dài trên đất do linh lực của Diệu Ly gây nên. Lăng Thiên cảm nhận được linh lực của Hưng Tu đã hoàn toàn biến mất. Trên đất, còn sót lại hai đồ vật của Hưng Tu. Diệu Ly nhìn chúng, nói đây là kết cục của việc phản bội. Nhưng bất ngờ thay, một lưỡi kiếm bất ngờ đâm xuyên ngực Diệu Ly. Bóng của Hưng Tu xuất hiện sau lưng Diệu Ly, hắn cười một cách gian xảo, bảo Diệu Ly đứng trách hắn vô tình. Diệu Ly khụy xuống, cô ta thấy khó hiểu, rõ ràng ban nãy linh lực của Hưng Tu đã mất sạch rồi mà. Hưng Tu giải thích, Thượng Hải Linh Hạc xiểm xạ trông có vẻ là chiêu thức mạnh, thực ra là hoàn hóa linh xạ chỉ để hãm chân kẻ địch. Giây tiếp theo thì đóng toàn bộ linh lực, tung ra một chiêu chí mạng sau lưng kẻ địch. Lăng Thiên suy tính, chúc Hưng Tu có thể che giấu linh lực đến mức không ai nhận ra, rốt cuộc đã mạnh như thế nào rồi. Cao Hàn gọi Diệu Ly run rẩy, bảo Cao Hàn phải báo thù cho mình. Cao Hàn suy nghĩ, nói thế nào Diệu Ly cũng là tu vi cảnh giới võ thần trung kỳ, không lý nào không tránh được chiêu này của Hưng Tu. Hắn chợt nhận ra có điều không ổn nên lập tức bỏ chạy. Cao Hàn ngay từ đầu đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Tất cả đều là cái bẫy của Hưng Tu và Diệu Ly. Hắn không quên cảnh cáo, nếu lần sau để hắn bắt được Hưng Tu và Diệu Ly thì sẽ đem cả hai vào lò luyện đan luyện thành than. Cao Hàn như thấy có thứ gì đó trước mặt. Một luồng sáng phóng đến trước mặt hắn, khói bay mịt mù. Cao Hàn lấy tay che mũi lại, trong đám khói bụi xuất hiện hình dáng của Lăng Thiên. Cao Hàn cũng được một phen bất ngờ. Lăng Thiên hung thần ác sát, Tuyệt Tình Sơn đâu phải là nơi mà hắn muốn đến, muốn đi là đi. Cao Hàn không hiểu sao Lăng Thiên lại nhanh như vậy. Hắn thầm nghĩ,
lẽ nào Lăng Thiên che giấu thực lực? Lăng Thiên nhíu mày, đưa tay ra. Cao Hàn được một phen bất ngờ, tư thế đó của Lăng Thiên là chiêu thức hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Lăng Thiên nắm chặt tay lại, ngay lập tức linh lực mạnh mẽ tỏa ra, uy áp mang theo cũng cực lớn. Cao Hàn lùi lại, biểu cảm hắn lộ vẻ khó tin. Lăng Thiên lao đến trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh, hắn bị Lăng Thiên cho ăn nguyên cú đấm. Cao Hàn bị đấm vào tảng đá, máu từ miệng hắn bất giác phun ra. Hắn khuỵu người xuống, Lăng Thiên thầm cảm thán, uy lực của thể nghịch thiên phản kích đúng là bá đạo, trong 5 phút có thể dư sức xử Cao Hàn. Cao Hàn bất ngờ cười một cách man rợ, hắn lau vết máu trên miệng, hắn không ngờ Lăng Thiên lại có sức mạnh kinh người đến thế. Cao Hàn lộ rõ sát ý, hắn muốn đem Lăng Thiên ra luyện độc. Lăng Thiên cắn răng, anh không ngờ Cao Hàn lại có thể chống cự được một kích của thể nghịch thiên phản kích cao cấp thiên phẩm. Cao Hàn tỏa ra khói độc của hắn lan đến đâu, hoa cỏ dưới đất ở đó đều khô héo. Hắn cao ngạo nói khói độc này không có thuốc giải, khói độc dần lan đến chỗ Lăng Thiên. Cao Hàn đắc ý nói chỉ cần dính một chút khói độc này thì toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Hắn nghĩ Lăng Thiên lần này không còn đường lui nữa. Khói độc của hắn bất ngờ dâng lên cao tạo thành một ngọn sóng cực lớn. Ở mặt của ngọn sóng còn xuất hiện một hình mặt người ghê rợn. Lăng Thiên thầm nghĩ, nguồn sức mạnh này nhất định đã là cảnh giới võ thần đỉnh phong, Cao Hàn vậy mà lại che đi cảnh giới của mình. Cao Hàn nhếch mép cười nham hiểm, khói độc cũng ngay lập tức đổ xuống Lăng Thiên, tạo ra một cột khói độc bay lên cao. Hương Tu và Diệu Ly đứng trên mõm núi quan sát. Hương Tu không ngờ Cao Hàn bao nhiêu năm nay vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Hương Tu sai Diệu Ly mau đi thông báo cho Thẩm Uyên Thanh và Câu Văn Diệu lập tức rời xa chỗ này. Diệu Ly liền chấp tay nhận lệnh, lớp ngụy trang trên người Diệu Ly tan ra. Thì ra đó không phải là Diệu Ly mà là tùy tùng của Hưng Tu Vận Nhi. Vận Nhi bẩm báo, chuyện cậu bảo Vận Nhi giả làm cung chủ Thiên Chu Cung một khi bị Lăng Tiền Bối phát hiện, e là công tử lành ít dữ nhiều. Hưng Tu nhàn nhạt, nói bản thân tự có tính toán, bảo Vận Nhi mau đi đi. Hưng Tu thầm đánh giá, cái tên Trang Cao Hàn này đã làm hỏng hết trận địa mà hắn dày công bố trí. Tiếp theo chỉ có thể trông chờ vào Lăng Thiên, khói độc tỏa ra khắp nơi. Cao Hàn không thể tin vào mắt mình, khói độc của hắn không thể đến gần Lăng Thiên. Hắn tự hỏi lẽ nào thực lực của Lăng Thiên đã mạnh hơn trước đây. Lăng Thiên tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng kinh hoàng, cũng may là anh có khu vực tuyệt đối. Nếu không có lẽ bây giờ anh đã hóa thành cát bụi. Lăng Thiên suy tính, kích hoạt khu vực tuyệt đối sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực. Anh cần kết kiễu hắn trước khi thẻ nghịch thiên phản kích hết tác dụng. Thời gian của thẻ nghịch thiên phản kích còn lại 17 giây. Đủ thời gian để anh ra thêm một đòn tấn công nữa. Lăng Thiên từ hệ thống, lấy một viên đan trị độc ra rồi cho vào miệng, đặt cược hết vào lần này. Lăng Thiên tụ linh lực vào tay rồi lao về phía Cao Hàn. Cú đấm của anh đến trước mặt hắn thì hắn bỗng biến thành một hình nhân độc. Lăng Thiên lập tức dừng tay lại, anh không ngờ Cao Hàn lại dùng người giả. Anh cảm nhận được, trong người giả này chất lượng độc khí cực mạnh, nếu đánh trúng thì hậu quả khó lường. Cao Hàn mỉm cười một cách tà mị, hắn có lời khen cho Lăng Thiên, đúng là rất thông minh, xem ra chút chiêu trò này không lừa được. Lăng Thiên liếc mắt ra đằng sau, độc khí quá dày đặc, anh không thể xác định vị trí của hắn. Cao Hàn lạnh giọng, linh lực đột nhiên xuất hiện của Lăng Thiên đúng là làm cho hắn bất ngờ, nhưng xem ra chắc sắp hết rồi nhỉ. Hệ thống thông báo thẻ nghịch thiên phản kích kết thúc hiệu quả. Sau lưng Lăng Thiên xuất hiện một bóng người, nhưng không chỉ là một tên mà là một bầy. Lăng Thiên bị một đám hình nhân độc bao vây. Cao Hàn đắc ý, ra lệnh cho đại quân hình nhân độc của hắn mau tấn công đi. Lăng Thiên bị những hình nhân độc bao vây từ phía. Anh rơi nguy hiểm, cho dù duy trì sử dụng khu vực tuyệt đối trong phạm vi nhỏ cũng sẽ dần mất sức. Nếu bị những hình nhân độc này dây vào thì hậu quả không thể tin tưởng nổi. Cao Hàn bật cười, nhìn cảnh Lăng Thiên thê thảm như vậy làm hắn cảm thấy thật sảng khoái. Các hình nhân độc bắt đầu tăng tốc lao về phía Lăng Thiên. Hình nhân độc nhảy vồ phía Lăng Thiên từ tứ phía rồi ôm chặt lấy anh. Cao Hàn cười sảng khoái, hắn muốn cho Lăng Thiên từ từ tận hưởng sự dày vò kịch độc ăn mòn toàn thân. Nhưng Lăng Thiên là mên, đâu dễ dàng bị hạ như vậy. Linh lực của Lăng Thiên từ trong đám hình nhân độc lóe lên, Cao Hàn chuyển sang bất ngờ. Linh lực của Lăng Thiên bùng nổ, thổi bay đám hình nhân độc ra khỏi người anh. Đám hình nhân độc bị linh lực của Lăng Thiên xe tan xác. Cao Hàn cũng bị linh lực của Lăng Thiên đẩy lùi lại. Hắn cảm thấy khó hiểu, sao Lăng Thiên lại có linh lực lớn mạnh thế chứ? Linh lực bạo phát bay quanh Lăng Thiên, Lăng Thiên trầm mặt xuống, nói hai, Cao Hàn có chút khó hiểu. Ngay lập tức, một luồng linh lực cực mạnh của Lăng Thiên bay đến tấn công Cao Hàn. Cao Hàn cúi người xuống, hai tay đưa ra đằng trước. Mắt Cao Hàn nhắm chặt lại, cảm thán luồng sức mạnh này còn lớn hơn vừa rồi, nội tạng của hắn như sắp vỡ tung. Lăng Thiên đếm đến ba, Cao Hàn liền giật mình mở mắt ra. Linh lực của Lăng Thiên bạo phát thổi bay Cao Hàn văng tít lên cao. Tiếp sau đó, hắn ngã một cái đùng xuống đất. Hệ thống thông báo thẻ ngạo thị quần hùng đã hết hiệu lực. Lăng Thiên cảm thấy may mắn, cũng may là trước đó có giảm giá nên anh đã mua thẻ đạo cụ này. Thẻ ngạo thị quần hùng sau khi sử dụng, trong vòng 3 phút giải phóng 3 lần sức mạnh, lần sau mạnh hơn lần trước.
có thể khiến cảnh giới võ đế sơ kỳ hôn mê tại chỗ, võ đế trung kỳ trở lên khiếp sợ, cơ thể đơ cứng đến mười mấy giây. Cao Hàn bị đánh cho trọng thương, hắn tối sầm mặt mày, hỏi Lăng Thiên đòn tấn công liên hồi vừa rồi là sao. Lăng Thiên nhàn nhạt nói, chiêu thức bản tọa lĩnh hội nhiều vô số kể, làm sao mà ngươi có thể biết hết được. Cao Hàn bật cười, trên đầu hắn xuất hiện một cái lư đồng màu xanh. Dược dịch màu xanh từ trong chiếc lư đổ xuống người hắn, linh lực từ người hắn tỏa ra xung quanh. Cao Hàn kiêu ngạo, nói đây chính là chiêu thức mà hắn đã khổ luyện khi rời bỏ anh. Lăng Thiên nhìn Cao Hàn. Anh liền lấy một tấm thẻ đạo cụ ra, cảm nhận được linh lực của Cao Hàn đang hồi phục một cách nhanh chóng, không được để cho hắn hồi phục. Lăng Thiên bóp nát tấm thẻ, linh lực anh tỏa ra mạnh mẽ tựa như thiên lôi. Với thẻ nghịch thiên phản kích cuối cùng này, anh bắt buộc phải giết chết hắn. Linh lực của Cao Hàn cũng mạnh mẽ không kém. Cả hai cùng nhau xông lên, Cao Hàn muốn xem thử ai mới là người mạnh nhất thiên hạ. Cả hai giơ đấm ra, nắm đấm của cả hai chạm vào nhau gây ra một vụ va chạm linh lực cực lớn. Cao Hàn và Lăng Thiên lùi lại, mặt đất giữa cả hai bị vụ va chạm linh lực vừa rồi làm cho lõm xuống. Cả hai lao vào nhau, tiếp tục giao đấu, bất phân thắng bại, Hưng Tu vẫn âm thầm quan sát. Hắn cảm thấy đúng là một trận đấu đáng sợ, không có một chiêu thức dư thừa nào, chỉ là một trận so tài linh lực. Hưng Tu vốn nhờ mấy sư huynh đệ lừa trang Cao Hàn đến Tuyệt Tình Sơn, cốt là mượn tay Lăng Thiên khai trừ Cao Hàn, không ngờ lại phát triển đến mức này. Sức mạnh của Lăng Thiên càng tăng cao so với thời kỳ đỉnh phong, điều này hoàn toàn nắm ngoài dự tính. Nhưng điều khiến Hưng Tu không thể ngờ nhất là Trang Cao Hàn có sức mạnh đối đầu với Lăng Thiên. Bao nhiêu năm nay Trang Cao Hàn luôn che giấu sức mạnh cản giới võ thần đỉnh phong, cộng thêm ám huyết thiên ma lư có thể hồi phục linh lực. Nếu lần nay không loại bỏ được hắn thì e là có họa lớn. Quay lại trận đấu, Lăng Thiên và Cao Hàn vẫn không phân cao thấp. Lăng Thiên nghiến răng, sức mạnh của thẻ nghịch thiên không thể đánh bại Cao Hàn, trong khoảng thời gian 2 phút này phải nghĩ ra cách khác. Cao Hàn đoán Lăng Thiên cầm cự không lâu nữa. Hắn đoán Lăng Thiên chỉ còn 2 phút nữa thôi, Lăng Thiên nghe thế thì giật mình. Anh thầm nghĩ sao Cao Hàn lại biết anh chỉ còn 2 phút, lẽ nào hắn biết về sự tồn tại của hệ thống. Cao Hàn hơi cúi mặt xuống, bí mật về sức mạnh của Lăng Thiên, hắn đã biết rồi. Lăng Thiên không tin, đáng lẽ chỉ có một mình anh biết rõ sự tồn tại của hệ thống mới đúng chứ. Cao Hàn biết rõ linh lực trong đan điền Lăng Thiên chỉ ở cảnh giới võ tướng, nhưng lại có thể sử dụng chiêu thức mạnh như vậy, mỗi đòn tấn công đều giải phóng toàn lực. Một cao thủ đã trải qua trăm trận không lý nào lại sử dụng linh lực một cách bất chấp như thế. Chỉ ngoại trừ một khả năng, Lăng Thiên có nguồn linh lực vô hạn. Cao Hàn phân tích, giống như ám huyết thiên ma lư, có thể thu hút nguồn linh lực từ xung quanh, luôn luôn duy trì truyền vào hắn, Lăng Thiên có vũ khí giúp anh duy trì linh lực. Hắn để ý mỗi lần Lăng Thiên xuất chiêu đều sẽ làm động tác tay như bóp nát vật gì đó. Hắn nghĩ đây chắc là điều kiện để kích hoạt loại thần khí đó. Lăng Thiên không ngờ Cao Hàn mắt lại tinh như vậy. Cao Hàn để ý, nguồn linh lực duy trì trong 5 phút, sau đó sẽ biến mất. Nói cách khác thì không thể dùng liên tục, Lăng Thiên nghe vậy thì giật mình, Cao Hàn nói mình rất nhạy về thời gian. Dù nhiều hay ít hơn một chút đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của luyện độc người sống. Lăng Thiên có chút kinh ngạc khi nghe Cao Hàn nói luyện độc người sống. Cao Hàn trầm mặt xuống, vẫn còn một phút nữa thì hiệu quả bộc phát linh lực của Lăng Thiên sẽ kết thúc. Hắn điềm đạm, bảo Lăng Thiên chỉ cần giao thần khí đó ra cho hắn là được. Hắn đảm bảo bắt đầu từ hôm nay sẽ không ra tay với Lăng Thiên nữa. Hơn nữa, hắn sẽ giống như Trúc Hưng Tu quay về Tuyệt Tình Sơn sát cánh bên Lăng Thiên. Lăng Thiên trầm giọng xuống, đúng là anh rất cần Cao Hàn ở lại Tuyệt Tình Sơn. Nhưng vì con dân thiên hạ, hôm nay anh nhất định phải giết chết Cao Hàn tạo Tuyệt Tình Sơn. Cao Hàn lộ ra ý cười, hắn thấy mạng của Lăng Thiên còn khó giữ huống chi vì con dân thiên hạ. Hắn tụ linh khí vào tay, cả mắt hắn cũng tụ linh khí, cả người Cao Hàn hoàn toàn biến đổi. Lăng Thiên không ngờ linh lực của Cao Hàn lại có thể tiếp tục tăng cao. Cao Hàn bất ngờ xuất hiện sau lưng Lăng Thiên. Lăng Thiên giật mình xoay người lại, anh lập tức bị Cao Hàn đánh văng đi. Lăng Thiên cảm thấy uy lực đòn đánh này của Cao Hàn mạnh hơn trước nhiều. Cao Hàn di chuyển ra phía sau Lăng Thiên, hắn ngay lập tức vung đấm đến trước mặt anh. Lăng Thiên lần này đỡ được cú đấm của Cao Hàn. Cao Hàn biết trạng thái của Lăng Thiên cũng chỉ duy trì còn 3 giây. Hắn vừa tung đòn, vừa đếm ngược thời gian, hệ thống thông báo thẻ nghịch thiên phản kích kết thúc hiệu quả. Cao Hàn lập tức dốc toàn lực vào cú đấm để cho Lăng Thiên xuống địa ngục. Cú đấm của hắn đến trước mặt Lăng Thiên, Lăng Thiên lập tức đưa tay bắt lấy khiến Cao Hàn đơ như xịt keo. Lăng Thiên dùng gương mặt hung thần nhìn Cao Hàn, linh lực của hắn đúng là rất tuyệt đấy. Cao Hàn không ngờ Lăng Thiên lại hút linh lực của hắn. Lăng Thiên đã kích hoạt thẻ hải nạp bách xuyên, bây giờ anh cũng đã nạp điện xong. Lăng Thiên liền cho Cao Hàn một cú đấm thật mạnh vào cằm của hắn. Hắn ngay lập tức bị đấm cho văng tít lên trời. Cao Hàn khôn hiểu, rõ ràng trạng thái linh lực vừa rồi của Lăng Thiên đã biến mất, thì sao có thể toàn lực tấn công hắn như thế? Lăng Thiên bay đến trước mặt Cao Hàn, anh đấm Cao Hàn một cú cho hắn rơi thật mạnh xuống đất. Khói bụi bay lên mịt mù, Cao Hàn nằm dài trên đất rồi gắng gượng đứng dậy.
Lăng Thiên đến trước mặt hắn, chỉ dựa vào hắn lúc này mà muốn giết anh sao? Cao Hàn bật cười, hắn nhắc Lăng Thiên đừng quên là hắn có nguồn linh lực vô hạn. Ám huyết thiên ma lư xuất hiện, dược dịch từ ám huyết thiên ma lư lại đổ xuống. Cao Hàn đắc ý, chút thương tích này của hắn sẽ khỏi trong chớp mắt. Dịch dược từ ám huyết thiên ma lư sắp chạm vào mặt hắn, nhưng đột nhiên dừng lại. Cao Hàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lăng Thiên đưa tay ra. Cao Hàn ngay lập tức bay lại phía anh, cơ thể của hắn bây giờ không kiểm soát được. Lăng Thiên bóp chặt cổ Cao Hàn, sắc mặt Cao Hàn trở nên tím tái khó coi. Lăng Thiên nhìn hắn với vẻ hung thần đáng sợ, nói, đây chính là sức mạnh của ta. Cao Hàn cắn răng, hắn dường như không thở được. Cả người hắn run lên, Lăng Thiên buông hắn ra, cả người của hắn lo lửng trên không. Cao Hàn sợ hãi, đây chính là sức mạnh thao túng không gian, chính là cảnh giới. Lăng Thiên hạ tay xuống, Cao Hàn cũng quỳ xuống theo, Lăng Thiên hỏi hắn đã biết tội chưa. Hắn nói đã biết bản thân sai, bản thân có tội, cầu xin anh tha mạng. Lăng Thiên khinh bỉ, đúng thật là nực cười, đã biết rõ tội ác của mình khó dung mà còn muốn xin tha mạng. Cao Hàn lắp bắp, xin Lăng Thiên tha một mạng, muốn xử lý hắn thế nào cũng được. Lăng Thiên điềm nhiên, anh lấy ám huyết thiên ma lư cũng Cao Hàn. Hôm nay, anh sẽ phế đi tu vi của Cao Hàn cũng như hủy đi ám huyết thiên ma lư này, Cao Hàn lập tức phản kháng. Lăng Thiên làm vậy chẳng khác nào lấy mạng hắn, hắn không thể chấp nhận nhưng Lăng Thiên đang làm chủ ở đây. Ám huyết thiên ma lư dần nứt ra, Cao Hàn hét lên, xin Lăng Thiên dừng tay. Ám huyết thiên ma lư nứt ra một lúc một nhiều. Cao Hàn kinh hoàng hét lên bảo Lăng Thiên dừng tay, đó là mạng sống của hắn. Ám huyết thiên ma lư cuối cùng cũng bị vỡ trong tay Lăng Thiên. Hắn tuyệt vọng hét lên, muốn giết chết Lăng Thiên, lấy anh ra luyện độc, phải khiến anh chịu dày vò đau khổ, sống không bằng chết. Hệ thống thông báo độ trung thành của Cao Hàn giảm đến mức âm 95%. Lăng Thiên vận linh lực vào hai ngón tay, vì con dân thiên hạ, hôm nay anh phải phế đi tu vi hắn. Lăng Thiên bắn một luồng linh khí vào trong người Cao Hàn. Cao Hàn cảm nhận được đan điền liên tục giãn nở. Lúc nguồn linh lực trong đan điền được giãn đến mức lớn nhất thì nổ tung, Cao Hàn hét lên đầy ai oán. Hắn biết tu vi mình đã bất chấp tu luyện mấy trăm năm nay đã mất hết. Điều này có nghĩa, trang Cao Hàn độc nhân tuyệt thế một đời kể từ hôm nay chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Lăng Thiên xoay người lại, kể từ hôm nay trên thế gian không còn trang Cao Hàn nữa, anh bảo hắn đi đi. Cao Hàn run rẩy đứng dậy, hắn bảo Lăng Thiên không được đi. Hắn nhất định phải giết anh, nói rồi, hắn liều mạng xông đến Lăng Thiên. Tiếp đó, chỉ nghe ủnh một tiếng, Lăng Thiên xoay mặt lại thì thấy Hưng Tu đã ngồi đè lên người Cao Hàn. Cao Hàn bảo Hưng Tu thả hắn ra. Hưng Tu lạnh giọng, hỏi Cao Hàn vẫn còn chưa hiểu sao, đây là ân từ lớn nhất mà sư phụ dành cho hắn đó. Cao Hàn cười một cách đau khổ, nước mắt chảy dài trên mặt. Lăng Thiên giao Cao Hàn lại cho Hưng Tu xử lý, Hưng Tu cúi đầu, chấp tay nhận lệnh. Hệ thống chúc mừng Lăng Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ chính dọn dẹp tông môn, gây dựng lại cơ đồ, thưởng 5.000 điểm đổi. Trên đời lấy đức làm trọng, mọi việc đều có cơ duyên, ký chủ xử lý thỏa đáng chuyện này, thưởng thêm 1.000 điểm. Lăng Thiên suy nghĩ, điểm đổi lần này đúng là hậu hĩnh, nhưng mà cũng tốn rất nhiều thứ. Đối phó với Cao Hàn lại tiêu hao nhiều thẻ đạo cụ như vậy. Nếu gặp phải vòng vây kích của mấy tên nghiệt xúc đó thì đúng là toang thật rồi ông giáo ạ. Lăng Thiên bảo hệ thống mở giao diện thuộc tính. Tất tần tật thông tin của anh đều hiện ra. Lăng Thiên thấy trước mắt tuổi thọ và phạm vi khu vực tạm thời đủ dùng, cấp bách bây giờ là kiếm nhiều điểm đổi một chút. Đợi có giá ưu đã thì bổ sung thêm đạo cụ. Lăng Thiên không biết tiếp theo nên xử lý tên nghiệt xúc nào. Bất chợt, anh cảm thấy cơ thể mình có biến chuyển lạ. Anh bất ngờ khuỵu xuống, cả người cứ thế mà run lên. Lăng Thiên cảm nhận được ý thức đang mất dần, anh cũng từ từ ngã xuống. Anh không thể lúc này mà ngất đi, Lăng Thiên ngã xuống, Hưng Tu mặt đầy sát khí bước lại phía anh. Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn Lăng Thiên, đúng là cơ hội nghìn năm có một. Trời đổ mưa tầm tã, Lăng Thiên cảm nhận được ý thức của mình đang mờ dần. Anh thấy Hưng Tu đang đi về phía mình, liền Hưng Tu mau dìu anh về. Hưng Tu ngồi xuống, trên mặt còn lộ ra sát khí. Hắn nhếch mép một cái rồi lấy dao đâm vào ngực Lăng Thiên. Lăng Thiên cắn chặt răng, mắt của anh trợn trừng ra. Trước khi anh hoàn toàn nhắm mắt, anh thấy được bộ mặt xảo trá của Hưng Tu. Hắn nói hắn sẽ thay anh giúp Huyền Minh giáo quay lại thời đỉnh phong. Lăng Thiên mở mắt ra thì thấy Trần Tuyết đang nhìn anh mà khóc. Lăng Thiên ngồi dậy, Trần Tuyết hỏi anh không sao chứ. Lăng Thiên thấy đây chính là phòng mình, anh thầm nghĩ vừa rồi là mơ sao mà mơ gì thật vậy. Một cơn đau đớn bất ngờ ập tới, Lăng Thiên ôm chặt lấy ngực mình. Trần Tuyết hốt hoảng, Lăng Thiên cảm thấy cực kỳ đau đớn cứ như bị vò xé vậy. Hưng Tu mở cửa ra, giọng điệu hốt hoảng hỏi Trần Tuyết có chuyện gì, sư phụ chết rồi hả? Trần Tuyết nổi cáu, cô mắng Hưng Tu đúng là miệng quạ mà. Hưng Tu thấy Lăng Thiên đã tỉnh thì liền chạy lại. Hưng Tu lạnh giọng, hỏi Hưng Tu có phải muốn anh chết sớm để chiếm hết công pháp tuyệt thế, chân kỳ dị bảo ở Tuyệt Tình Sơn. Hưng Tu quỳ xuống, nói mình tuyệt đối không có ý đồ đó, hắn chỉ là vì lo cho anh quá mức thôi. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết đỡ mình dậy,
Hưng Tu cũng dìu anh còn ân cần bảo Lăng Thiên không nên đi lại, nếu không sẽ làm tổn thương nguyên khí. Thuốc cũng sắp nấu xong rồi, lát nữa hắn sẽ mang lên cho anh. Trần Tuyết hỏi Lăng Thiên bây giờ cảm thấy thế nào, mấy ngày nay cô và Hưng Tu cực kỳ lo lắng cho anh. Nhất là Hưng Tu tìm rất nhiều danh y đến nhưng không chữa trị được vết thương cho anh, lúc đó cô còn nghĩ Lăng Thiên sẽ chết. Lăng Thiên nói mình không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Anh liếc mắt sang Hưng Tu, độ trung thành của Hưng Tu vẫn là âm 40%. Lăng Thiên thầm nghĩ, độ trung thành của Hưng Tu vẫn là số âm. Thế mà không nhân cơ hội giết chết anh, để một mình độc chiếm cả Tuyệt Tình Sơn. Anh suy nghĩ, điều này càng chứng minh thứ mà Hưng Tu cần e là còn chân quý hơn gấp trăm ngàn lần những kỳ chân dị bảo công pháp tuyệt thế. Hưng Tu thấy Lăng Thiên cứ nhìn chằm chằm mình thì lên tiếng thắc mắc. Lăng Thiên mỉm cười, anh khen Hưng Tu lần này chiến đấu thể hiện rất khá. Hưng Tu bất ngờ đến mức mở to mắt, hắn thấy rất rõ Lăng Thiên mỉm cười với hắn, sắc mặt của hắn ửng đỏ. Hệ thống thông báo độ trung thành của Hưng Tu liền tăng vọt lên từ âm 40% lên âm 10%, thưởng 500 điểm. Lăng Thiên không ngờ một nụ cười mà có uy lực ghê gớm như vậy, hóa ra Hưng Tu THIC kiểu này. Lăng Thiên nhẹ giọng ảo Hưng Tu mau đi rửa mặt, trên mặt toàn cho bụi không kìa, thuốc cứ để Trần Tuyết mang lên là được. Trần Tuyết ân cần đút thuốc cho Lăng Thiên, Lăng Thiên nhìn vòng một căng tràn của Trần Tuyết mà đỏ mặt. Trần Tuyết thắc mắc hỏi Lăng Thiên sao không mở miệng ra uống thuốc, thuốc đắng mới dã tật. Lăng Thiên bảo cô để anh tự uống được rồi, anh cuối cùng cũng uống xong chén thuốc. Anh hỏi Trần Tuyết mình đã thiếp đi 2 ngày 2 đêm rồi sao? Trần Tuyết nói chứ sao nữa, làm cô và Hưng Tu lo chết đi được. Trần Tuyết còn nói Hưng Tu vì cứu Lăng Thiên mà làm đủ mọi cách để mời thần ý tuyệt thế khắp nửa Trung Châu này đến nhưng không có ích gì. Nếu không phải cuối cùng có một thần ý danh hiệu là thần thủ quỷ, tính tình kỳ quái ra tay thì cũng không biết anh khi nào tỉnh lại. Lăng Thiên ngẫm nghĩ, chúc Hưng Tu vì cứu anh mà làm đến nước này luôn sao, rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết quay về phòng nghỉ ngơi đi, cô chăm sóc anh mấy ngày như vậy nhất định đã rất mệt rồi. Trần Tuyết ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn mình anh. Lăng Thiên mở giao diện thuộc tính hệ thống ra. Anh bất ngờ khi thấy điểm thưởng của mình chỉ còn 2.832 điểm. Lăng Thiên tức tối, rõ ràng trước đó là 6.832 điểm, 4.000 điểm kia bay đâu mất rồi. Lăng Thiên nhớ lại lời Trần Tuyết, vì cứu sư phụ, chúc sư huynh làm đủ mọi cách để mời thần y tuyệt thế khắp nửa Trung Châu này đến, nhưng cũng không được ích gì. Anh nổi giận đùng đùng, Hưng Tu đúng là chưa bao giờ làm anh thất vọng về mức độ báo của mình. Lăng Thiên bất ngờ ho ra máu, quả nhiên giải độc Long Dương Bách Chuyển có dược tính y như mô tả, chất độc cực mạnh. Anh vào cửa hàng xem thử có thuốc nào có thể giảm đau không. Lăng Thiên nhìn thấy giá mà bật ngửa, tận đến 100 điểm đổi. Đắt vậy thì đi ăn cướp luôn đi, nhưng anh cũng không chịu đau nổi nên quyết định ấn mua nó. Lăng Thiên cầm viên thuốc trong tay, anh mong là nó có tác dụng. Lăng Thiên cho viên thuốc vào miệng, ngay lập tức, một luồng linh khí liền cuộn trào ra. Lăng Thiên không ngờ chớp mắt đã khỏi liền, đúng là đơn dược 1.000 điểm có khác. Hệ thống thông báo giá ưu đãi đã có, đây là 3 thẻ đạo cụ phòng thủ. Lăng Thiên suy ngẫm, đây đều là thẻ phòng hộ. Mặc dù không thoải mái như thẻ dạng tấn công, nhưng nhân cơ hội này trang bị cũng tốt. Lăng Thiên tiêu hao 1.200 điểm đổi cho mấy thẻ này, điểm đổi của anh còn 632 điểm. Lăng Thiên dĩ nhiên dùng số điểm còn lại này để quay gạch A rồi. Nhưng anh quay trúng cái nịt khiến anh sốc nặng. Lăng Thiên tức đến run người, 10 lần liên tiếp mà chả có cái gì. Điểm đổi của anh còn 132 điểm, điểm may mắn tích lũy là 30 điểm. Lăng Thiên quyết định thử lại lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng trúng gì khiến anh chán nản. Nhưng anh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, Lăng Thiên quyết định rút lần cuối, hy vọng cuối cùng. Anh dứt khoát ấn vào rút thưởng, nhưng kết quả vẫn y như cũ, chả có gì khác biệt. Điểm may mắn tích lũy của anh là 32, Lăng Thiên như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, hồn vía lên mây. Qua lần này của Lăng Thiên, chúng ta nên rút ra một bài học là đừng nên vướng vào mấy trò đỏ đen nếu không muốn tán ra bại sản. Người không chơi chính là người thắng, hệ thống thông báo điểm may mắn của anh đã đạt đến 30 điểm, có dùng 20 điểm để mở gói quà thần bí không? Lăng Thiên suy nghĩ, anh hiện đang có hơn 30 điểm may mắn, cũng không biết có thể bỏ qua gói quà 20 điểm, mở gói 30 điểm luôn cho máu. Lăng Thiên muốn dùng 30 điểm mở ra gói quà thần bí. Hệ thống liền mở gói quà bí mật, một luồng sáng tỏa ra. Hệ thống chúc mừng anh nhận được một phần quà cấp bảo vật. Một quả cầu ánh sáng bay đến trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên không biết đây là gì, Lăng Thiên chạm tay vào quả cầu ánh sáng. Trong tay anh liền xuất hiện hai cuốn bí kíp. Hệ thống chúc mừng anh nhận được kỳ môn cửu kỹ lục toàn tập. Là đại thần thông thuật đã thất lạc từ thời thượng cổ. Tu luyện đến cực đỉnh, trở thành chủ vạn giới không gì là không thể. Lăng Thiên mừng tít mắt, không ngờ cuốn bí kíp này lại lợi hại như vậy. Nhưng cuộc đời đâu như mơ, anh mở nó ra xem thì bất ngờ khi không thấy một chữ trong quyển bí kíp. Lăng Thiên nổi nóng, bí kíp gì mà không có một chữ, rồi sao mà tu luyện. Hệ thống thông báo, phát hiện anh nhận được kỳ môn cửu thuật lục,
đã thống kê các số liệu liên quan hiển thị trên giao diện thuộc tính cá nhân. Lăng Thiên suy nghĩ, nếu đây chỉ là một loại công pháp, sau khi có thể hoàn toàn tu luyện thì nâng tu vi lên là được, căn bản đâu cần phân thành hai mục thông tin riêng rẽ. Anh nhìn hệ thống kích hoạt nhiệm vụ phụ, đó là cố gắng phá giải bí kíp, lĩnh ngộ đê ơ những gì huyền bí bên trong. Hệ thống cũng thưởng cho anh thêm 200 điểm cho việc kích hoạt nhiệm vụ phụ. Lăng Thiên hai tay cầm quyển bí kíp mà run lên, không những có mục thông tin riêng mà còn có cả nhiệm vụ riêng. Bộ kỳ môn cữu kỹ lục này nhất định là một món bảo bối đỉnh của đỉnh. Lăng Thiên bỗng trầm mặt xuống, nhưng phải làm sao để phá giải cuốn bí kíp này mới là chuyện quan trọng. Bộ kỳ môn cửu lục chả có lấy một chữ nào hết. Anh chợt nảy ra một ý, lẽ nào đây là thiên không chữ như trong mấy bộ phim kiếm hiệp? Chuyển cảnh, Hương Tu đang ngồi câu cá trong hồ. Hắn tưởng Lăng Thiên sẽ phạt hắn vì chuyện này, không ngờ lại bình yên đến lạ. Lẽ nào Lăng Thiên không hề phát hiện ra chuyện hắn để Vận Nhi cải trang thành Mạc Diệu Ly, hay là sư phụ muốn cho hắn một cơ hội chủ động nhận lỗi? Lăng Thiên di chuyển cực nhanh trên mái nhà, Hương Tu nhìn thấy mà cũng tròn mắt kinh ngạc. Hắn thắc mắc sao thân thủ của anh lại nhanh như vậy. Trước đó thần y còn nói trong 2 tháng không thể sử dụng linh lực được mà. Lăng Thiên lấy quyển bí kíp trong áo ra, anh ngay lập tức cho nó xuống nước. Lăng Thiên mở quyển bí kíp ra nhưng cũng chẳng thấy gì, xem ra phải dùng cách khác. Nói xong, anh nhảy lên mái nhà bay đi như một tia chớp. Hương Tu trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, lẽ nào sư phụ bị điên rồi? Chuyển cảnh đến nhà bếp, Trần Tuyết Tay đang cầm 2 con bồ câu. Tối nay, cô sẽ dùng 2 con bồ câu này bồi bổ cho Lăng Thiên. Cô hướng mắt nhìn qua thì thấy Lăng Thiên đang cho tay vào trong bếp lửa. Lăng Thiên lấy cuốn bí kíp ra, nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ chữ nào trong quyển bí kíp hiện lên, xem ra cũng không phải dùng lửa. Anh bước đi, không biết phải dùng cách nào mới phá giải cuốn bí kíp này. Trần Tuyết nhìn theo Lăng Thiên mà hốt hoảng, lẽ nào sư phụ điên rồi? Hương Tu nói điều Trần Tuyết thấy giống như điều hắn thấy. Trần Tuyết hỏi Hương Tu, sư phụ đột nhiên bị như thế, liệu có phải vị đại phu đó có vấn đề? Hương Tu cũng không biết, hắn hỏi cô không thấy điều này kỳ lạ sao? Vết thương của Lăng Thiên sư phụ sao lại khỏi nhanh như vậy? Lăng Thiên quay trở về chính điện, cuốn bí kíp vẫn không hiện lên một chữ. Anh nhìn cuốn bí kíp mà tức run người, những cách có thể nghĩ đều đã thử hết rồi. Lăng Thiên chán nản, anh cất cuốn bí kíp đi, một ngày nào đó chữ sẽ hiện ra không chừng, xử lý một chuyện trước mắt đã. Lăng Thiên liền gọi Hương Tu vào, Hương Tu lập tức có mặt. Lăng Thiên bảo Hương Tu trong những ngày anh hôn mê đã xảy ra những chuyện gì. Hương Tu bẩm báo, từ sau trận quyết chiến giữa sư phụ và Cao Hàn thì 2 ngày sau giang hồ đều sục sôi lên. Không những thế, cả các môn phái ở các nước đều điều tra về sư phụ. Lăng Thiên tiếp tục hỏi, các sư huynh tỷ của Hương Tu có động tĩnh gì không? Hương Tu đáp lời, các sư huynh tỷ tạm thời đều yên ắng. Nhất là Trường Thanh Các của đại sư huynh và nhị sư tỷ gần đây hành sự âm thầm. Thậm chí còn thấy rõ việc dừng lại nhiều hoạt động tàn bạo. Còn về U Hồn Giáo của Tam Sư Huynh, Thực Hồn Điện của Thất Sư Huynh, Thiên Chu Cung của Ngũ Sư Tỷ vẫn trộn rộn như thường, đủ các hoạt động diễn ra không hề thuyên giảm. Nhưng Thực Hồn Điện của Thất Sư Huynh vì sư phụ giết chết Tứ Sư Huynh thì càng căm hận sư phụ hơn lúc trước. Lăng Thiên gật đầu nhẹ một cái, anh lạnh giọng hỏi trận chiến lần trước Mạc Diệu Ly tại sao lại bỏ chạy. Hương Tu toàn thân run lẩy bẩy, chuyện nên đến thì vẫn phải đối mặt. Lăng Thiên ngữ điệu sắc lạnh, hỏi lại một lần nữa. Hương Tu quỳ xuống, dập đầu nói mình đã biết tội. Hương Tu khai ra, lúc đó Ngũ Sư Tỷ, Mạc Diệu Ly là do hắn sai người đóng giả, Đại Sư Huynh chính là Nhị Sư Tỷ, cũng đều là hắn mời đến để đóng kịch. Sắc khí hiện rõ trên mặt Lăng Thiên, dám sai người đóng kịch, gan cũng to ha. Hương Tu phân trần, nói mình chỉ muốn dụ Cao Hàn đến để tóm gọn hắn, không ngờ hắn lại che giấu sức mạnh. Hương Tu biết rõ tội trạng của mình nên xin Lăng Thiên trừng phạt. Lăng Thiên nể tình Hương Tu đưa anh về nên chuyện trừng phạt tạm gác lại. Hương Tu cúi mặt, cảm ơn Lăng Thiên, sau này hắn sẽ không dám nữa. Lăng Thiên hỏi Cao Hàn bây giờ an táng ở đâu. Hương Tu chấp tay lại nói mình đã đưa Cao Hàn vào giữa khuôn viên Tịnh Nguyệt Môn để người Tịnh Nguyệt Môn trông nom. Lăng Thiên cảm thán Hương Tu, hắn cứ như đi guốc trong bụng anh vậy. Lăng Thiên chợt nhớ ra, còn Lục sư huynh Nguyên Tử Mặc và Cửu sư muội Cốc Nguyên Thanh của Hương Tu thì sao, sao chẳng nghe nói đến. Hương Tu nghe đến 2 người họ thì mặt tái mét, không nói được câu nào. Lăng Thiên bước qua Hương Tu, lạnh lùng hỏi vấn đề này khiến hắn khó trả lời vậy sao? Anh truy hỏi Hương Tu có phải muốn bao che cho chúng. Hương Tu sợ hãi, hắn không ngờ sư phụ lại đột nhiên nhắc đến họ nên nhất thời hắn không biết trả lời sao. Lăng Thiên ngữ điệu sắc lạnh, ra lệnh cho Hương Tu phải nói rõ ràng cụ thể những gì hắn biết ra. Hương Tu ấp úng một lát rồi nói, 2 người bọn họ đã chết rồi. Lăng Thiên liếc nhìn Hương Tu, 2 tên nghiệt đồ đó đã chết rồi sao? Hương Tu kể lại, mấy trăm năm trước họ đã chết dưới tay sư phụ rồi. Lăng Thiên hỏi lại một lần nữa, Lục sư huynh và Cửu sư muội của Hương Tu đã chết rồi sao? Hương Tu ngẩng mặt lên, hỏi Lăng Thiên thực sự không nhớ gì sao? Lăng Thiên thấy Hương Tu có vẻ không phải nói dối, nhưng anh lại chẳng ấn tượng gì về chuyện này cả.
lẽ nào chuyện này có liên quan đến phần ký ức đã mất của anh? Lăng Thiên suy nghĩ, tại sao nhiệm vụ dọn dẹp tông môn, gây dựng lại cơ đồ của hệ thống lại hiển thị cần xử lý 9 người? Chuyện này đúng thật là kỳ lạ. Hưng Tu thấy thần sắc của Lăng Thiên trông khá tệ. Hắn nghĩ đầu óc của sư phụ chắc có vấn đề rồi, vết thương khỏi ngay tức thì, còn lấy sách vứt xuống nước, ném vào lửa. Thậm chí bây giờ còn hỏi chuyện này, Lăng Thiên nói những chuyện này anh chẳng hề có tí ấn tượng. Anh bảo Hưng Tu đứng dậy kể lại đầu đuôi mọi chuyện năm đó. Hưng Tu hỏi anh vẫn còn nhớ khúc thần hà biên giới giữa Trung Châu và Tây Vực vào mấy trăm năm trước không? Chính sư phụ đã giết chết Lục sư huynh và Cửu sư muội phản bội tông môn chính tại chỗ đó. Lăng Thiên thắc mắc, anh đã giết hai đứa nó vì tội phản bội sư môn sao? Anh biết khúc thần hà cách Tuyệt Tình Sơn khá xa, với tính cách lúc đó của Lăng Thiên trước đây không rảnh mà làm đến nước đó. Hưng Tu cũng không biết rốt cuộc là tại sao, chỉ nhớ năm đó sư phụ muốn dọn dẹp tông môn, các sư huynh sư muội vì muốn bảo toàn tính mang đành phải liên thủ chống lại sư phụ. Hắn kể lại, năm đó hắn sau khi nghe tin Lục sư huynh và Cửu sư muội bị sư phụ giết chết, để bảo vệ tính mạng, hắn một mình bắt đầu cuộc sống phiêu dạt. Lúc hắn chú ý đến động tĩnh của sư phụ và các sư huynh, sư muội đã là mấy tháng sau rồi. Nghe nói sư phụ đại chiến 3 ngày 3 đêm với tam sư huynh, tứ sư huynh và thất sư huynh ở Thanh Tây Hà thuộc cổ thành Thanh Châu Ninh Lưu, Uyên Quốc. Hưng Tu còn kể cuối cùng thì sư phụ bị bọn họ gài bẫy nội thương. Ba người họ cũng bị thương nặng tách ra mỗi hướng. Từ đó, sư phụ quay về Tuyệt Tình Sơn tịnh tâm dưỡng thương, không hề bước chân ra khỏi Tuyệt Tình Sơn nữa bước. Lăng Thiên cảm thấy sâu thẳm trong lòng anh lại bất giác cảm nhận được một sự tức giận kỳ lạ. Hình như cả chuyện này không phải chỉ tức giận vì bị phản bội mà còn có nguyên nhân sâu xa khác. Hưng Tu hỏi Lăng Thiên, bây giờ hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đó sao? Lăng Thiên tuyệt đối không thể để Hưng Tu biết được nguyên nhân anh bị mất trí. Lăng Thiên nhàn nhạt, từ sau khi tỉnh lại, phần ký ức trong đầu rất mơ hồ, có thể là do độc dược của Cao Hàn gây nên. Hưng Tu nhận tội nói mình đã hại Lăng Thiên. Lăng Thiên cho Hưng Tu một cơ hội trục tội, kể từ hôm nay giúp anh điều tra chuyện anh truy sát các đệ tử năm đó. Hưng Tu nhận lệnh, nói nhất định sẽ dốc sức điều tra. Nói xong, Lăng Thiên bảo Hưng Tu lui xuống. Chuyển cảnh, bên ngoài sảnh điện, Trần Tuyết cứ đi đi lại lại. Cô bây giờ đang rất lo lắng, từ lúc Lăng Thiên sư phụ tỉnh lại thì sư phụ rất kỳ lạ. Lẽ nào Lăng Thiên sư phụ đã phát điên rồi? Trần Tuyết bỗng nghe một giọng nói nhỏ truyền đến. Trần Tuyết liền đứng chắn trước cửa, lớn tiếng hỏi là kẻ nào to gan dám xông vào lãnh địa Tuyệt Tình Sơn. Ba người xông vào lãnh địa Tuyệt Tình Sơn kia từ từ đi đi lại. Người đàn ông tên là Lỗ Tu Viễn, cô gái tóc xanh thì tên Lâm Trúc Nhi, cô gái tóc trắng, váy hồng thì tên Bạch Phong Đào. Trần Tuyết hét lớn bảo mấy người này mau rời khỏi đây ngay lập tức. Trúc Nhi lạnh lùng giới thiệu mình là đệ tử của Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, hôm nay cùng sư tỷ và gia sư đặc biệt đến ghé thăm Tuyệt Tình Sơn. Trần Tuyết nghe đến Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện thì rất bất ngờ. Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện là thế lực lớn mạnh nhất nhì ở Đại Lục Thương Nguyên, có vô vàn phân điện. Ngoài ra, nó giống như một học viện luyện võ, chiêu mộ, bồi dưỡng đủ mọi loại nhân tài, chỉ cần có thể vào được Nguyên Dương Điện, sau này nhất định xuất chúng hơn người, tương lai rạng rỡ. Có thể nói rằng, thế lực của nó ghê gớm gấp nghìn lần so với Huyền Minh giáo thời đỉnh phong. Phong Đào dở giọng hống hách, yêu cầu Trần Tuyết mau đi thông báo. Trần Tuyết thầm nghĩ, linh lực của hai cô gái này vượt xa cô, ông già kia nhất định còn dữ dằn hơn. Trước khi chưa biết rõ ý đồ của đối phương, phải cố gắng tránh xảy ra xung đột. Hưng Tu bước ra, nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là đệ tử Nguyên Dương Điện mà lại dám làm càn ở Tuyệt Tình Sơn. Theo lý nên đuổi đi, Hưng Tu quay sang nhìn Trần Tuyết, hắn bảo cô đừng sợ, chỗ này cứ giao cho hắn. Trúc Nhi nói nhỏ với Phong Đào, cô ta không hiểu sao Hưng Tu lại ở đây. Phong Đào đánh giá thực lực của Hưng Tu không tầm thường, ít nhất đã đến cảnh giới võ thần sơ kỳ, Tu Viễn bật cười khi thấy Hưng Tu. Ông ta ra dạng niềm nở, nói mình đến đây để thăm Lăng Thiên, nhờ Hưng Tu vào trong thông báo một tiếng. Trúc Nhi và Phong Đào tỏ thái độ bất mãn, hai người cô ta không hiểu sao sư phụ lại hạ mình trước Hưng Tu. Hưng Tu nhanh chóng nhận ra Lỗ Tu Viễn ngũ chấp sự Thanh Nham Nguyên Dương Điện. Trúc Nhi và Phong Đào tức giận khi thấy Hưng Tu dám ăn nói láo xược với sư phụ. Trần Tuyết cũng đã nghe danh đến Lỗ Tu Viễn, ông ta chính là cao thủ thứ 10 trong top võ lâm Long Hổ. Hưng Tu khoanh tay lại, bây giờ là giờ nghỉ trưa của Lăng Thiên sư phụ, không tiện tiếp khách. Tu Viễn vẫn giữ thái độ hòa nhã, nói bản thân có chuyện quan trọng muốn gặp Lăng Thiên để bàn bạc. Hưng Tu đáp trả, chuyện quan trọng đến thế nào thì cũng không bằng chất lượng của Lăng Thiên sư phụ, đợi khi nào sư phụ dậy rồi tính tiếp. Trần Tuyết lo sợ, Hưng Tu không lý nào không biết đến thực lực của Lỗ Tu Viễn, vẫn là nên nhắc nhở Hưng Tu thì hơn. Trúc Nhi mất hết kiên nhẫn, cô ta lớn giọng bảo đây là cách tiếp khách sao. Ánh mắt Hưng Tu hiện rõ sát khí, Trúc Nhi bị ánh mắt của Hưng Tu dọa sợ. Cô ta cảm nhận được cảnh giới của Hưng Tu là cảnh giới võ thần hậu kỳ. Phong Đào đằng sau sắc mặt hầm hầm, hỏi Tu Viễn chuẩn bị ra tay nhé. Tu Viễn bất ngờ ngồi xuống, ông ta chấp nhận ngồi ở ngoài đợi. Trúc Nhi và Phong Đào được một phen bất ngờ, rõ ràng là Hưng Tu đang cố ý làm khó mà. Tu Viễn tức giận,
bảo Trúc Nhi và Phong Đào câm miệng, mau đứng đó đợi. Phong Đào và Trúc Nhi tuân lệnh, Hưng Tu xoay người vào trong, nói Trần Tuyết mau đi thôi. Lăng Thiên đang ngồi trên ghế, anh hỏi bên ngoài có chuyện gì ổn thế. Hưng Tu bẩm báo, Lỗ Tu Viễn và hai đệ tử của Thanh Nham Nguyên Dương Điện đến thăm hỏi, hắn đã chặn họ ở ngoài cửa. Lăng Thiên hỏi Hưng Tu tại sao không cho họ vào bái kiến. Hưng Tu ngước mặt lên trả lời, sư phụ, người còn nhớ vài ngày trước các môn phái tụ tập vây quanh Tuyệt Tình Sơn người đã giết chết một người không? Lăng Thiên dĩ nhiên nhớ, hắn ta chính là Lý Vân Thiên, trưởng môn Thương Vân phái. Hưng Tu trầm giọng xuống, tên Lý Vân Thiên này chính là đệ tử của Lỗ Tu Viễn. Hưng Tu cho rằng, Lỗ Tu Viễn hôm nay ngoài mặt thì đến thăm hỏi, nhưng thực chất là muốn đòi lại công bằng cho đệ tử đã chết của ông ta. Lăng Thiên tiếp tục hỏi, tu vi của mấy người đó so với Hưng Tu thế nào? Hưng Tu chấp tay lễ phép, hai đệ tử đệ một người thì thua hắn, một người bằng hắn, còn về Lỗ Tu Viễn thì tu vi đã vượt xa, e là đã đạt đến đỉnh phong võ thần. Lăng Thiên cũng có lời cảm thán, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà Lỗ Tu Viễn tiến bộ nhanh như vậy. Đúng là hiếm thấy, Hưng Tu hỏi ý Lăng Thiên tiếp theo nên xử lý thế nào, chi bằng tìm một lý do đuổi họ về. Lăng Thiên bảo cứ để họ vào đây, sắc mặt anh trở nên u ám, anh muốn tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo của đám danh môn chính phái này. Trần Tuyết dẫn Lỗ Tu Viễn và hai đệ tử của ông ta vào trong chính điện. Vừa vào trong điện thì Phong Đào và Trúc Nhi đã buông lời chê bai Huyền Minh giáo nghèo nàn. Đem so với chính điện của Nguyên Dương Điện thì đây đúng là ổ chó. Ta nói hai đứa này nói chuyện thấy cưng ghê luôn á, cưng vô lây luôn, gặp tôi là tôi sán cái nồi vô đầu, đóng của tiễn khách liền. Lỗ Tu Viễn nhìn thấy Lăng Thiên đang ngồi trên ghế. Lăng Thiên tay chống lên mặt, mắt thiếp đi như đang ngủ, hoàn toàn khác xa so với những gì ông ta nghe nói, chẳng phải là một ông già bị đại hạn giáng xuống như lời đồn. Ông ta cảm nhận linh lực cầu Lăng Thiên chỉ mới ở cảnh giới võ tướng, nhất định là đang cố ý che giấu thực lực. Trần Tuyết bẩm báo người đã đến, Lăng Thiên vẫn nhắm nghiền mắt lại, không chút phản ứng. Trúc Nhi tức giận trước thái độ của Lăng Thiên, Tu Viễn nhẹ giọng, bái kiến Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này mới mở ra, anh lên tiếng bảo ông ta ngồi, Hưng Tu liền đưa chỗ ngồi ra. Chỗ ngồi là một cái ghế cũ nát, cảm giác vừa mới ngồi xuống đã lập tức gãy, Phong Đào và Trúc Nhi tức đen mặt. Thân sắc Tu Viễn u ám, ông ta thấy Lăng Thiên không có ý định tiếp nên vào thẳng vấn đề. Tu Viễn chất vấn Lăng Thiên, có phải trưởng môn Thương Vân phái Lý Vân Thiên là bị anh giết chết? Lăng Thiên thừa nhận mình đã ra tay đó, Tu Viễn hét lên, hỏi Lăng Thiên lại sao lại giết hắn. Hưng Tu quát Tu Viễn dám ăn nói với sư phụ như vậy sao? Tu Viễn nổi đóa, ông ta ăn nói thế nào cũng không đến lượt Hưng Tu lên tiếng. Hưng Tu không vừa, lập tức tỏa ra linh lực cảnh cáo ông ta. Không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, Lăng Thiên ra lệnh cho Hưng Tu lui xuống. Không khí giữa cả hai cũng dịu lại, Lăng Thiên hỏi Tu Viễn, hôm nay lấy thân phận gì để hỏi việc này? Tu Viễn lạnh giọng, về công thì ông đại diện danh môn chính đạo đến hỏi, về tư thì đến để đòi lại công bằng cho đệ tử của mình. Trúc Nhi thầm cảm thán, quả đúng là sư phụ, bất kể là công hay tư, hôm nay bọn ta đều đại diện chính nghĩa giang hồ mà đến. Phong Đào đắc ý, nếu bọn họ dám ra tay sẽ gây nên mâu thuẫn giữa hai phái chính tà, còn hoàn toàn dính líu đến Nguyên Dương Điện. Đến lúc đó, không phải là đối mặt với một thế lực đối đầu nhỏ bé, mà còn là một khu vực xuyên quốc gia rộng lớn, thậm chí là đối đầu với tất cả các thế lực ở khắp nước. Phong Đào liếc nhìn Hưng Tu và Trần Tuyết đang tức run người, không ra tay thì chẳng những mất mặt Tuyệt Tình Sơn mà còn cả ma đạo tổ sư Tuyệt Tình Sơn và Huyền Minh giáo. Tu Viễn vuốt bộ râu, thầm nghĩ xem Lăng Thiên sẽ lựa chọn thế nào. Lăng Thiên tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, dám uy hiếp anh sao, đúng là to gan mà, trời bất ngờ nổi sét đùng đoàng. Trúc Nhi giật mình, rõ ràng là trời còn đang nắng mà. Tiếp đến là một cơn mưa như chút nước đổ xuống. Tu Viễn có chút kinh sợ, Lăng Thiên chỉ mới nổi giận một chút là đã khiến trời đất thay đổi sao. Lăng Thiên không nghĩ hiệu quả của thẻ thiên dị biến địa lại khiếp đảm như vậy, cũng may lúc trước đã mua nó. Lăng Thiên đứng dậy đi về phía Tu Viễn, Tu Viễn bất ngờ, không lẽ Lăng Thiên muốn đánh nhau. Trúc Nhi sợ đến tái mặt, hỏi Tu Viễn bây giờ phải làm sao. Tu Viễn lên tiếng trấn an, Lăng Thiên chậm rãi bước lại. Tu Viễn có chút kinh sợ, Lăng Thiên hoàn toàn không ứng biến như cách thường. Lăng Thiên dừng lại, nếu như Tu Viễn đã từ xa đến đây thì anh sẽ cho ông ta một cơ hội đòi lại công đạo như ông ta nói. Lăng Thiên mặt đầy sát khí, hai mắt cũng đỏ ngầu, bảo ông ta ra tay đi. Tu Viễn, Phong Đào và Trúc Nhi nghe vậy thì giật mình. Tu Viễn cảm thấy Lăng Thiên ẩn giấu linh lực quá kỹ, hoàn toàn không thể đoán được cảnh giới, không thể tùy tiện ra tay. Lăng Thiên nhếch mép khinh bỉ hỏi Tu Viễn đã sợ rồi sao, Tu Viễn giật mình. Ông ta hạ giọng xuống nói mình hôm nay ghé thăm là muốn hỏi cho ra lẻ, không đến mức phải đánh nhau. Hơn nữa, kể từ khi hai phái thành lập đều nước sông không phạm nước giếng. Tu Viễn tiếp tục nói, nếu không phải Lăng giáo chủ giết chết Lý Vân Thiên, Nguyên Dương Điện chúng tôi cũng sẽ không đến làm phiền. Hưng Tu bày ra bộ dáng khinh bỉ, nếu không dám ra tay với sư phụ thì cứ đối đầu với hắn. Tu Viễn run người, ông ta không ngờ tình thế lại đổi ngược. Lăng Thiên xoay người lại, đi về phía ghế của mình.
Anh lạnh giọng nói mình đã cho Tu Viễn một cơ hội. Nếu đã không dám ra tay thì cút đi. Phong Đào và Trúc Nhi sắc mặt tái đi trông thấy. Tu Viễn vẫn muốn hỏi Lăng Thiên một câu, tại sao lại giết chết Lý Vân Thiên. Lăng Thiên xoay lưng lại, lạnh lùng đáp, vu tộc Tây Vực chính là dị giới. Cả ngàn năm nay chúng tàn sát bách tính giết tướng sĩ ta, hết lần này đến lần khác làm trái hiệp ước. Còn liên kết với ma tộc Bắc Hoang phát động chiến tranh, âm mưu chiếm cứ đất đai biên cương Trung Châu. Bao nhiêu thôn trang bị hủy, bao nhiêu tướng sĩ chết thảm, bao nhiêu bách tính nhà tan cửa nát. Lăng Thiên gằn giọng xuống, đối với dị tộc anh gặp tên nào thì anh giết tên đó. Tu Viễn sững người, hắn không hiểu sao Lăng Thiên biết được thân phận của Lý Vân Thiên. Lăng Thiên giang hai tay ra, một dị tộc Tây Vực lại được nắm giữ một đại danh môn ở Trung Châu, không những âm thầm khiêu khích, còn cố ý kết bè phái, chèn ép, thôn tính, thậm chí là diệt trừ những môn phái khác không nghe lời. Ác tâm như vậy đáng chết, Lăng Thiên hỏi Tu Viễn có ý kiến gì sao? Tu Viễn sững người trong giây lát. Ông ta nói không biết Lý Vân Thiên là vu tộc, đồng thời cũng kính cẩn chấp tay cảm ơn Lăng Thiên đã giúp Trung Châu diệt trừ một tên vu tộc. Lăng Thiên đánh giá Tu Viễn, đúng là trở mặt, đúng là nhanh thật. Tu Viễn cùng với hai đệ tử chấp tay lại. Ông ta cảm ơn Lăng Thiên đã nói rõ, xin phép lui về, báo cáo cho điện chủ. Cả ba người bọn họ liền xoay người hướng ra ngoài. Tu Viễn bất ngờ mở to mắt, Hưng Thu đã đứng trước cửa chặn ông ta lại. Tu Viễn hỏi Lăng Thiên có ý gì, Lăng Thiên khoanh tay lại, ý gì còn đợi anh phải nói sao. Tu Viễn nhắc nhở Lăng Thiên, chẳng lẽ muốn phá vỡ trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Ông ta hỏi Lăng Thiên có biết một khi hai bên đánh nhau sẽ xảy ra chuyện gì không. Lăng Thiên mỉm cười rồi chỉ tay vào mặt Tu Viễn, bảo đánh đi. Hưng Tu liền tạo ra một vòng hoàn kiếm sau lưng, rồi lập tức xuất chiêu. Phong Đào ra mặt bảo Tu Viễn cứ giao chỗ này cho mình. Kiếm của Hưng Tu phóng đến, Phong Đào liền cắm lưỡi kiếm của mình xuống sàn. Dưới lưỡi kiếm của cô ta bỗng xuất hiện những cánh hoa. Những cánh hoa tạo thành một lớp lá chắn ngăn vản hoàn kiếm của Hưng Tu. Hưng Tu không ngờ hoàn kiếm của mình lại không xuyên qua được. Phong Đào ngữ điệu khinh thường thực lực Hưng Tu cũng chỉ có thế, đúng là quá thất vọng. Hưng Tu tức giận, mắng Phong Đào đúng là con nhỏ ngông cuồng. Phong Đào bay lên, những cánh hoa tụ lại xung quanh lưỡi kiếm của cô ta. Sau lưng Phong Đào liền xuất hiện hàng trăm cây kiếm, kiếm của cô ta phóng đến Hưng Tu. Hưng Tu cảm thán số lượng kiếm của Phong Đào tạo ra đúng là đáng sợ. Hắn liền di chuyển với tốc độ cực nhanh, né các thanh kiếm của Phong Đào. Hưng Tu chạy ra ngoài, thầm đánh giá Phong Đào, mặc dù cảnh giới của ả ta giống với mình. Nhưng cô ta dùng vĩ khí địa phẩm trung cấp đó triệu hồi vô số kiếm mạnh như vậy. Phong Đào cũng chạy ra ngoài, cả hai bắt đầu một trận giao chiến nảy lửa. Hưng Tu đỡ lấy lưỡi kiếm của Phong Đào, hắn mỉm cười, tính cách dũng mãnh của Phong Đào làm hắn rất thích. Phong Đào cau mày lại, cô ta thật sự muốn chém đứt miệng của Hưng Tu. Hưng Tu mỉm cười đáp lễ, tiếp theo, hắn sẽ từ từ chơi đùa cùng Phong Đào. Chuyển cảnh vào trong chính điện, Tu Viễn đề nghị lần nữa, chuyện hôm nay nên dừng ở đây thôi. Lăng Thiên nghiêm giọng, chỉ là một chấp hình sự của một phân điện, làm gì có tư cách ra đề nghị với anh. Lăng Thiên nói cho Tu Viễn biết, cho dù là tổng điện chủ Nguyên Dương Điện Viên lão quái có đến, cũng không dám nói như vậy với anh. Trúc Nhi đằng đằng sát khí, cuối cùng cũng không chịu nổi thái độ của Lăng Thiên nữa liền lao lên tấn công anh. Lăng Thiên thầm đánh giá, cảnh giới này mới chỉ là võ thần sơ kỳ, không biết nên nói là dũng cảm hay ngốc nghếch đây. Trần Tuyết xông ra, cản Trúc Nhi lại, Trần Tuyết hướng mũi kiếm vào mặt Trúc Nhi. Trúc Nhi ngữ điệu khinh thường Trần Tuyết, Trúc Nhi u ám, cô ta vừa mới xoay người đã hất văng Trần Tuyết đi. Trần Tuyết cảm thán Trúc Nhi đúng là mạnh thật, Lăng Thiên đưa tay ra đỡ Trần Tuyết. Tu Viễn khinh thường, Huyền Minh giáo chỉ có chút sức lực vậy thôi sao, cứ để Trúc Nhi tiếp tục thăm dò xem. Trúc Nhi tỏa ra linh lực khắp người, cô ta vốn chẳng thèm để mắt đến Trần Tuyết còn cảnh cáo Trần Tuyết không muốn chết thì cút sang một bên. Trần Tuyết nhìn khí thế của Trúc Nhi mà sợ hãi, Lăng Thiên đặt tay lên vai cô. Anh trấn an Trần Tuyết, có anh ở đây thì không có gì đáng sợ hết. Trần Tuyết hướng mắt ra sau nhìn Lăng Thiên, nhưng hiện giờ cô đang chênh lệch 4 cảnh giới. Lăng Thiên nhàn nhạt, lấy vi sư làm trung tâm, trong vòng 4 trượng, vi sư nhất định bảo vệ con an toàn. Trần Tuyết đã hiểu, Trúc Nhi lao lên, nếu đã không tránh đường thì cô ta sẽ chém cả hai. Trần Tuyết cũng lập tức xông ra, bộ nghĩ bà nội mày để yên cho mày à. Trần Tuyết đỡ được nhát kiếm của Trúc Nhi. Trúc Nhi tái mặt, giữa cô ta và Trần Tuyết chênh lệch nhau 4 cảnh giới lớn và 20 cảnh giới nhỏ thì làm sao mà Trần Tuyết có thể đỡ đòn cô ta được. Cả hai nhanh chóng lùi lại, Trúc Nhi cảm thấy không đúng, cô ta thấy linh lực của Trần Tuyết không hề thay đổi. Trần Tuyết biết người mạnh lên không phải là mình, mà là sức mạnh và tốc độ của Trúc Nhi bị suy giảm. Cô hiểu đây chính là sức mạnh của sư phụ. Hệ thống thông báo kỳ môn cửu kỷ lục cuốn thượng mục lục trang đầu tiên đã hiện lên, cấp bậc nâng từ level 0 lên level 1. Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, yêu cầu Lăng Thiên phải mở rộng phạm vi khu vực tuyệt đối, thời hạn 15 ngày, nếu không sẽ phạt nặng. Trúc Nhi đằng đằng sát khí bay đến trước Trần Tuyết. Trần Tuyết dùng lưỡi kiếm đỡ đòn tấn công của Trúc Nhi. Trúc Nhi bất ngờ đến tái mặt, đòn kiếm của cô ta vậy mà dễ dàng bị chặn lại. Cả hai lập tức lùi lại,
Trúc Nhi run rẩy, thân sắc tệ đi trông thấy. Chênh lệch giữa cô ta và Trần Tuyết như sư tử với kiến, chuyện này chắc chắn là nằm ngoài ý muốn. Trúc Nhi lần này triệt để tức giận, cô ta nghĩ nhất định là bản thân chưa dốc hết sức. Thế là, Trúc Nhi liều mạng xông lên để xem Trần Tuyết có đỡ được chiêu này. Trần Tuyết tự tin, tốc độ và sức mạnh của Trúc Nhi mặc dù đều tăng nhưng vẫn nằm trong quỹ đạo có thể kiểm soát. Lăng Thiên trầm giọng xuống, bảo Trần Tuyết kết thúc trận đấu. Tu Viễn lúc này cũng lao tới định cho Lăng Thiên một chưởng, ông ta cũng nhận ra đây là chính là chiêu trò của anh. Lăng Thiên thấy lần này tiêu rồi, lực chú ý đang giảm. Tu Viễn cũng sắp tung chưởng đến anh, lần này anh không né được, chỉ còn cách kích hoạt khu vực tuyệt đối. Lăng Thiên nhìn sang Trần Tuyết, tốc độ và sức mạnh của Trúc Nhi đã hồi phục. Cả hai người rơi vào tình thế nguy hiểm, lực phong ấn khu vực tuyệt đối không hề vô địch như vẻ bề ngoài. Là đối thủ càng mạnh, càng tiêu hao nhiều linh lực khống chế. Muốn cùng lúc ngăn chặn hai kẻ mạnh, hiện tại Lăng Thiên không cách nào làm được. Cũng tức là một trong hai ngày phải hy sinh tính mạng. Vận mệnh có lúc tàn khốc như vậy, cảm giác này Lăng Thiên không hề xa lạ. Nếu lúc đầu biết rằng cứu người cũng có lúc phải chết thì liệu anh còn bất chấp tất cả lao ra không? Bên ngoài chính điện, Hưng Tu và Phong Đào liên tục xuất chiêu không ai chịu thua ai. Hưng Tu hạ giọng hỏi Phong Đào vẫn còn muốn đấu tiếp sao? Đã là hiệp thứ 10 rồi thì chi bằng coi như huề vốn ai về nhà nấy. Phong Đào tức giận, bộ nghĩ cô đang đùa sao? Cô ta đưa tay ra, ngay lập tức sau lưng cô ta xuất hiện một vòng hoàn kiếm với số lượng kiếm khổng lồ. Phong Đào tự tin ngay từ lúc điều khiển hoàn kiếm của mình. Hưng Tu ngán ngẫm khi thấy Phong Đào quá cứng đầu. Hắn cứ nghĩ né được đại chiến ở chủ điện, ai ngờ cô ta lại dây dưa đến thế. Phong Đào trầm mặt xuống, để hai tay ở trước ngực. Cô ta sẽ cho Hưng Tu nếm mùi chiêu thức mạnh nhất của mình. Các thanh kiếm do Phong Đào triệu hoán dần hợp nhất lại tạo thành một thanh kiếm khổng lồ. Hưng Tu thấy mà bất ngờ, tất cả hoàn kiếm hợp lại làm một, xem ra chuẩn bị chơi phát cuối rồi. Phong Đào lạnh giọng, bảo Hưng Tu từ từ tận hưởng hoàn kiếm mạnh nhất thế gian nhé. Cô ta lập tức phóng thanh kiếm khổng lồ về phía Hưng Tu. Hưng Tu chẳng thèm né tránh còn thầm chửi Phong Đào đúng là dai như đỉa. Thanh kiếm khổng lồ của Phong Đào sắp bay đến Hưng Tu thì ngay lập tức một đạo quang từ trên trời phóng xuống làm gãy lưỡi kiếm khổng lồ của Phong Đào. Phong Đào nhìn thấy chiêu thức của mình bị phá dễ dàng như vậy thì giật mình. Đây chính là hoàn kiếm Phong Đào đã hao phí toàn bộ linh lực tạo thành, vậy mà lại bị phá hủy dễ dàng như vậy. Hưng Tu lạnh giọng, hắn đã cho Phong Đào một cơ hội, nhưng cô ta lại không biết trân trọng. Hưng Tu giang hai tay ra, sau lưng hắn liền xuất hiện một vòng hoàn kiếm. Những thanh hoàn kiếm này không giống như bình thường. Số lượng hoàn kiếm liên tục tăng lên tạo nên một số lượng hoàn kiếm cực lớn. Phong Đào nhìn thấy mà sợ hãi, hoàn kiếm quá lớn, hơn nữa mỗi thanh kiếm còn chứa sức mạnh phá nát thanh kiếm hợp nhất của cô. Những thanh hoàn kiếm của Hưng Tu phát ra âm thanh, Phong Đào cảm thấy âm thanh đó rất quen. Cô nhận ra âm thanh của những thanh hoàn kiếm này là tiếng đọc kinh niệm chú. Phong Đào run rẩy, lẽ nào lời đồn là đúng, bách kiếm phạn mét thuật thực sự tồn tại. Tất cả người tu hành kiếm thuật nhất định đều nghe qua truyền thuyết này. Truyền thuyết mang tên Huyền Không Tự tỏa sáng như mặt trời. Từng có một thanh niên tài ba, tu hành kiếm thuật, tuổi còn trẻ đã đánh bại tất cả cao thủ trong thiên hạ. Tuy nhiên, lại bị người ta hãm hại rồi rơi vào ngục tù. Lúc thức tỉnh, người thanh niên đã thức tỉnh từ tiếng niệm kinh của sư tăng lĩnh ngộ được thuật bách kiếm phạn mét hoàn kiếm thuật mạnh nhất. Nghe nói hoàn kiếm giống như cùng nhau đọc kinh niệm chú, còn biết phát ra ánh sáng chói lòa khiến người ta không mở mắt được. Dân làng dưới núi đều tưởng trời sáng rồi nên nô nức thức dậy. Nhìn thấy Huyền Không Tự chói sáng nghĩ là Phật sống giáng thế nên quỳ lạy cầu phúc. Phong Đào cuối cùng cũng lĩnh ngộ được, cực đỉnh của hoàn kiếm chính là cộng hưởng. Hoàn kiếm thuật tạo ra bằng cộng hưởng đọc kinh, linh lực trong mỗi thanh kiếm chia sẻ cho nhau. Cô run rẩy, bật khóc vì xúc động, một tức là 100, 100 lại là một, sự cộng hưởng này đúng là quá kỳ diệu. Hưng Tu điềm đạm, tất cả nên kết thúc tại đây thôi. Chuyển cảnh vào đại điện, cú chưởng của Tu Viễn sắp chạm vào người Lăng Thiên, lưỡi kiếm của Trúc Nhi cũng sắp chạm đến Trần Tuyết. Đòn tấn công của Tu Viễn và Trúc Nhi đều đã trúng đối phương. Trần Tuyết mở to mắt, máu dính lên trên mặt cô. Cô run rẩy, không nói được lời nào. Lăng Thiên thì bình tĩnh, đứng trước mặt cô. Trần Tuyết liếc mắt ra đằng sau thì thấy Tu Viễn và Trúc Nhi đều dính đòn của nhau. Cả hai đều không hiểu tại sao lại như thế. Tu Viễn không thể ngờ Lăng Thiên lại có thể chuyển đổi vị trí tức thời như thế. Rốt cuộc là đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Lăng Thiên tuy vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong thì sợ đến hồn vía lên mây. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nâng cấp kỳ môn cửu kỹ lục thì toang rồi. Vừa rồi, Lăng Thiên đã nâng cấp lý môn cửu kỹ lục từ level 0 lên level 1 nên đã nhận được kỹ năng hoán đổi vị trí. Kỹ năng này có thể giúp anh thay đổi vị trí không gian của bất kỳ vật nào trong phạm vi khu vực tuyệt đối. Kỳ môn cửu kỹ lục tổng cộng có 9 chương. Mỗi chương đều có một loại kỹ năng mở rộng khu vực tuyệt đối. Cũng tức là đạt đến cấp 9 mới được gọi là khu vực tuyệt đối hoàn chỉnh. Trần Tuyết thấy Tu Viễn bỏ chạy liền gọi Lăng Thiên. Lăng Thiên lập tức đuổi theo, anh bảo Trần Tuyết trông chừng Trúc Nhi, Tu Viễn bắn mạng chạy ra ngoài.
Ông ta không ngờ thực lực của Lăng Thiên lại sâu xa khó đoán như vậy, vẫn là nên trốn đi trước. Một đạo quang từ trên trời phóng xuống đến trước mặt ông ta khiến ông ta phải lùi lại. Thì ra đó là thanh phạn kiếm của Hưng Tu, Hưng Tu vác theo phong đảo về. Ngữ điệu Hưng Tu mỉa mai, đi đâu mà vội vàng thế, đến đệ tử yêu quý của ông cũng không cần nữa à. Tu Viễn kinh hãi bảo Hưng Tu tránh ra. Lăng Thiên đằng đằng sát khí đi đến, Tu Viễn bị Hưng Tu và Lăng Thiên kẹp chặt, muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong. Lăng Thiên ra lệnh cho Hưng Tu bắt Tu Viễn lại, anh sẽ trọng thưởng. Hưng Tu đặt phong đảo xuống, chấp tay nhận lệnh. Hưng Tu nghiêm giọng hỏi Tu Viễn vì sao sư phụ lại muốn giết ông. Ngữ điệu Hưng Tu giải thích, vì người bình thường rất ghét những kẻ lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác. Ngươi còn dám lấy danh môn chính đạo thiên hạ và cả thế lực ở Nguyên Dương Điện ra đe dọa người. Sắc mặt Tu Viễn dần trở nên khó coi, ông ta lập tức phản bác, Huyền Minh giáo chính là ma đạo từ xưa, chính tà đã không đội trời chung. Cho dù hôm nay ông không đến để đòi lại công đạo, cũng sẽ có những danh môn chính đạo khác đến. Hưng Tu nhắc Tu Viễn đừng nghĩ rằng thiên hạ không biết thì Huyền Minh giáo cũng không biết. Tu Viễn liền tỏ thái độ bực tức, Hưng Tu không hề nhún nhường, hắn biết rõ thân phận của Tu Viễn lỗ lão quỷ. Tu Viễn chột dạ, ông ta không biết Hưng Tu đang nói gì cả. Hưng Tu bảo Tu Viễn đừng giả vờ nữa, chẳng lẽ phải bắt hắn nói ra danh hiệu vu tộc của ông sao? Chính là Bách Quỷ U Hành. Tu Viễn nghe đến đây thì đã bị nói trúng tim đen, giật mình thon thót. Ông ta không ngờ lại có người biết đến tên đó. Lăng Thiên ngẫm nghĩ, Hưng Tu đúng là ghê gớm. Anh cũng chỉ đoán thân phận vu tộc của lỗ Tu Viễn mà Hưng Tu thì lại tường tận như vậy. Hưng Tu bay lên, triệu hoán ra một vòng phạn kiếm. Hưng Tu phóng kiếm xuống, hàng loạt thanh phạn kiếm hướng vào Tu Viễn. Tu Viễn cũng được một phen bất ngờ, phạn kiếm phóng xuống như mưa khiến khói bụi bay lên mịt mù. Hưng Tu đáp xuống, ngữ điệu khinh thường Tu Viễn, không chịu nổi một đòn. Nhưng bất ngờ thay, sau lưng của Hưng Tu lại có tiếng cười của Tu Viễn truyền đến. Hưng Tu quay mặt lại, hắn bất ngờ khi thấy hình dạng cao lớn của Tu Viễn. Hình dáng Tu Viễn ẩn hiện sau làn khói, ngữ điệu hắn đầy sự tức giận, nếu các ngươi đã biết bí mật của ta, vậy hôm nay đừng hòng kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Thân thể Tu Viễn trở nên cao lớn dị thường, toàn thân hắn tỏa ra sức mạnh hắc ám. Hưng Tu ngơ ngác, Tu Viễn đã bị bách kiếm phạn mách quyết đánh trúng, vậy mà lại chẳng hề hấn gì, còn trở nên cường tráng hơn. Linh lực trong cơ thể Tu Viễn biến mất, mà thay vào đó là một luồng sức mạnh đen tối kỳ lạ. Khí tức đen tối của Tu Viễn vứt thanh phạn kiếm đang trên vai ông ta xuống. Hưng Tu không ngờ sức mạnh này lại có sự sống. Hưng Tu tiếp tục phát động tấn công, các thanh phạn kiếm của Hưng Tu phóng đến Tu Viễn. Tu Viễn tự sức mạnh vào tay, hắn ta chỉ cần quạt tay một cái, toàn bộ phạn kiếm do Hưng Tu triệu hoán ra đều bị đánh vỡ. Hưng Tu kinh sợ khi thấy Tu Viễn chỉ với một cái quạt tay đã nhẹ nhàng phá đi bách kiếm phạn mét quyết, sức mạnh của tên này không phải ngưỡng mà hắn có thể đối đầu. Tu Viễn giở giọng khinh thường, trước mặt hắn và vu thuật cao thượng vĩ đị, những chiêu thức vật vãnh của đám nhãi danh nhân tộc chẳng là cái thá gì. Ông ta ngồi xuống, chống một tay xuống đất, tích tụ sức mạnh lại, tiếp sau đó nhảy lên. Ông ta vung tay lên, lao đến Hưng Tu, chuẩn bị ra đòn kết liễu. Hưng Tu kinh ngạc trước tốc độ của Tu Viễn, với tốc độ này hắn không thể né được. Một tiếng choang chói tai vang lên, Lăng Thiên đã tạo ra một khiên chắn, chặn đòn tấn công của Tu Viễn. Anh bảo Hưng Tu lui xuống, để anh tiếp hắn. Tu Viễn thấy Lăng Thiên cuối cùng cũng chịu ra tay, vậy thì cùng nhau so tài một chút. Lăng Thiên đánh giá, sức mạnh của Tu Viễn đúng là quá đáng sợ. Nếu không phải vừa rồi anh sử dụng thẻ ngăn chặn tuyệt đối, có lẽ bây giờ anh bị hắn bóp chết rồi. Lăng Thiên suy tính, linh lực hiện tại của anh không thể sử dụng khu vực tuyệt đối được. Muốn đánh thắng Tu Viễn chỉ có thể sử dụng thẻ đạo cụ hợp lý. Tu Viễn tập trung sức mạnh vào bàn tay, chuẩn bị tung trưởng. Lăng Thiên liền bóp nát thẻ hải nạp bách xuyên. Anh cũng tụ linh lực vào nắm đấm của mình. Đòn tấn công giữa Lăng Thiên và Tu Viễn va vào nhau, tạo ra một luồng uy áp mạnh mẽ. Tu Viễn kinh ngạc khi Lăng Thiên có thể đỡ được bách hồn U Minh Chảo, không hổ danh là ma đầu. Lăng Thiên thầm nghĩ, nếu không phải sử dụng thẻ hải nạp bách xuyên, e là cơ thể anh đã nổ tung rồi. Tu Viễn tỏa linh lực khắp người, hắn thấy không cần lãng phí thời gian nữa. Lăng Thiên nhìn Tu Viễn, anh thấy tất cả vu lực của hắn đều tập trung toàn bộ vào tay trái. Tu Viễn đưa tay trái lên cao, phóng thẳng vu lực lên trời. Hắn ta nói sẽ dùng chiêu thức mạnh nhất này để kết thúc trận đấu. Cả một vùng trời bị vu lực của Tu Viễn làm cho biến đổi dị thường. Lăng Thiên không ngờ sức mạnh này có thể khống chế được cả mây. Anh nhìn kỹ lại thì thấy đó không phải là mây mà là vong hồn. Hưng Tu hét lớn bảo Lăng Thiên mau chạy đi. Tu Viễn bật cười một cách đắc ý, hắn kiêu ngạo nói không ai thoát được những vong hồn này đâu, bọn chúng sẽ không dừng lại khi chưa bắt được người. Tu Viễn đưa tay xuống, những vong hồn từ trên trời giáng xuống Lăng Thiên. Lăng Thiên liền bóp nát tấm thẻ đạo cụ, tấm thẻ hải nạp bách xuyên cuối cùng nhất định phải trụ được. Những vong hồn bay đến trước mặt Lăng Thiên, Lăng Thiên không chút hoảng sợ, cũng chẳng thèm né tránh. Vong hồn đổ xuống người Lăng Thiên tựa như dòng thác từ trên cao đổ xuống. Hưng Tu chứng kiến cảnh tượng này mà kinh hãi gọi Lăng Thiên.
vong hồn từ trên bầu trời đổ xuống một lúc cũng hết, bầu trời cũng dần trở lại vẻ trong xanh vốn có. Tu Viễn bật cười một cách đắc ý, hắn tự đắc nghĩ Lăng Thiên lần này chết chắc, nhưng Lăng Thiên chết cái củ lôi này. Anh vẫn đứng vững sau đòn tấn công của Tu Viễn, hơn nữa cả người anh còn tỏa ra một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Tu Viễn không thể tin vào mắt mình, không ai có thể đỡ nổi bách quỷ tấn công. Lăng Thiên điềm tĩnh, mắt anh nhắm lại, hơi thở mang theo sức mạnh của vô lực. Tu Viễn sợ đến mức run lên, sắc mặt kém đi thấy rõ. Lăng Thiên mở mắt ra, đôi mắt của anh nhìn cực kỳ đáng sợ. Tu Viễn sợ hãi lùi lại, hắn không thể tin được nhân tộc lại có thể học được sức mạnh của vu tộc. Lăng Thiên cả người tỏa ra vô lực mạnh đến đáng sợ, anh lạnh giọng hỏi Tu Viễn chiêu vừa rồi là chiêu mạnh nhất của hắn sao? Tu Viễn giật mình, Lăng Thiên đưa tay lên, phóng vô lực lên trời. Ngay lập tức, một con hắc long uy dũng liền xuất hiện trên trời. Tu Viễn ngước mặt lên nhìn, hắn lắp bắp, chiêu này chỉ có Thái Thượng Hoàng vu tộc mới có thể sử dụng. Từ sau khi ông ấy qua đời, mấy nghìn năm nay chưa có ai đạt tới cảnh giới này. Hắn thắc mắc một tộc nhân nhỏ bé thì làm sao có thể thi triển thuật thần thông của vu tộc chứ, rốt cuộc là đang sử dụng thủ đoạn gì. Tu Viễn cũng liền phủ nhận nghi hoặc của hắn, thế gian này không có thủ đoạn nào có thể thi triển thần thông tuyệt thế của vu tộc. Hắn hỏi Lăng Thiên rốt cuộc là ai, Lăng Thiên đưa tay xuống, hắc long ngay lập tức lao xuống Tu Viễn. Tu Viễn bất ngờ quỳ xuống, mà cảm thán, đúng là thiên hữu Tây Vực, ngày vu tộc vực dậy đã không còn xa. Hắn cúi đầu kính cẩn bái kiến Lăng Thiên, bảo Lăng Thiên sau này cẩn thận. Hắc long giáng xuống Tu Viễn, Lăng Thiên mỉm cười, miệng lẩm bẩm bốn chữ thiên hữu Tây Vực. Mắt của Lăng Thiên trở lại bình thường, thân sắc cũng bình thường trở lại. Tu Viễn quỳ trước Lăng Thiên. Hưng Tu chạm tay vào người Tu Viễn, hắn chỉ mới đẩy nhẹ một cái là Tu Viễn đã ngã xuống. Lăng Thiên nói mình sẽ xuống núi chôn Tu Viễn, anh lệnh cho Hưng Tu đưa hai nữ đồ đệ kia trói lại, đợi anh về tra khảo. Chuyển cảnh, Lăng Thiên đã đem xác của Tu Viễn xuống núi chôn. Anh đứng trước mồ của hắn mà suy nghĩ lời hắn nói trước khi chết. Lăng Thiên không hiểu những lời mà Tu Viễn nói trước lúc chết có ý nghĩa gì, anh và vu tộc có mối liên hệ gì chăng? Sau khi thể hải nạp bách xuyên hấp thụ bách quỷ tấn công thì ý thức của anh hơi mơ hồ. Nhưng khi sử dụng sức mạnh vu tộc đó thì rất mượt mà. Hệ thống chúc mừng anh giết chết dị tộc, bảo vệ địa vị huyền minh giáo, thưởng 2.000 điểm đổi. Hệ thống còn thưởng cho anh thêm 1.000 điểm đổi cho việc anh thi triển đại thần thông của vu tộc khiến Lỗ Tu Viễn vô cùng tôn sùng. Lăng Thiên thích thú, 3.000 điểm về tay, anh lại được tiêu xài một phen. Hệ thống kích hoạt cho Lăng Thiên một nhiệm vụ phụ, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, tất bị trừng phạt. Hệ thống mời Lăng Thiên thề chết cũng bảo vệ huyền minh giáo, còn nhắc nhở đây là nhiệm vụ dài hạn, không giới hạn thời gian. Nhưng nếu hệ thống nhận thấy anh làm điều vi phạm chỉ một chữ chết. Lăng Thiên sợ đến mặt mày tái mét, hệ thống gì mà lại đòi lấy mạng người thế kia. Chuyển cảnh vào nhà giam của huyền minh giáo, Trúc Nhi bị trói lại. Cô ta dần mở mắt ra, quay qua thì thấy Bạch Đào cũng đang bị trói. Bạch Đào sắc mặt hiện rõ u ám, Trúc Nhi hỏi Bạch Đào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Bạch Đào lẩm bẩm nói Tu Viễn chết rồi. Trúc Nhi không tin, bảo Phong Đào đừng lừa cô, sư phụ là cao thủ thứ 10 bảng liệt phong mà. Nhưng đáp lại Trúc Nhi chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của Bạch Đào. Nước mắt Trúc Nhi chảy dài, toàn thân cứ thế mà run lên. Cánh cửa mở ra, Lăng Thiên từ tốn bước vào. Trúc Nhi vừa thấy Lăng Thiên đã cực kỳ tức giận, muốn giết chết Lăng Thiên. Lăng Thiên đằng đằng sát khí hỏi Trúc Nhi muốn đi theo Tu Viễn sao. Trúc Nhi bị khí thế của Lăng Thiên dọa sợ, nhưng cô ta vẫn cứng miệng, nhất quyết báo thù cho sư phụ. Bạch Đào hét lên bảo Trúc Nhi im đi. Trúc Nhi hỏi Bạch Đào lẽ nào đã quên mất sư phụ đã thu nhận những đứa trẻ lang thang lưu lạc như tỉ muội chúng ta sao? Bạch Đào lúc này cũng bật khóc nói Tu Viễn chính là vu tộc. Trúc Nhi nhất thời im lặng, cô lắp bắp hỏi Bạch Đào chuyện này là sao? Bạch Đào trầm giọng xuống, nếu không phải cô tận mắt chứng kiến, cô cũng không tin. Quay lại trận đấu giữa Hưng Tu và Bạch Đào. Khi thanh phạn kiếm của Hưng Tu đến trước mặt Bạch Đào thì bất ngờ tan ra. Bạch Đào thắc mắc sao Hưng Tu không giết mình. Hưng Tu nói muốn để cho Bạch Đào nhìn rõ chân tướng. Bạch Đào có chút khó hiểu. Hưng Tu suy đoán không lầm thì Bạch Đào và sư muội của cô đều mất hết người thân và gia đình vì vu tộc. Bạch Đào tròn mắt kinh ngạc, chuyện này ngoài sư phụ và Trúc Nhi ra thì chẳng ai biết mới đúng. Hưng Tu đáp, lúc đó hắn đã nhìn thấy biểu cảm của cả hai tỷ muội Bạch Đào khi nghe Lý Vân Thiên là vu tộc. Hưng Tu từ tốn, chuyện hắn sắp nói tiếp theo có lẽ sẽ hơi sốc với Bạch Đào. Sư phụ của Bạch Đào chính là vu tộc, Bạch Đào dĩ nhiên không tin. Hưng Tu mỉm cười, đề nghị Bạch Đào diễn một vở kịch với mình. Chân tướng thì để cô tự vạch trần. Bạch Đào đã làm theo cách của Hưng Tu là giả vờ ngất. Sau đó, cô đã tận mắt chứng kiến sư phụ biến thành quái vật vu tộc. Trúc Nhi không hiểu tại sao lại như thế. Lăng Thiên ngữ điệu sắc lạnh, Nguyên Dương Điện mà các ngươi tự hào đã sớm bị vu tộc trà trộn rồi. Danh môn chính đạo đệ nhất thiên hạ đã sớm bị đám dị tộc vấy bẩn. Lăng Thiên đưa tay lên, Trúc Nhi và Bạch Đào được thả xuống. Anh xoay người lại, bảo Bạch Đào và Trúc Nhi có thể đi rồi. Sau lưng anh bỗng truyền đến tiếng động.
Bạch Đào Cà Trúc Nhi quỳ xuống, cúi đầu xin Lăng Thiên hãy thu nhận 2 tỷ muội cô. Từ nay về sau, 2 tỷ muội cô sẽ bằng lòng phục tùng Lăng Thiên, diệt trừ dư đàn dị tộc. Lăng Thiên nghiêm giọng, lấy thân phận Nguyên Dương Điện gia nhập vào Huyền Minh giáo của ta. Hai ngươi có biết sẽ gây ra sóng gió gì trong giang hồ không? Bạch Đào và Trúc Nhi giật mình. 2 tỷ muội nhắm chặt mắt lại nói bản thân không suy nghĩ chu toàn, làm như vậy là đẩy Huyền Minh giáo vào tâm điểm sóng gió. Lăng Thiên bật cười, Huyền Minh giáo sớm đã trở thành tâm điểm sóng gió rồi. Anh muốn hỏi tỷ muội Bạch Đào đã đủ giác ngộ để tiến vào tâm điểm sóng gió rồi. Trúc Nhi và Bạch Đào nghe vậy thì rất bất ngờ. Trúc Nhi và Bạch Đào nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Cả hai cùng xin Lăng Thiên nhận mình làm đệ tử. Hệ thống chúc mừng Lăng Thiên thu nhận Phong Bạch Đào và Lâm Trúc Nhi làm đệ tử, thưởng 1.000 điểm đổi. Bên dưới chân núi, chỗ chôn xác của Lỗ Tu Viễn đã bị đào trộm. Xác của Lỗ Tu Viễn được bó trong một lớp vải. Tên thích khách bẩm báo xác của Lỗ Tu Viễn đã được mang về. Điện chủ Thực Hồn Điện Cừu Chính Hợp nghiêm giọng hỏi tên thích khách không ai phát hiện chứ. Tên thích khách kính cẩn nói không có chút sơ hở nào. Bỗng nhiên, trên trời phát ra một luồng ánh sáng. Một tên đệ tử của Cừu Chính Hợp không biết đó là gì, hóa ra là Trọng Minh Điểu. Tên thuộc hạ đầu chọc của Cừu Chính Hợp nhận ra ánh sáng này chính là của thần thú. Chính Hợp biết đây là Trọng Minh Điểu, thần thú cấp thiên phẩm. Một tên đệ tử chấp tay nói, không ngờ chuyến đi này lại có thể gặp được thần thú, dự đoán điện chủ và Thực Hồn Điện đại phúc sắp đến. Chính Hợp bật cười, chỉ tay lên trời, ra lệnh cho đệ tử bắt Trọng Minh Điểu lại. Hai tên đệ tử của Chính Hợp nhận lệnh, nhưng họ nhanh chóng nhận ra trên Trọng Minh Điểu có người. Một thứ gì đó rơi xuống khiến khói bụi bay lên che mắt tầm nhìn của hai tên thuộc hạ. Giọng Lăng Thiên vang lên sau lớp khói bụi, đã lâu không gặp. Nghiệt xúc, Chính Hợp bất ngờ khi thấy Lăng Thiên. Hai tên thuộc hạ của Chính Hợp khi nghe hắn gọi hai tiếng sư phụ thì có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh hai người họ đã nhận ra đó chính là ma đạo tổ sư Lăng Thiên. Tên đầu chọc thì thầm, nghe nói những người gặp Lăng Thiên cuối cùng đều chết hết. Tên đệ tử kia đáp lời, điện chủ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Chính Hợp xun xoe, hỏi Lăng Thiên ra ngoài hóng gió hả? Hai tên đệ tử của Chính Hợp nghe hắn nói vậy thì hóa đá tại chỗ. Lăng Thiên hỏi Chính Hợp tại sao lại phái người đến Tuyệt Tình Sơn đào trộm mộ. Chính Hợp bị câu hỏi của Lăng Thiên làm cho cứng họng. Lăng Thiên định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì Chính Hợp đã nhanh chóng quỳ xuống. Toàn thân hắn run lên, hắn sẽ khai ngay nhưng xin Lăng Thiên hãy nương tay, tha cho hắn một mạng. Hai tên thuộc hạ của Chính Hợp rơi vào khoảng lặng. Hệ thống thông báo độ trung thành của Chính Hợp tăng từ -70% lên -50%, thưởng 500 điểm đổi. Lăng Thiên cạn lời, không ngờ độ trung thành của Chính Hợp lại tăng dễ dàng như vậy. Không hổ danh là Cừu Chính Hợp nhát như thỏ đế. Lăng Thiên nghiêm giọng bảo Chính Hợp mau nói lý do đến đây đào trộm mộ. Chính Hợp kính cẩn, hắn không dám nói lời gian dối. Hắn chỉ tham gia vào việc lấy xác, không tham gia vào việc đào mộ. Tất cả đều là dặn dò của Tam Sư Huynh. Lăng Thiên có chút bất ngờ, Lâm Mộc Huyền lấy xác của Lỗ Tu Viễn làm gì chứ? Chính Hợp không biết, hắn cũng không hỏi nhiều, nhận lệnh là làm ngay. Lăng Thiên suy nghĩ, nhìn Chính Hợp không giống như đang nói dối. Dù gì xác của Lỗ Tu Viễn rơi vào tay Chính Hợp cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng nếu rơi vào tay của Lâm Mộc Huyền thì là chuyện khác. Lăng Thiên nói Chính Hợp đừng nghĩ rằng với những gì mình nói thì có thể đổi lấy mạng. Hai tên đệ tử của Chính Hợp bật khóc, quỳ xuống cầu xin Lăng Thiên rủ lòng từ bi. Lăng Thiên bực tức, quả đúng là đệ tử do Cừu Chính Hợp dạy ra. Hai tên đệ tử của Chính Hợp cầu xin Lăng Thiên khai ân. Lăng Thiên hét lên, bảo hai tên đó muốn sống thì câm mồm. Hai tên đệ tử của Cừu Chính Hợp nghe vậy thì im bặt, nhưng bản thân không khỏi sợ hãi. Lăng Thiên nói với Cừu Chính Hợp bây giờ hắn chỉ có một đường sống là về Huyền Minh giáo với anh. Lăng Thiên đang định nói tiếp thì thấy Chính Hợp đã biến mất. Bỗng nhiên, sau lưng Lăng Thiên xuất hiện một bóng người. Lăng Thiên quay lại thì thấy Chính Hợp đã ở sau lưng mình. Hắn chấp tay kính cẩn, chuẩn bị về Huyền Minh giáo với Lăng Thiên. Lăng Thiên không ngờ Chính Hợp lại sợ chết như vậy, thân pháp nhanh đến mức có thể sánh bằng với người ở cảnh giới võ thần đỉnh phong rồi. Lăng Thiên xoay người lại bảo Chính Hợp mau đi thôi. Hai tên đệ tử của Chính Hợp bật khóc, lẽ nào Chính Hợp muốn bỏ lại Thực Hồn Điện và chúng đệ tử sao? Chính Hợp cũng không kiềm được lòng mình, nhưng từ hôm nay sẽ không còn Thực Hồn Điện trên thế gian nữa. Hắn bảo hai tên đệ tử mau quay về chốn cũ, đừng đợi hắn nữa. Hai tên đệ tử cũng lên tiếng bảo hắn bảo trọng. Lăng Thiên hỏi tên thích khách đang trốn đằng sau cái cây là người đào mộ đúng chứ? Tên thích khách run rẩy, xin Lăng Thiên tha mạng. Lăng Thiên ra lệnh cho hắn mau đem cái xác chôn lại chỗ cũ. Tên thích khách lập tức chấp tay nhận lệnh. Chuyển cảnh, Lăng Thiên và Cừu Chính Hợp cưỡi trên Trọng Minh Điểu quay về Huyền Minh giáo. Lăng Thiên cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Lâm Mộc Huyền sáng sớm đã gửi thư bảo Cừu Chính Hợp đến trộm xác của Lỗ Tu Viễn. Tức là Lâm Mộc Huyền biết chuyện Lỗ Tu Viễn đến Tuyệt Tình Sơn và còn biết Lỗ Tu Viễn sẽ quyết đấu một trận với anh. Nhưng hắn cần xác của ông ta làm gì, thừa cơ hãm hại anh? Hay là khiêu khích việc anh và Nguyên Dương Điện phá vỡ trạng thái nước sông không phạm nước giếng để ngư ông đắc lợi? Lăng Thiên vẫn mãi suy nghĩ, U Hồn Giáo của Lâm Mộc Huyền là ma giáo có thế lực đứng đầu thiên hạ. Bây giờ,
có đấu với hắn chỉ khiến sức mạnh đôi bên suy giảm, khiến danh môn chính phái thừa cơ đánh tới. Lăng Thiên nắm chặt tay lại, đặt tay lên ngực, chuyện quan trọng lúc này vẫn là nên mở rộng thế lực của Huyền Minh giáo, đợi thời cơ chín muồi rồi từ từ giáo huấn lại Lâm Mộc Huyền. Anh liếc nhìn Chính Hợp, lần này Chính Hợp có thể quay lại Huyền Minh giáo đúng là bất ngờ. Lăng Thiên cứ cảm giác bên trong có tai quái gì đó. Chính Hợp toát mồ hôi, hắn xin Lăng Thiên đừng nhìn hắn như vậy, hắn sợ. Lăng Thiên lạnh giọng, hỏi hắn sợ cái gì? Chính Hợp tái mặt, nói mình sợ chết. Lăng Thiên bất ngờ đứng dậy, anh dùng gương mặt hung thần nhìn Chính Hợp, sợ chết sao còn làm đủ chuyện xấu xa tội lỗi. Đối diện với gương mặt hung thần và sự chất vấn của Lăng Thiên, Chính Hợp trở nên im lặng, cả người hắn run lên. Tiếp đó hắn biến thành hình dáng một đứa con nít rồi bật khóc nức nở. Do chuyện tiếng Việt skip 2 chap nên khúc này P xin skip theo luôn nha. Trần Tuyết dẫn truyền linh lực vào người Lăng Thiên để trị thương cho anh, khi sắc của Lăng Thiên tốt lên. Trần Tuyết cắn răng, cô chỉ cần cố một chút nữa thôi là có thể hoàn tất trị thương cho anh. Thần sắc của Lăng Thiên hồng hào trở lại, Trần Tuyết mỉm cười, Lăng Thiên sư phụ chắc bây giờ không sao nữa. Như vậy dù chết thì cô cũng mãn nguyện, bất ngờ, nguồn linh lực cô truyền vào người Lăng Thiên lại được truyền ngược vào người cô. Thần sắc của Trần Tuyết tốt lên trông thấy, cảm giác thật thoải mái, trước đó cô vì dùng đan dược mà bị thương giờ đã hồi phục. Thậm chí bây giờ cô còn có cảm giác lĩnh ngộ được tâm pháp, bước vào cảnh giới mới. Trần Tuyết trượt tay khỏi ngực Lăng Thiên, xuống vùng đan điền. Nét mặt cô ánh lên sự kiên nghị, cô xin Lăng Thiên thứ cho cô vượt quá giới hạn. Trần Tuyết dùng thần thức của mình tiến vào bên trong Lăng Thiên, trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa lớn. Trần Tuyết thầm nghĩ, đây chính là đan điền của sư phụ sao sao. Từ lúc Trần Tuyết gia nhập Huyền Minh giáo, đã có lúc thứ cô tò mò nhất chính là cảnh giới thật sự của Lăng Thiên sư phụ. Đôi lúc cô thấy cảnh giới của Lăng Thiên còn thấp hơn cô, nhưng những lúc nguy cấp luôn bộc phát trong phút chốc khiến người ta không khỏi sợ hãi. Trần Tuyết mở cánh cửa đan điền của Lăng Thiên ra, cô bất ngờ khi thấy ở đây hoàn toàn trống rỗng. Nhưng khi cô cảm nhận chi tiết hơn, thì chỗ này không hẳn là không có gì. Ở đây tràn ngập những thứ mà cô không thể thấy. Trần Tuyết cảm thấy đan điền của Lăng Thiên như một hố sâu không thấy đáy. Càng muốn khám phá lại càng cảm giác bị nó hút sâu vào. Nhưng cảm giác hố sâu này lại chẳng đáng sợ. Ngược lại còn có cảm giác một luồng sức sống kỳ lạ đang chảy cuồn cuộn. Đan điền như vậy cô chưa từng thấy bao giờ. Lăng Thiên mơ màng tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn chưa chết. Lăng Thiên ngửi được mùi hương quen thuộc, anh dám chắc Trần Tuyết đã cứu mình. Hệ thống chúc mừng anh đã vượt qua ải tử. Kích hoạt mục lục ký môn cửu kỷ lục quyền hạ, thưởng 500 điểm. Hệ thống nhận thấy anh vượt qua cửa tử thưởng thêm 1.000 điểm. Đồng thời hệ thống cũng phát hiện Trần Tuyết đột phá cảnh giới, bước vào võ vương hậu kỳ, thưởng thêm 500 điểm. Lăng Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng quay về một chuyến từ quỷ môn quan mà lại được tận 2.000 điểm. Lăng Thiên bỗng chốc dùng mình, sau này vẫn nên xem kỳ môn cửu kỷ lục có chừng mực hơn, chỉ bất cẩn tí là toi cả mạng. Điểm đổi của Lăng Thiên hiện tại là 6.732 điểm, kiếm được nhiều điểm như vậy thì phải tiêu một lần cho đã tay. Lăng Thiên vào trong cửa hàng, mua rất nhiều thẻ đạo cụ khác nhau. Tất nhiên, anh không thể quên một việc quan trọng đó là rút thưởng. Lăng Thiên rút đến lầm thứ 10 nhưng chẳng trúng gì, khiến anh được một phen sang chấn tâm lý. Lăng Thiên chơi lớn rút một lần 10 lượt, lần này anh rút trúng 4 thẻ vàng. Hệ thống chúc mừng anh nhận được 4 vật phẩm. Lăng Thiên mừng thầm, bây giờ anh có tổng cộng 3 thẻ khu vực huyền phẩm sơ cấp nên anh quyết định dùng hết một lần. Phạm vi khu vực của anh tăng từ 1.322cm lên 2.222cm. Hệ thống chúc mừng Lăng Thiên hoàn thành nhiệm vụ phụ, tăng phạm vi khu vực tuyệt đối lên 2.000cm, thưởng 1.000 điểm đổi. Lăng Thiên vui sướng, chẳng những anh tăng phạm vi khu vực tuyệt đối lên gấp đôi mà còn hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Chuyển cảnh, Chính Hợp đứng núp sau lưng Hương Tu, vẻ mặt run sợ. Trần Tuyết chỉ kiếm ra, nếu như lúc đó cô không đến kịp thì sư phụ đã chết rồi. Chính Hợp không tin, rõ ràng sư phụ trước đó còn rất oai phong, khỏe mạnh. Trần Tuyết nghiêm giọng, cô hiện giờ đang rất nghi ngờ Hưng Tu và Chính Hợp cầu kết hãm hại sư phụ nhằm chiếm đoạt thứ hai người muốn. Hưng Tu dám thề với trời tuyệt đối không có ý định hãm hại sư phụ. Hắn còn nói mình thật sự đã hối lỗi, chỉ muốn một lòng một dạ phụng dưỡng sư phụ. Chính Hợp cũng dám thề mình không có ý định hãm hại sư phụ. Trần Tuyết không tin cô yêu cầu rút kiếm ra, cô phải báo thù cho sư phụ. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết đừng làm bậy, Trần Tuyết hỏi Lăng Thiên không sao chứ. Lăng Thiên cảm ơn Trần Tuyết, nhờ có cô mà anh mới thoát được nạn này. Lăng Thiên hỏi sao mới sáng sớm mà ba sư huynh muội lại cãi nhau chí chóe thế. Trần Tuyết chấp tay, nói mình chuẩn bị diệt trừ phản đồ, báo thù cho anh. Lăng Thiên bảo việc này không liên quan đến Hưng Tu và Chính Hợp. Trần Tuyết bất ngờ, cô hỏi Lăng Thiên nếu không liên quan thế sao sư phụ lại bị thương. Lăng Thiên trong lòng toát mồ hôi hột, anh không thể nói cho họ biết anh luyện công đến mức ngất đi. Lăng Thiên nói với Trần Tuyết, hôm nay cô cứu anh, nhất định sẽ được thưởng. Trần Tuyết cung kính, bảo vệ sư phụ là trách nhiệm của cô, làm vậy khiến cô hổ thẹn vô cùng. Chính Hợp nói nhỏ, sư phụ từ lúc nào thưởng phạt phân minh thế chứ? Hưng Tu đáp lời,
bây giờ sư phụ đã biến thành một người khác, sau này từ từ biết thôi. Lăng Thiên đưa một cái hộp ra, anh tặng Trần Tuyết hai viên thiên phẩm sơ cấp nạp khí tốc linh nội hóa đan, hồi phụ tu vi. Hương Tu và Chính Hợp nhìn thấy mà ngớ người. Lăng Thiên tiếp tục thưởng cho Trần Tuyết, toàn tập thanh tâm liên nhu huyền vũ đồ. Hương Tu và Chính Hợp tái mặt, đây là đã ngộ gì chứ? Lăng Thiên tiếp tục tặng Trần Tuyết thanh kiếm thiên phẩm đặc cấp 7 sao lưu hồng kiếm, dùng để phòng thân. Hương Tu và Chính Hợp lúc này đã hóa đá, Lăng Thiên từ từ bước lại hai người họ. Hương Tu và Chính Hợp mắt sáng rỡ, họ cùng chung một suy nghĩ, sắp đến lượt chúng ta rồi sao? Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.